Chương 1621 bọn ta hấp thu không đến mức quá liều đâu, nhưng ta còn muốn hỏi một điều, có cách nào hóa giải không? Ngộ nhỡ sau này bọn ta gặp phải tình huống đó thì làm sao? Ta cảm thấy nhất định có cách. Âu Dương Phong bám giết không tha. Quả thực là có, ví dụ như dùng máu thần thú để tắm, các ngươi nhìn thấy mấy ngọn núi màu máu kia không? Trên đó trồng thuốc thần được tưới bằng máu thần thú, nếu có thể ăn một mảnh lá cây nhỏ, tự nhiên có thể giải trừ mối họa trong vô hình. Đáng tiếc, với thân phận của các ngươi không có tư cách hưởng dụng nói xong lời cuối cùng tên kỵ sĩ lộ vẻ mặt khinh thường nhưng rất nhanh đã che giấu đi âu dương phong âm thầm hò hét chết tiệt làm một mẻ lớn sở lửa bịp chúng ta nhất định phải cướp thùng máu thần thú kia mặt khác sở thần tiên trình độ tràng vực của lão nhân gia ngươi mau chóng nâng cao lên chúng ta sẽ hái những thứ thuốc tiên đó cùng lúc đó biển đông ở trái đất núi bất diệt đỉnh yêu tộc sáng lên truyền đến âm thanh máy móc triệu hồi đại hắc ngưu Hoàng Ngưu thông báo rằng sắp mở một cuộc thí luyện tiếp theo tàn khốc hơn. Gì, không phải bọn ta vượt qua rồi sao, lại có thử thách nữa. Đại Hắc Ngưu kêu lên một cách kỳ lạ. Nguyên nhân chính vì đã vượt qua, các ngươi mới có thể bước vào trường thí luyện cấp cao hơn. Đỉnh yêu tổ thông báo với họ, sắp tiến vào một thế giới đặc biệt. Năm đó yêu tổ nghiên cứu về trời đất và con người, công tham tạo hóa hết sức vô tình xuyên qua. Một con đường được mở ra và phát hiện ra một nơi đáng sợ. Sau đó, đỉnh lớn thông báo rằng chỉ có linh hồn mới có thể đến đó, nó không truyền tống được thân xác, hỏi bọn họ muốn chọn tiến hành loại thí luyện cao cấp này không? Chọn. Hoàng ngư gật đầu. Liều mạng, đi. Đại hắc ngưng cũng gào giống một tiếng, làm ồn ào, muốn tới để mở mang kiến thức về thế giới mới kia. Sau đó, nó kêu đám người lão lư muốn cùng đi thí luyện không? Nhưng nó cũng nhấn mạnh rằng thập tử nhất sinh, trường thí luyện cao cấp quá nguy hiểm, gần ngọn núi màu máu, Sở Phong nhận được tin tức chính xác từ Phổ Lâm rằng ngày mai thùng máu thần thú sẽ được đưa đến. Vị tiểu hầu gia này muốn dẫn đội quân đi tiếp dẫn rồi sau đó hộ tống lên núi. vào ngày mai phải là một mẻ lớn. Âu Dương Phong xoa tay ham he. cùng ngày hầu hết những kỵ binh được phái đi đều đã quay về, điều khiến Phổ Lâm tức giận là lại có thương vong. mấy người tên là Kim Lân, thích hoành rất khó giải quyết, trốn tránh rồi sau đó liên thủ lén lút tập kích, giết chết một số kỵ sĩ của chúng ta có người cúi đầu bẩm báo. Đúng là vô dụng. Phổ lâm tức giận nói, nhưng tiếp tục khiển trách cũng không tốt. Sau đó không lâu, một đội kỵ binh dũng mãnh trở về, truyền đến tiếng hoan hô, vì họ mang tù binh về. Sở Phong và Âu Dương Phong cảm giác được tình hình không ổn, bọn họ không mong muốn gặp phải tù binh. Sao lại có người bị bắt, rơi vào tay đám người này còn sống tốt được sao? Theo lý nên quyết đoán quay về vũ trụ ban đầu mới đúng. Bẩm báo tiểu hầu ra, chúng ta đã bắt được tù binh, Ừm, không, nói đúng hơn thì sau khi bao vây nàng ta, là tự nàng ta chủ động yêu cầu đến đây nói chuyện. Đội trưởng đội kỵ binh bẩm báo. Dẫn lại đây. Phổ lâm vất tay, cuối cùng cũng lộ ra ý cười. Sau đó, sở phong liếc mắt nhìn, lại là ánh trích tiên và muội muội tóc bạc ánh hiểu hiểu. Hắn cảm thán, ánh trích tiên nghiêng nước nghiêng thành này quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Sau khi bị bao vây vẫn còn khá ung dung, không vội vàng tự nổ tung hồn thể mà muốn tới gặp người chủ quản ở đây, lá gan không nhỏ chủ yếu là chúng ta bao vây muội muội của nàng ta, nàng ta quay lại cứu viện, lúc này mới xa lưới và bị bao vây. Đội trưởng đội kỵ binh nói thêm. Cách nói này khiến cho sở phong kinh ngạc, hắn có hảo cảm với ánh trích tiên, cho rằng tâm tư của nàng quá sâu không đơn thuần. Hai người các ngươi cũng ở đây à? Ánh trích tiên lập tức cười, khá xinh đẹp, phong thái tuyệt thế, khiến cho phổ lâm và các kỵ sĩ xung quanh thất thần trong phút chốc. Cho dù những người này cho rằng nàng là quỷ hồn, là âm linh thì cũng không thể không kinh ngạc cảm thán trước vẻ đẹp của nàng. Trong lòng Âu Dương Phong chấn động mạnh, hắn ta toát mồ hôi lạnh, nếu nữ nhân này trả thù bọn họ thì phòng Trừng chỉ có thể trốn chạy, hắn ta đã chuẩn bị kêu Sở Phong cùng nhau phá vòng vây. Sở Phong rất bình tĩnh, lúc này lộ ra ý cười với ánh Trích Tiên, biểu hiện ra vẻ kinh ngạc vui mừng rồi sau đó nói với Phổ Lâm, "Tiểu hầu gia, đây là đạo lữ của ta. Trước kia những người đó dẫn theo muội muội của nàng đi, nàng không thể không đuổi theo." "Đạo lữ?" Đôi mắt của Âu Dương Phong sách lên nhìn mọi người, nhưng không phải nhìn chằm chằm Sở Phong mà nhìn thẳng về phía Ánh Trích Tiên. Ánh Trích Tiên xinh đẹp duyên dáng, thướt tha xuất trần, dung nhan này không cần phải nói nhiều, khuynh quốc khuynh thành, từ nhỏ đến lớn luôn là tâm điểm chú ý của muôn người, được xưng là đệ tam mỹ nhân của tinh không, phong hoa tuyệt thế. Nàng luôn khiêm, tốn khiến cho người ta có cảm giác vừa sinh ra đã thoát khỏi trần thế, phảng phất hơi thở của tiên gia, không dính khói lửa phàm tục, chưa bao giờ bị đồn rằng có quan hệ bất chính với ai giờ đây không hiểu sao nàng lại trở thành đạo lữ của sở phong âu dương phong rất sợ nàng bẻ lại trực tiếp trả thù sở phong và hắn ta xem biểu hiện không lâu trước đây nữ nhân này không hề đơn giản khá lợi hại ánh trích tiên rất bình tĩnh có ý vị biến ảo khôn lường đôi mắt sâu xa nhìn về phía sở phong khóe miệng nàng hơi nhếch lên khiến cho âu dương phong hoảng sợ trong lòng vì trực giác mách bảo hắn ta rằng vô cùng nguy hiểm nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha đây đều là chuyện trong nháy mắt khi Sở Phong nói xong cũng bắt đầu bí mật dùng tinh thần truyền âm, nói với Ánh Trích Tiên, làm vậy là đang cứu nàng và Ánh hiểu hiểu. Ánh Trích Tiên rất ung dung, nói nàng có thể tự bảo vệ mình, đồng thời không quên chọc vào chỗ đau của Sở Phong, nàng chỉ cần tùy tiện nói gì đó thì cũng đủ để Sở Phong lâm vào đường cùng. Từ khi đi vào nơi này, nàng luôn rất bình tĩnh, không kêu tên của Sở Phong và Âu Dương Phong, hiển nhiên nàng đã suy xét đến mọi vấn đề, nghĩ đến các loại khả năng, phần nhiều nghĩ đến hai người này dùng tên giả sở phong cảm thấy nàng suy nghĩ kỹ càng chắc là đoán được những hành vi lừa dối của hắn và âu dương phong cho nên hắn cảm thấy sự bình tĩnh của ánh trích tiên thực ra cũng là đang cảnh cáo hắn lá gan của ngươi và âu dương phong cũng rất lớn nếu thân phận bại lộ thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi ánh trích tiên nói vô cùng ngắn gọn đương nhiên vẫn bí mật giao tiếp sở phong nghiêm nghị trích tiên tử phóng khoáng và khéo léo này đang so đo cách xưng hô đạo lữ đồng thời đang phản công đe dọa hắn và âu dương phong cóc suýt chút nữa toát mồ hôi lạnh, ánh trích tiên này quả nhiên khó giải quyết, mới chạy tới nơi này, không chỉ có tự tin tự bảo vệ bản thân, còn đưa ra cảnh cáo nhằm vào bọn họ. Nhưng, sở phong vẫn còn bình tĩnh, vì ngoại trừ bí mật giao tiếp với ánh trích tiên ra thì hắn, cũng đang truyền âm với tiểu lo tóc bạc ánh hiểu hiểu, sợ cô nhóc để lộ sơ hở. Hơn nữa, phản ứng của ánh hiểu hiểu đối với hắn vô cùng có lợi. Đặc biệt là giờ phút này, tiểu lo ly tóc bạc đưa tới một thần trợ công ánh hiểu hiểu xinh đẹp tinh xảo đôi mắt to chớp chớp lông mi rất dài cô nhóc trực tiếp kêu một tiếng ngọt ngào tỷ phu điều này khiến cho sắc mặt của ánh trích tiên suýt chút nữa đen hoàn toàn nụ cười ban đầu trên dung nhan tuyệt thế bây giờ phải gọi là xuất sắc nàng không có cách nào phủ nhận kịp thời vì đây là muội muội của nàng nếu nàng sửa lời nói rằng muội muội của nàng nói bậy như vậy đám người phổ lâm sẽ có lý do tin tưởng và lời nói của mấy người sở phong không đáng tin thế thì sẽ có vấn đề lớn cho nên giờ phút này khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành của ánh trích tiên chỉ có thể tươi cười thực ra trong lòng rất muốn bóp chết đứa trẻ chuyên môn hãm hại tỷ tỷ này sở phong lập tức hùa theo phối hợp ăn ý như vậy hắn xoa mái tóc dài màu bạc của tiểu lo ly cũng kêu một câu cô em vợ biểu cảm của tiểu lo ly tóc bạc phải nói là khá chân thật khi mới gặp sở phong cô nhóc rất sợ hãi đôi mắt trợn to nhưng khi nghe thấy sở phong xưng hô kiểu này vẻ mặt lập tức ngượng ngùng thực ra da mặt của cô nhóc rất dày không đến mức đỏ mặt chủ yếu là khi sở phong bí mật giao tiếp với cô nhóc, nói rằng nếu không phải cô nhóc còn quá nhỏ, thì hắn sẽ nói thẳng hai người bọn họ là đạo lữ, phòng trừng sẽ phối hợp ăn ý hơn. Cho nên, tiểu lo ly ra mặt rất dày này mới có vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, lúc này bộ dạng ngượng ngùng biểu hiện ra ngoài trong trường hợp này, chính là gãi đúng chỗ ngứa. Ánh trích tiên nhìn muội muội của mình phối hợp như vậy, hãm hại người tỷ tỷ là nàng, trên mặt rất nhanh nổi lên vạch đen, lập tức duỗi tay giữ chặt ánh hiểu hiểu, muốn âm thầm giáo dục cô nhóc giờ phút này âu dương phong cười toe toét nghiêng mắt nhìn tiểu lo li tóc bạc nở một nụ cười mà hắn ta tự cho là hiền lành và ấm áp con quân đà được kia ngươi cười rộ lên xấu xí quá ánh hiểu hiểu nhận xét không chút khách khí khuôn mặt của âu dương phong lập tức đen lại thật muốn chửi mẹ nó đối xử với hắn ta và sở phong khác biệt lớn như vậy sao quân đà là ai phổ lâm hỏi là cha già của đại diễn chiến thể sở phong bình tĩnh giới thiệu mũi của Âu Dương Phong sắp bốc khói, nhưng trong trường hợp này, hắn ta chỉ có thể dương mắt nhìn nghe, không thể phản bác, không nói câu nào, im lặng là vàng. Cóc nhìn thấy ánh hiểu hiểu đang cười ở đó, bộ dạng rất vui vẻ, hắn ta lập tức biết rằng tiểu lo ly tóc bạc này, không phải vô ý nói ra mà là cố ý. Âu Dương Phong đoán, đứa trẻ chết tiệt này không đơn giản, sắp trưởng thành rồi, bảo đảm sẽ khó đối phó giống như tỷ tỷ của cô nhóc. Phổ Lâm chỉ thuận miệng hỏi, vẫn chưa cảm thấy có điều không ổn giờ phút này ánh trích tiên đang nói chuyện với sở phong nói trắng ra là uy hiếp cảnh cáo hắn tiện nghi của nàng không dễ chiếm như vậy cần phải trả cái giá lớn sở phong nói ngắn gọn mấy câu trực tiếp đánh tan những suy nghĩ của nàng đồng ý hợp tác rồi vì nàng rất động tâm nếu đã gặp nhau thì trở mặt đối với ai cũng không tốt sở phong chỉ muốn kéo nàng nhập bọn để nàng trở thành người hợp tác cùng lập kế hoạch làm chuyện lớn hắn nhắc tới một thùng máu thần thú cũng nói rằng có lẽ sẽ hái được thuốc thần còn nhắc đến dị thuật và thiên kiếp lập tức khiến cho ánh trích tiên khó có thể cưỡng lại ánh trích tiên ý thức được rằng muốn nhanh chóng mạnh lên ở thế giới này máu thần thú và những loại thuốc thần đó cực kỳ quan trọng trong thời gian ngắn phải có được nhưng sở phong vẫn thấy hơi khó chịu ánh trích tiên quá bình tĩnh lại còn thấp thoáng ý cảnh cáo và đe dọa hắn vì vậy có tiện nghi mà không chiếm thì không phải sở phong hắn rất tự nhiên ra tay nhéo khuôn mặt nhỏ của tiểu lo li tóc bạc rồi sau đó trực tiếp ôm lấy ánh trích tiên ôm nhiệt tình sắc mặt của hắn thản nhiên, nói, vất vả rồi. Sau đó, hắn lại ra vẻ đau lòng, giúp ánh trích tiên gom lại mái tóc hóa thành tinh thần lực. Bọn họ là linh thể, ẩn chứa ấn ký nguyên thủy nhất của sự sống, tiếp xúc như vậy, có thể nói là vô cùng thân mật, trực tiếp chạm vào linh hồn. Nhưng trong nháy mắt, sở phong liền nhe răng trợn mắt, vì bị ánh trích tiên nhéo vào eo một cách tàn nhẫn không chút lưu tình, vừa rồi là chạm vào linh hồn, bây giờ là đau thấu linh hồn. Ta nói hai người các ngươi có thể đổi chỗ khác không? đừng ở trước mặt mọi người khoe mẻ tình cảm như vậy. Âu Dương Phong trách móc nặng nề, nơi này còn có đứa trẻ nhỏ đấy. Tiểu lo ly tóc bạc càng kháng nghị không vừa lòng, chu cái miệng nhỏ. Hai người sở phong và ánh trích tiên tự nhiên tách ra, sở phong tươi cười, mang theo ý vui sướng sau khi gặp lại, thậm chí bộ dạng rất dịu dàng. Không biết trong lòng ánh trích tiên nghĩ như thế nào, nhưng trên mặt cũng nở nụ cười mê người. Trích tiên tử là lướt xuất trần ban đầu lúc này càng quyến rũ phong tình hiếm thấy. Phổ lâm để lộ ánh mắt kỳ lạ, Gã rất kinh ngạc với phong thái tuyệt thế của ánh Trích Tiên. Ngay cả đám kỵ sĩ cũng có sắc mặt không tốt, đứng ở nơi xa nhìn Sở Phong như hổ rình mồi, trong mắt bọn họ một âm linh như Sở Phong, không thể nào có được tuyệt sắc nhân gian này. Thậm chí một số kỵ sĩ mạnh mẽ đang nghĩ, nếu giúp ánh Trích Tiên rửa sạch âm khí, tìm được một thân thể thích hợp, định hình lại cơ thể, tuyệt đối xinh đẹp vô cùng, là một báu vật. Nhưng, bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể ngẫm lại, không có cách nào hành động, Phổ Lâm còn cần dùng đến mấy người này. Kế tiếp Sở Phong và Ánh Trích Tiên xem tình hình trước mắt và đưa ra các thủ đoạn dụ dỗ, nói một vài đối sách cụ thể, làm sao để mời chào những người đến từ vũ trụ khác đi theo bọn họ. Điều này khiến cho Phổ Lâm khá vừa lòng. Âu Dương Phong đứng bên cạnh bĩu môi, chửi thầm, tên đại lừa bịp Sở Phong lời nói dối đầy miệng hết bài này, đến bài khác cũng thôi đi, ánh Trích Tiên xinh đẹp như vậy, nữ tử tiên khí quanh thân lại nói dối tới mức mặt không đỏ tim đập không nhảy, vô cùng tự nhiên, hắn ta chỉ có thể thở dài, cũng là đồ lừa bịp, không phải người lương thiện sau đó, sở phong lôi kéo ánh trích tiên, dáng vẻ muốn đi dạo, nhìn sự hung ác lập loè trong mắt của một vài kỵ sĩ, cho đến khi tới chỗ không có ai, mặt của ánh trích tiên mới hoàn toàn đen lại, đưa ra lời cảnh cáo nghiêm trọng với sở phong, không được nàng đồng ý không được tới gần quá mức. sau đó, ánh hiểu hiểu cũng chạy tới, tiểu loli tóc bạc quả nhiên không phải đèn cạn dầu, trực tiếp đòi lấy dị thuật, kêu một tiếng ca, bổn vương dạy ngươi, âu dương phong chờ mặt đi đến, con quân đà được, ngươi tránh ra đi chết tiệt, bổn tọa không thể nhịn nữa. Âu Dương Phong để lộ dáng vẻ độc ác, nhưng một câu nói của ánh hiểu hiểu đã khiến cho hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể tươi cười giả dối. Nhà ta có võ công thần thú, hơn nữa là có một đống, còn có cổ pháp bồi dưỡng cho thần thú nhanh chóng tiến hóa, ta đều đã lật xem qua. Đây là nguyên lời nói của tiểu lo ly tóc bạc, dẫn tới vẻ mặt cười giả dối của Âu Dương Phong, đi theo bên cạnh cô nhóc, tưởng như là muốn trở thành bảo mẫu, ngày hôm sau phổ lâm triệu hồi tất cả người tiến hóa phân phó mấy nghìn người bảo vệ ở nơi này vây quanh mấy ngọn núi màu máu còn gã dẫn đầu mấy nghìn kỵ sĩ tự mình đi nghênh đón sứ giả muốn đi tiếp nhận thùng máu thần thú cho dù là ở thế giới này máu của thần thú trưởng thành cũng vô cùng chân quý đánh nhưng trực tiếp cướp thùng máu thần thú kia thì không được chúng ta hoàn toàn không có cách tới gần bọn họ sở phong trầm giọng nói truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc Ly cà phê nhé. Bọn họ đứng ở nơi xa, cách mấy nghìn kỵ sĩ rất xa. Giờ phút này, bọn họ cảm nhận được sự tai hại đáng sợ của thân là linh thể, đặc biệt là hồn thể có âm khí lượn lờ của bọn họ. Đối mặt với quân đội, cảm nhận được luồng huyết khí cuồn cuộn còn có loại dương khí nồng đậm khiến cho người ta sợ hãi. Nếu bọn họ thật sự tiến lên thì mấy nghìn kỵ sĩ kia chỉ cần giống to một tiếng, phòng trường sẽ khiến bọn họ nổ tung ngay lập tức. Âu Dương Phong nói, nhất định phải tắm máu thần thú hoặc ăn loại thuốc thần được tẩm bổ bằng máu thần thú rửa sạch âm khí trên người, như vậy sẽ không sợ đại quân tỏa ra huyết khí và dương khí nữa. Sứ giả được phổ lâm nghênh đón ở trên đường, đại quân bảo vệ vây quanh, hộ tống đến ngọn núi màu máu. Sứ giả đại nhân, ngài cần nghỉ ngơi không? Phổ lâm hỏi, không cần, bây giờ lập tức đi tới dược thảo, hôm nay ta còn phải chạy về chỗ sâu trong cao nguyên hung thú. Sứ giả là một bà lão, tóc bạc khuôn mặt hồng hào, rất bình tĩnh và chấn định. Bà ta lấy ra một đồ đựng dụng cụ cao nửa người, lấy một cái thùng lớn được chạm trổ từ ngọc thạch ra tuy rằng bị phong ấn nhưng đã có huyết quang tràn ra nó phát ra ánh sáng màu đỏ đậm trói lọi vô cùng hơn nữa có một lực lượng chấn áp vô hình kinh sợ khắp nơi khiến cho rất nhiều kỵ sĩ dùng mình thú cưỡi của bọn họ gào thét gần như sắp mềm nhũn ngã xuống đất máu thần thú trưởng thành còn đang trong phong ấn đã như thế quả nhiên khủng bố một khi đổ ra tới thì quả thực không dám tưởng tượng đây là muốn bồi dưỡng thuốc thần sao ở nơi xa, có kỵ sĩ cấp kim thân lẩm bẩm, bọn họ nghi ngờ dược sư thủ hạ của Chiến Thần đang động loại tâm tư này, cho nên mới không tiếp tập trung tinh thần như vậy. Là máu thần đó, dùng để tưới dược thảo đúng là quá xa xỉ, ta muốn thay thế những cây thuốc già đó." Âu Dương Phong đỏ mắt. Mấy người bọn họ cách nơi đó rất xa, không có cách nào tiếp cận, một là huyết khí ở nơi đó quá mạnh mẽ, hai là vì bị cố ý cách ly, không cho bọn họ tới gần quá mức. Vị sứ giả kia giao thùng ngọc thạch cho Phổ Lâm, để kỵ sĩ thủ hạ của gã phụ trách mang lên núi, sứ giả đối diện với Phổ Lâm, trong mắt cả hai đều hiện lên tinh quang. Bọn họ đạt thành giao dịch trong âm thầm, sẽ giữ lại một ít máu thần thú và sau đó chia đều thứ đồ vô giá này, chính bọn họ cũng không chịu được sự dụ hoặc. Bọn họ bắt đầu lên núi, sứ giả đang cúng tế một cây lại một cây cờ huyền tử, cắm xuống đất lập tức biến mất, sau đó nơi này phát sát lên, một con đường an toàn xuất hiện, con đường thông lên một ngọn núi màu máu. Đôi mắt của Sở Phong nhìn chằm chằm không chớp mắt hắn âm thầm dùng hỏa nhãn kim tinh ký hiệu màu vàng sâu trong linh hồn hiện lên quan sát các cách làm của sứ giả kia sứ giả rất cẩn thận làm các thủ đoạn che mắt nhưng bản chất bà ta quả thực đang mở con đường nhỏ an toàn sắp đi thẳng tới đỉnh của ngọn núi màu máu sở phong tập trung tất cả tinh thần chăm chỉ đi nghiền ngẫm sợ bỏ lỡ điều gì hắn rất muốn lên núi hái thuốc cũng muốn lấy máu thần thú dùng để tưới dược thảo sứ giả cẩn thận từng ly từng tí ném mạnh huyền từ kỳ ra Thủ pháp có phần rất mê hoặc người khác, cố ý làm vô cùng phức tạp. Sau đó, bà lão này ném mấy cái huyền từ kỳ mây mù quay cuồng, làm cho vùng đất này nổi sương mù vây quanh ngọn núi huyết sắc. Sứ giả rất cẩn thận, rất sợ có người theo dõi khu vực đường nhỏ này, dùng huyền từ vụ để che lấp, ngăn cản tầm mắt của người khác. Một vị kỵ sĩ trung niên cấp độ kim thần nhỏ giọng nói, ông ta chỉ huy hơn một nghìn người phụ trách canh giữ ở khu vực này. Lúc đầu Sở Phong cũng cho là như vậy, thế nhưng hắn nhanh chóng nhìn ra đầu mối bà lão kia và phổ lâm đối mặt với nhau đều lộ ra nụ cười thản nhiên sau khi sở phong sử dụng hỏa nhãn kim tinh trong linh hồn lóe ra ký hiệu màu vàng kim từ vụ kia cũng không thể ngăn cản tầm mắt của hắn vẫn có thể thấy rất rõ ràng như trước hai người này có gì đó quái lạ chẳng lẽ muốn biển thủ sở phong cực kỳ nghi ngờ những người lên núi cùng hai người họ đều là người thân cận phổ lâm rất yên tâm về bọn họ nhưng bà lão lại nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào phổ lâm cuối cùng phổ lâm chỉ dẫn theo một người thân cận đi tới chịu trách nhiệm sách thùng ngọc theo đang lấy trộm máu thần thú lúc này đây sở phong đã nhìn thấu triệt mặc dù trên ngọn núi đã bị từ vụ bao trùm hoàn toàn mờ mịt nhưng mà hắn vẫn thấy rõ ràng như cũ bà lão làm việc nhanh chóng lấy ra một chiếc bình ngọc mở một ít phong ấn của thùng thần huyết đã phong ấn ra dẫn một ít máu thần thú đỏ tươi mà sáng trói ra rót vào trong bình ngọc trong nháy mắt bà ta đã hoàn thành thu hồi bình ngọc mà lúc này bọn họ đã tới đỉnh núi ở đây có 5 cây dược thảo, tràn ngập mùi hương thấm vào lòng người, trong suốt rực rỡ, ẩn chứa tinh hoa trời đất. Kế tiếp, bà lão mở hoàn toàn phong ấn, trong nháy mắt, ánh đỏ vọt lên trời, cho dù trên đỉnh núi có sương mù bao phủ cũng không che giấu được loại ánh sáng này. Máu của thần thú đã trưởng thành quả là khiến người đời kinh hãi. Hiển nhiên, máu đã trải qua luyện chế, xóa bỏ đi sát khí trong đó, nếu không thì loại máu này tuyệt không phải thứ mà thân thể cấp độ, kim thân như phổ lâm tiểu hầu ra có khả năng tiếp xúc nếu như vẫn còn ẩn chứa sát khí của thần thú, sinh vật ở cự ly gần đều sẽ bị đánh nổ tung, kể cả là người ở kim thân đại viên mãn cũng không chịu nổi. Rào. Lúc này, ở vùng lân cận đỉnh núi huyết sắc, gần 10.000 tọa kỵ đồng thời gào thét, sợ hãi thật sâu hoảng loạn, tất cả đều kính sợ, có một loại cảm giác sợ hãi nồng đậm. Bất luận là mãnh thú hay là chim chóc, ở dưới loại uy áp này, tất cả đều phù 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 trực tiếp ngã xuống mặt đất, tựa như binh sĩ đang đối mặt quân vương sắc mặt của những binh lính trên người bọn chúng cũng chợt tái nhợt, đều nhảy xuống khỏi tọa kỵ. Sát khí trong máu của thần thú đã thực sự bị luyện hóa hết sạch, nhưng chỉ riêng hơi thở thú vương tối cao của nó vẫn làm cho tất cả các loại thú vật run rẩy, nhịn không được mà muốn quỳ lại. Cho nên, tọa kỵ ở đây đều đang giống lên, dùng mình, run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ. Âu Dương Phong cũng căng thẳng cả người, cảm thấy ra đầu tê dại, nó cũng là thần thú nhưng mà, ở trước mặt loại máu của thần thú đã trưởng thành cuồn cuộn sôi trào dương khí này, nó lại có cảm giác sợ hãi. Nó có chút căng thẳng, càng thêm hiểu rõ, nó chỉ là thần thú của cõi âm, xem như là quỷ thú, cách biệt quá xa với loại thần thú chân chính tràn đầy dương khí này. Trong tiếng gầm nhẹ của thú dữ, trong tiếng gào sợ hãi của chim hung, các loại tọa kỵ đứng dày đặc, quỳ dạp dưới đất thành một vùng lớn, cảnh này giống như đang chiều thánh vậy. Cuối cùng, trên đỉnh núi, phổ lâm tiểu hầu ra sắc mặt tái nhợt, tự mình động tay, đổ máu thần thú ra một khu vực, tưới năm cây dược thảo cao khoảng hơn một thước sau khi đã được máu thần thú tưới đều những dược thảo này lập tức bộc phát ra ánh sáng kinh người rực rỡ lạ thường toát ra màu sắc khác nhau trên đỉnh núi một mảnh sặc sỡ ánh sáng trói lọi có dược thảo vàng rực toàn thân có quang mang hóa thành màu đỏ thẫm đậm hơn có dược thảo màu trắng bạc sáng như tuyết sau khi được thần thú huyết tẩm bổ màu sắc của năm loại dược thảo đều xảy ra biến hóa khí tức thần tính nồng nặc lan tràn ra võ thần giờ phút này xung quanh đỉnh núi huyết sắc hơn vạn kỵ sĩ gào to, vang dội núi sông. Bọn họ đang ngầm thét, tán tụng uy quyền của Võ Thần, hiểu rõ loại máu thần thú này đến từ đâu. Mấy ngày gần đây, có mấy thần thú đã trưởng thành đến báo thù, kết quả suýt nữa đều bị tàn sát, trong đó Võ Thần công tham tạo hóa, một tay che trời, gần như hoàn toàn tàn sát con thần thú mạnh nhất kia, lấy đi rất nhiều máu từ trên người nó. Võ Thần, tiếng gào to rung động núi sông. Chết tiệt. Âu Dương Phong nhịn không mắng chửi thô tục. Bởi vì cùng với tiếng gào này, nó suýt chút nữa bị nổ tung. Những kỵ sĩ kia sôi trào nhiệt huyết, tâm tình dâng cao, lớn tiếng kêu gào võ thần, đó là sự sùng bái đến gần như điên cuồng, lúc này, tinh lực và dương khí của bọn họ lao ra bên ngoài cơ thể. Trong nháy mắt, vùng trời này đã tràn ngập tinh lực của mọi người, vọt lên ngập trời, khiến cho Âu Dương Phong, Sở Phong bọn họ đều khó mà chịu được, nhanh chóng rút lui ra ngoài. Còn nghe gào vài lần thế này nữa, đoán chừng bọn họ đều sẽ nổ tung dù vậy ánh hiểu hiểu cũng sắc mặt tái nhợt trên linh hồn xuất hiện vết rách cô nhóc suýt nữa đã bị tiếng gào giết chết tiếp đó sở phong đứng ở chỗ đủ xa nhìn chằm chằm vào đỉnh núi hắn nhìn xuyên qua sương mù trông thấy phổ lâm tiểu hầu ra đang ăn trộm máu thần trong khi tưới năm cây dược thảo gã dùng một chiếc bình ngọc lấy một phần máu ngầm kiếm lời riêng ánh mắt sở phong nóng hừng hực nước miếng đã sắp chảy ra có thể trông thấy trên đỉnh núi rực rỡ dáng đỏ ngút trời dược hiệu của máu thần thú là không thể nghi ngờ tuyệt đối rất kinh người hắn càng sinh ra khát vọng lấy được nó chắc hẳn loại vật này thật sự có thể tẩy sạch hoàn toàn âm khí quanh quẩn trên người bọn họ từ đó làm cho linh hồn lột xác xuất hiện dương khí nồng đậm ngọn núi huyết sắc không chỉ có một mỗi một đỉnh núi đều có vài gốc bảo dược hiếm có đang sinh trưởng chia đều một thùng máu thần thú kế tiếp bất kể là sứ giả kia hay là phổ lâm cũng không dám tiếp tục ăn trộm máu thần thú sợ gặp chuyện không may bắt đầu yên phận đứng lên chăm chú tới dược thảo trên mấy đỉnh núi còn lại mỗi một lần leo núi vị sứ giả này đều phải bố trí một phen mở ra lối đi an toàn sở phong nhíu mày bởi vì chàng vực được bố trí trên mấy đỉnh núi huyết sắc không giống nhau điều này làm cho hắn tăng thêm áp lực nếu như bố trí như vậy hắn chỉ có thể quan sát nhiều lần từ đó hoàn toàn lĩnh hội thông thấu suy nghĩ thông suốt chưa âu dương phong bí mật truyền âm rất chờ mong độ khó rất lớn ta đánh giá cho dù chàng vực tông sư tới thì cũng rất khó phá giải, cũng không phải bản thân sứ giả kia có trình độ cao thâm, mà là chắc hẳn từng đọc lý giải của bản vẽ chàng vực. Cuối cùng, sứ giả rời đi, cảm thấy mỹ mãn. Khuôn mặt của phổ lâm cũng tràn đầy ý cười, lần này gã hợp tác với bà lão rất vui vẻ, mỗi, người lấy được một bình máu thần thú, cái này quả thực quá chân quý. Lúc này, trên đỉnh núi của vài ngọn núi huyết sắc đều có ánh sáng, đỏ tươi trong suốt, rực rỡ lấp lánh đó là máu thần thú đã ngấm vào trong đất vẫn còn đang phát sáng. Thời gian không đợi người, máu thần thú kia đã thấm vào trong đất rồi, tiếp tục như vậy nữa thì sẽ khô cạn, chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Âu Dương Phong rất gấp gáp. Lúc này, phổ lâm tiểu hầu ra đi tới, vui tươi hớn hở, nói, Diêm Lạc, ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi, tạm thời rút quân, rời khỏi khu vực này, ngươi nắm bắt cơ hội đi chiêu hàng âm linh này, ta chờ tin tốt lành. Không hề nghi ngờ, gã rời khỏi vội vã như vậy chủ yếu là bởi vì đã lấy được máu thần thú, muốn đi thử nghiệm hiệu quả một chút. Sở Phong và Âu Dương Phong rất xoắn suýt, thật sự muốn giết chết tiểu hầu gia này, cướp đi chỗ máu thần thú kia, nhưng mà bên cạnh người này có rất nhiều kỵ binh, tinh lực cuộn trào, không thể tới gần. Ánh Trích Tiên ứng phó rất thỏa đáng, báo cho Phổ Lâm, mấy ngày sau chắc chắn sẽ có kết quả khiến gã vừa lòng, có thể chờ đợi tin tức tốt. Tốt. Phổ Lâm cười ha ha, dẫn đầu đội ngũ rời đi. Sở Phong lộ ra ý cười, những người này đi xa rồi thì hắn liền chuẩn bị ra tay thử một lần xem có thể leo lên một đỉnh núi huyết sắc trong đó hay không nhưng mà nụ cười của hắn vụt tắt rất nhanh ba gã kỵ binh quay lại phổ lâm để lại vài tên lưu lại tâm phúc này nói là trợ giúp sở phong và ánh trích tiên giúp bọn họ giải quyết các loại trở ngại trên thực tế phổ lâm vẫn không quá yên tâm sợ mấy người sở phong chạy mất diêm lạc khi nào lên đường đi thu phục âm linh này một gã kỵ sĩ ngồi trên dã thú từ trên cao nhìn xuống hỏi sở phong trong mắt có tai ngỗ ngược hắn ta nhìn sở phong xong quay sang nhìn chằm chằm ánh trích tiên không chút kiêng kỵ ánh mắt nóng như lửa đốt hắn ta cảm thấy nếu như tìm được một thân thể thích hợp cho ánh trích tiên nàng sẽ trở thành một người tuyệt đẹp không vội sở phong đáp lại hắn ta hiện tại làm sao có thể rời khỏi hắn rất thiếu thời gian còn chuẩn bị đi trộm thánh dược hấp thu máu thần thú tên kỵ sĩ cấp độ kim thân chuẩn này mắng ngươi có ý gì tiểu hầu ra rời đi tạo điều kiện cho ngươi ngươi lại lười biếng như thế này còn không mau mau đi vào chiêu hàng sở phong không nói gì hắn đã nhìn ra ánh mắt của tên kỵ sĩ này lúc nhìn ánh trích tiên không bình thường do đó liên lụy đến trên người hắn ánh mắt vội vàng ép hắn đi hồng nhan họa thủy hắn âm thầm nói với ánh trích tiên đơn giản đánh chết hắn ta là được ngược lại ánh trích tiên lại rất quả quyết bởi vì sau khi hái xong thánh dược ở đây bọn họ sẽ rời đi hiện tại không sợ vạch mặt còn không mau đi không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao tên kỵ sĩ cấp độ kim thân chuẩn này giận tái mặt sở phong trả lời trong lòng ta biết rõ khi nào nên đi mặt khác tiểu hầu gia bảo ngươi lưu lại phối hợp với bọn ta không phải để cho ngươi đứng đây diễu võ dương oai ra lệnh bừa bãi hắn không lập tức động tay sợ kinh động tới kỵ binh vừa mới rời đi tối thiểu cũng phải chờ huyết khí ngập trời của bọn họ hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời ngươi đúng là quá coi trọng bản thân rồi mặc dù đã đầu nhập vào bọn ta nhưng ngươi cũng chỉ là quỷ hầu mà thôi. tên kỵ sĩ cấp độ kim thân chuẩn này của mắng. hai gã kỵ sĩ khác cũng cười lộ ra vẻ khinh thường. một người trong đó cũng mở miệng nói ta không thể không nhắc nhở ngươi một lần. âm linh như ngươi trước sau đều không thể ngồi ngang hàng với bọn ta, nói chuyện phải chú ý giọng điệu một chút. ngươi chỉ là quỷ nô của tiểu hầu gia mà thôi. có thể ra tay rồi. ánh trích tiên âm thầm truyền âm cho sở phong, ý bảo nàng đã chuẩn bị xong. Bên kia, ở chỗ sâu trong đáy mắt của Âu Dương Phong cũng lộ ra vẻ hung ác, đã sớm không nhịn được mà muốn động tay, âm thầm báo cho Sở Phong, nó cũng chuẩn bị xong rồi. Ngay cả ánh Hiểu Hiểu cũng tức giận, cực kỳ không hài lòng. Giết! Ánh mắt Sở Phong rét lạnh, đột nhiên tập kích, trực tiếp dung hồn chuông lên, dày đặc, sau khi thân chuông màu đen bay ra ngoài, đụng nát đầu của kỵ sĩ cấp độ kim thân chuẩn kia. Ngươi! Kỵ sĩ cấp độ kim thân chuẩn tức giận, Thân thể của hắn ta vọt ra, nhìn nhìn chính mình thân thể tả tơi của mình, hắn ta vô cùng kinh sợ. Thân thể hắn ta vậy mà lại bị hủy diệt rồi, nếu như không phải hắn ta phản ứng nhanh chóng, linh hồn cũng sẽ bị giết chết. Phốc, phốc. Âu Dương Phong và ánh Trích Tiên cũng chia nhau ra tay, thế nhưng lúc đầu không được thuận lợi, sau khi hồn quang của bọn họ đánh vào thân thể của hai gã kỵ sĩ, phát ra tiếng soạt soạt, bị huyết khí và dương khí nóng rực kia gây thương tích. Các ngươi dám? Hai người kia tức giận, hỏng bét có thân thể bảo vệ, tinh lực của bọn họ trời sinh khắc chế chúng ta." Âu Dương Phong hô lên, "Oanh!" Trong nháy mắt, Sở Phong cũng vận dụng hồn quang, đánh vào đầu của một người trong đó, kết quả cũng gặp phải hậu quả tương tự, soạt một tiếng, hồn lực của hắn bị tổn thương khu vực máu thịt. Hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, thảo nào thần quang ngũ sắc của ánh trích tiên lại mất đi hiệu lực, ngay cả hồn quang mạnh như của hắn cũng bị thua thiệt, bị huyết khí đốt tổn thương. Sở Phong lập tức hiểu ra điểm mấu chốt, quát lên, "Các ngươi lùi hết ra sau!" hắn thúc giục hồn chuông, chiến đấu kịch liệt với hai người kia. Trên thực tế, hai người kia đã sớm nổi trận lôi đình, liều chết xông tới. Nếu không có có thân thể bảo vệ, vừa rồi bọn họ đã bị giết chết. Đồng thời, bọn họ cũng rất giật mình, thường ngày, trong quân đội bọn họ vẫn luôn dùng phương pháp đặc biệt rèn luyện khu vực máu thịt, đặc biệt khắc chế các loại âm linh, hiện tại lại gặp nguy hiểm. Đinh! Cuối cùng, hồn chuông ẩm vang, hai kỵ sĩ này như bị xét đánh, bị chấn thương linh hồn mấu chốt là thân chuông màu đen của sở phong không đơn thuần là hồn khí cũng có thực thể là loại trần gian biến thành có thể làm hại cả thân thể và linh hồn của bọn họ phốc phốc hai người này bị giết chết đồng thời linh hồn cấp độ kim thân chuẩn lúc trước thấy thế xoay người bỏ chạy hắn ta cảm thấy việc lớn không ổn kết quả hồn chuông rung động tạo ra một tiếng chuông kinh khủng giết chết hắn ta tuy rằng thuận lợi giết ba gã kỵ sĩ nhưng sắc mặt của sở phong ánh trích tiên âu dương phong đều nghiêm túc không ngờ gặp người trong quân đội lại khó giải quyết như thế bọn họ đến từ trong quân đội trên người có huyết sát còn có dương khí nồng nặc nhất đặc biệt khắc chế linh thể mang theo âm khí như chúng ta lần sau không thể dùng hồn quang công kích gặp lại người trong quân đội thì trực tiếp dùng hồn khí tấn công tương đối ổn sau khi phân tích nguyên nhân bọn họ càng thêm kiên định muốn nhanh chóng tẩy sạch âm khí trên người như vậy thì sẽ không bị khắc chế như thế nữa rồi sở phong liền lấy đồ ra đào một ít quặng từ các loại ở khu vực phụ cận bắt đầu bố trí, không ngừng đến gần một ngọn núi huyết sắc, mở con đường an toàn. Bọn họ chuẩn bị leo núi, đi thu hoạch máu thần thú, ngắt lấy thánh dược. Soàn soạt, khi đến gần ngọn núi huyết sắc, có ánh điện màu đỏ tươi xẹt qua, giống như là ánh máu, hoặc giống như con người của tử thần, khiến người ta sợ hãi, đáy lòng phát lạnh. Đừng nói là con cóc, ánh hiểu hiểu, ánh trích tiên, ngay cả bản thân sở phong cũng thấy không chắc chắn trong lòng, có chút trần chờ trên đường đi, vùng đất này thực sự quá nguy hiểm. Có thể nói, ở chỗ này, bọn họ chỉ đi nhầm một bước sẽ vạn kiếp bất phục, nếu như bị tia chớp màu máu kia đánh chúng tất nhiên sẽ hình thần câu diệt, ở thế giới tràn trề dương khí này, trời sinh bọn họ sẽ gặp đủ loại khắc chế. Trên cánh đồng hoang rất an bình, chỉ có vùng đất này thỉnh thoảng xuất hiện ánh điện, sấm sét màu đỏ đánh xuống, phá tan khung cảnh yên tĩnh. Sở Phong dừng lại, suy nghĩ một lúc rất lâu vẫn không dám tùy tiện bước về phía trước. Hắn đã nhìn ra, đây là một vùng tràng vực chết người, vận dụng nham thạch, hoàn toàn không dùng tới các loại vũ khí để thăm dò. Không có phù văn chàng vực xuất hiện, nhưng mà khi dùng hồn quang để dò xét, một khi dừng ở vị trí sai sẽ gặp phải ánh điện màu máu, sẽ bị oanh sát hoàn toàn. Đây là ép người ta dùng mạng để lấp con đường lên ngọn núi huyết sắc này đây mà. Sở phong cảm thán, bọn họ không có thân thể bảo vệ, bẩm sinh yếu ớt, nếu bị một tia chớp ở mảnh đất này đánh chúng, bảo đảm sẽ tử vong trong nháy mắt. Sở phong tìm ba thi thể tả tơi đến, đặt chúng song song trên mặt đất, sớm đã cướp đi vòng tay không gian trên người bọn họ bây giờ hắn chuẩn bị để hồn quang của mình xâm nhập vào một thi thể chuyện được đọc bởi kênh Halazy audio giờ chúng ta đang mượn sắc hoàn hồn sao âu dương phong lẩm bẩm nó đã đang thao túng một thi thể chuẩn bị xâm nhập vào đây là hạ sách có chút bất đắc dĩ tuy rằng ánh trích tiên phiêu giật xuất trần linh động như tiên nhưng cũng không ngại dẫn theo tiểu lo Ly tóc trắng đi nghiên cứu một thi thể soạt thế nhưng trong một tích tắc cóc liền kêu thảm thiết nó không an phận nhất trực tiếp cho hồn quang của mình xâm nhập vào trong một thi thể rất lỗ mãng kết quả bị cháy bốc khói xanh vừa chạy vừa nhảy trốn ra ngoài cả người toàn là lửa cháy việc này do ánh hiểu hiểu giật mình quả quyết lùi ra phía sau đánh chết cũng không chịu động vào thi thể ở gần đã thành thi thể rồi mà còn khắc chế chúng ta lũ khốn kiếp quá đáng sỉ nhục sau dập tắt ngọn lửa sắc mặt khắc chế rất khó côi dù cho đã trở thành thi thể huyết dịch trong cơ thể của ba gã kỵ sĩ vẫn rất đáng sợ huyết khí dương cương đối với hồn thể như bọn họ mà nó chúng vẫn như độc dược chí mạng từ đó cũng có thể nhận thấy mảnh trời đất tràn đầy dương khí này khủng phố dương nào đối với bọn họ thật ra chủ yếu là những kỵ sĩ này đã luyện bí pháp đặc biệt huyết khí như lò lửa trời sinh khắc chế âm linh sở phong đánh giá những sinh vật khác cũng không đến nổi kế hoạch mượn xác hoàn hồn thất bại sở phong ổn định tâm trạng chăm chú suy nghĩ quy tắc của trạng vực này chủ yếu là trước đây vị sứ giả kia đã dùng không ít thủ thuật che mắt còn sử dụng rất nhiều cách thức đặc thù, làm những người ngoài nhỏ ngó, làm cho hiện tại sở phong cảm thấy chưa đủ tin cậy. Cuối cùng, sau khi sở phong đã tỉ mỉ nghiên cứu, hắn cho rằng trên đường lên núi có tổng cộng 5 địa điểm hắn không thể xác nhận có đủ an toàn. Hay không, mấy địa điểm này cần tự đi tới một lần mới có thể nhận định được. Sở phong, sở hãm hại, ngươi không thể hãm hại bọn ta như vậy. Bọn ta chỉ có một cái mạng nhỏ này, không thể đi tìm vận may. Ngộ nhỡ thất bại thì kết cục sẽ là tan thành mây khói. Âu Dương Phong phản đối đầu tiên. Ánh Trích Tiên nói, trên cánh đồng hoang vu này không thiếu thú giữ chim hung, chúng ta có thể bắt được một ít. Có lý. Âu Dương Phong gật đầu. Một lát sau, bọn họ vừa mới động tay đã bắt được sáu con hàn tích, muốn chúng nó quy phục, ép loại sinh vật máu lạnh này leo núi. Vậy nhưng, sau khi đến khu vực này, tuy rằng hàn tích nhìn chằm chằm vào thánh dược trên ngọn núi huyết sắc, ánh mắt lộ ra lửa nóng, nhưng khi thật nhưng khi thực sự bắt chúng nó tới gần, buộc chúng leo núi, tất cả đều phản kháng kịch liệt cuối cùng đều phát điên hoàn toàn không phối hợp đây là núi thuốc của võ thần bất kể là ai dám mơ ước đến thì đều sẽ gặp thần phạt hồn phi phách tán một con hàn tích gào thét cuối cùng sáu con hàn tích liều mạng với nhóm sở phong không ngoài suy đoán chúng đều bị giết chết chúng ta có thể lợi dụng thân thể của hàn tích để mượn xác hoàn hồn âu dương phong kiến nghị nó thử nghiệm một lần thương tổn khi hồn quang xâm nhập không lớn lắm chủ yếu là bởi vì bản thân loài sinh vật hàn tích này đã mang theo âm khí lạnh lẽo thấu xương sở phong cũng thử hắn dự đoán có thể ở lại trong cơ thể của hàn tích nửa canh giờ nếu quá lâu thì có lẽ sẽ tạo ra tổn thương cho linh hồn cho dù đã có thân thể thích hợp nhưng chúng ta tự leo núi cũng vẫn quá nguy hiểm ánh trích tiên nhắc ra ý kiến khác đề nghị thử nghiệm trên cánh đồng hoang ở đằng xa có rất nhiều tử kim thử chúng ta có thể thử dẫn chúng tới đây nếu như tạo ra thủy chiều chuột quy mô lớn xông tới con đường lên núi kia sau khi sở phong nghe vậy lập tức gật đầu nếu có một lượng lớn sinh vật xông lên theo con đường hắn đã suy nghĩ, tất nhiên hắn có thể tu chỉnh một cách chuẩn xác và hiệu nghiệm ra con đường tốt nhất. Thậm chí, sau khi thủy triều chuột bùng nổ, nói không chừng có vài con chuột may mắn có thể lên thẳng núi, không chịu nổi số lượng nhiều, luôn có cá biệt có thể may mắn đi trên con đường chính xác. Đáng tiếc, ước vọng thì luôn tốt đẹp, khi áp dụng cũng không chắc như ý người. Không chỉ có Hàn Tích, ngay cả Từ Kim thử khi tới nơi này cũng bồn chồn lo sợ, không chịu tiến lên, có một loại sợ hãi tràn ra từ trong xương thà rằng nổi điên, quay lại liều mạng với nhóm sở phong cũng không chịu lên núi. Đến cuối cùng, sở phong bọn họ bắt được một con tử kim thử đứng đầu, dùng hồn quang mạnh mẽ khống chế nó, thông qua nó chỉ huy, truyền lệnh chừng hơn 100 con tử kim thử xông vào ngọn núi huyết sắc. Kết quả, 9 phần 10 số tử kim thử tạo phản, không nghe theo, quay đầu lại chạy trốn. Người mấy con tử kim thử thì nghe theo mệnh lệnh, leo lên núi nhưng chẳng mấy chốc đã nổi điên, sông bậy tới, hoàn toàn không mang đến hiệu quả dò đường cần có mười mấy con tử kim thử chết hết. Âu Dương Phong than thở, ta biết nguyên nhân rồi, ngọn núi huyết sắc này thấm máu thần thú, nhất là hôm nay vừa mới được tưới, khí tức thần thú vô hình làm tất cả thú giữ chim hung kinh sợ, bọn chúng không dám đến gần, đối mặt với vị vương tối thượng, bọn chúng đều có một nỗi sợ sệt tràn ra từ đáy lòng. Nó là thần thú cõi âm, cũng biết sơ lược về chuyện này. Sở Phong không tin tà ma, lại mạo hiểm, chật vật khống chế một con thủ lĩnh tử kim thử nữa, kết quả là hiệu quả hiệu quả không khác ba nãy lắm, không có ích gì. Hơn nữa, hắn cố ý xâm nhập vào con thủ lĩnh tử kim thử thứ hai, suýt nữa bị huyết khí dương cương của nó phản phệ. Giờ phút này, bất kể là sở phong, ánh trích tiên hay là âu dương phong đều trầm lặng như nhau, nhân vật ngút trời như bọn họ lại thậm tệ như thế này khi ở đây. Mặc dù con tử kim thử này lớn như tê giác, có cảnh giới san hà, đại viên mãn nhưng cũng không thể gây nguy hiểm cho bọn họ đến thế mới đúng vốn dĩ bọn họ tư chất ngút trời nhưng sau khi tới thế giới này còn kém hơn một con chuột biến dị ta muốn hoàn dương ta muốn rửa sạch tất cả âm khí trở thành thần thú thuần huyết dương gian chân chính vào giờ phút này ngay cả âu dương phong cũng hò hét bị kích thích đến không chịu được như vậy bởi vì ban nãy nó cũng đã thử chiếm đoạt quyền khống chế thân thể của thủ lĩnh tử kim thử kết quả âu dương phong bị tinh lực của tử kim thử thiêu đốt đến gào khóc làm sao chịu nổi nó chính là thần thú dùng hết đủ loại biện pháp, cuối cùng bọn họ phát hiện ra, muốn lên núi thì rốt cuộc vẫn phải là tự mình lên đường mới được. Ánh Tiên Tử, ta cảm thấy cần ngươi phải ra trận mới được, chẳng phải trên người ngươi còn có thế tử phù hay sao? Sở Phong mở miệng, ngoài dự liệu, ánh Trích Tiên khá sảng khoái, không từ chối, bằng lòng phối hợp, thế nhưng nàng cũng tỏ rõ quan điểm, cơ hội như thế nên sử dụng ở giây phút cuối cùng, khi thực sự ngắt thánh dược thì mới sử dụng thế tử phù. Nàng nhận định rất rõ ràng, ở gần thánh dược chắc chắn có kỳ quái, có nguy hiểm lớn nhất. Mỗi lần cần sử dụng bao nhiêu hồn quang mới có thể khống chế một con hàn tích? Phỏng đoán ít nhất cũng phải dùng một phần hai mươi hồn quang, quá ít sẽ bị huyết khí của nó gặm nhấm, đốt cháy, không thể khống chế thân thể. Cuối cùng, bọn họ quyết định mạo hiểm, phân ra một ít hồn quang để khống chế thi thể của hàn tích, dựa vào nó để thám hiểm, tìm ra một con đường an toàn nhất. Kết quả suy diễn tràng vực của ngươi cũng không có vấn đề chứ? Có hẳn năm địa điểm cần thăm dò ư? Không trình lệch lắm. Sở phong trả lời như vậy không chỉ làm Âu Dương phong trợn tròn mắt, ngay cả ánh trích tiên cũng hiếm thấy mà lộ ra tâm tình của nữ nhân, trực tiếp trừng mắt lườm hắn. Sau đó, bọn họ sử dụng một con hàn tích để leo núi. Đây là huyết nhục chi khu sở phong tự mình cưỡi, hắn muốn quan sát chàng vực trên ngọn núi huyết sắc ở khoảng cách gần. ẩm ừ. Sau đó không lâu, một tia điện màu máu xẹt qua, hắn kêu đau một tiếng, con hàn tích kia nổ tung, hóa thành một đống cho tàn. Phần tinh thần lực kia của hắn đương nhiên là tổn thất hết. Kế tiếp, Ánh Trích Tiên lấy một luồng hồn quang khống chế thân thể của một con Hàn Tích, bắt đầu leo núi. Phốc, nửa khắc đồng hồ sau, con Hàn Tích kia cũng nổ tung, hình thần câu diệt, Ánh Trích Tiên cũng tổn thất một phần tinh thần lực. Trong năm địa điểm, tổng cộng có 3 chỗ có vấn đề, Âu Dương Phong, Sở Phong, Ánh Trích Tiên mỗi người mất một bộ phận năng lượng tinh thần, dò xét ra con đường chính xác. Thế nhưng bọn họ vẫn chưa ăn mừng bởi vì rất khó nói suy diễn tiếp theo của sở phong, có điều chính xác hay không. Một con hàn tích thong thả leo núi, bò lên trên ngọn núi huyết sắc, lúc đầu tất cả đều thuận lợi. Sở phong phân thân trong một thời gian ngắn, trông thấy năm cây thánh dược trên đỉnh núi, màu sắc rực rỡ, ánh vàng, dáng tím, tia bạc cộng hưởng, mùi thơm ngát sông vào mũi. Nhưng mà chuyện rất tồi tệ là, sau đến nơi này hàn tích mà sở phong khống chế lại giải thể một lần nữa, bị một tia điện màu đỏ sẫm đánh nát trong thời gian ngắn như vậy, hắn tổn thất hai luồng tinh thần lực, trước sau cộng lại, năng lượng tinh thần giảm mạnh một phần mười. Kế tiếp, ánh trích tiên Âu Dương Phong cũng thay phiên nhau ra trận, đều lần lượt nổ tung. Chỉ có ánh hiểu hiểu được săn sóc, không để cho tiểu lo li tóc trắng ra trận. Âu Dương Phong sắp khóc rồi, hái thuốc quá gian nan, một phần mười năng lượng tinh thần cứ như vậy biến mất, cái này đã xem như là bị thương nặng. Sở Phong, sở thần, ngài suy nghĩ cẩn thận lại lần nữa xem, không thể hại người như vậy, chẳng phải lão nhân gia ngài nói rằng trên đường không chắc chắn có năm tiết điểm sao. Cóc bày vẻ mặt như đưa đám. Sở phong nhíu chặt lông mày, trên ngọn núi huyết sắc này có nhiều biến số. Đây nhất định là bút tích vượt xa chàng vực đại sư. Vừa rồi vị sứ giả kia quá cẩn thận, khi lên núi làm đủ loại phòng ngừa. Chắc hẳn bà ta có thứ gọi là thần từ kỳ trong tay, có thể ổn định lại đường thông hành. Oanh! Kết quả là, hàn tích mà sở phong hồ quang lại bị một ánh điện màu máu đánh nát, hình thần câu diệt đây đúng là lấy mạng ra lót đường quá gian khổ cuối cùng giờ phút thành công sau cùng hầu như mỗi người sở phong âu dương phong ánh trích tiên đều tổn thất một phần năm năng lượng tinh thần và sinh mệnh lúc này mới đến trước vài gốc dược lâu năm nhìn kỹ càng giống với phán đoán lúc ban đầu đây là một loại dược cùng loại với côn huyết thảo lân huyết thảo xem chừng thuốc linh kinh người có hiệu quả với cả á thánh có thể xưng là thánh dược bây giờ lại được tưới máu thần thú nếu như cho chúng nó thời gian các loại dược hiệu còn có thể thăng cấp một bước lớn thế nhưng sở phong bọn họ lại không có thời gian để đợi lúc ban đầu chúng nó đều có màu đỏ tươi nhưng bây giờ một gốc cây vàng óng ánh một gốc cây tím lấp lánh một gốc cây vẫn đỏ tươi như máu một gốc cây trắng bạc sáng rực một gốc cây xanh thẳm long lanh lúc này mùi thuốc ngào ngạt của thánh dược ngũ sắc khiến người ta như muốn nhổ chúng lên khỏi mặt đất như là có thể mọc cánh bay lên thấm vào linh hồn người rốt cuộc cũng giành được rồi sở phong vui sướng sau đó hắn nhìn sang ánh trích tiên, ý bảo nàng có thể vận dụng thế tử phù rồi. Bởi vì hồn quang của bọn họ tổn thất quá nghiêm trọng, không thể tiếp tục tiêu hao, nếu như gặp phải hoàn cảnh đặc biệt, có lẽ sẽ không ứng phó được. Dùng của muội đi. Ánh hiểu hiểu mở miệng. Thế tử phù của cô nhóc vẫn chưa từng dùng đến, mà trước, khi ánh trích tiên tham gia vây công sở phong, kết quả ngược lại bị vây ở trong tràng vực. Thế tử phù trước sau vỡ vụn ba lần. Ánh trích tiên còn hai lần cơ hội bảo toàn tính mạng, mà ánh hiểu hiểu vẫn còn năm lần. Trước tiên dùng của ta một lần. Ánh Trích Tiên không cho phép nghi ngờ, ngăn muội muội của mình lại. Sau đó, nàng lấy ra một thần phù, trắng sáng như tuyết, khắc rõ hoa văn phức tạp huyền ảo, đây là nhân vật cấp ánh chiếu chư thiên tự tay luyện chế. Không chỉ cần ngắt lấy thánh dược, đừng quên máu thần thú lúc nãy được tưới xuống ở phần gốc của thánh dược, ngay cả bùn đất cũng đào hết lên. Sở Phong căn dặn, để phòng ngừa, cho dù đã có thế tử phù, ánh Trích Tiên vẫn khống chế một con hàn tích lên núi hái thuốc. Ẩm Quả nhiên, lúc đang đào gốc cây kia lên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có ánh sáng năng lượng bay ra, chấn nát thế tử phù. Hóa ra là một chàng vực cướp đoạt sinh mạng loại nhỏ. Sở phong thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Kế tiếp, hắn bảo ánh trích tiên dựa theo chỉ điểm của hắn đi phá vỡ mấy khối đá, khiến nơi đó trở nên an toàn. Trong nháy mắt, khói đỏ vọt lên, hào quang lộng lẫy. Ngoài ra còn có mùi thuốc kinh người tản ra, truyền đến từ đỉnh núi, khiến người ta mê say ánh trích tiên thành công hái được một gốc dược thảo màu vàng cũng lấy đi máu thần thú dưới gốc bỏ toàn bộ vào trong đồ chứa bằng ngọc của vòng tay không gian vòng tay không gian đều là lấy được từ trên người ba gã kỵ sĩ đã chết thế tử phù của ánh trích tiên và ánh hiểu hiểu vỡ nát tổng cộng ba lần cũng không phải là rất tồi tệ dù sao cũng chưa lãng phí năm lần cuối cùng năm cây thánh dược và máu thần thú sau khi tưới đi đều được thu thập lại âu dương phong vô cùng kích động hét lớn thật tốt quá phát đạt rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể thoát khỏi hạn chế của âm hồn, rửa hết âm khí, từ nay về sau thật sự dương khí ngút trời, không hề e ngại các loại sinh vật huyết khí trên thế giới này. Sở Phong, ánh Trích Tiên cũng đều lộ ra ý mừng, hôm nay thu hoạch quá lớn, loại cơ duyên này hơn hẳn mọi thứ. Hái thuốc thành công, năm gốc thánh dược ẩn chứa dương khí nồng nặc đủ để bọn họ rửa sạch linh hồn, loại bỏ âm khí, về phần lực tinh thần thì không khác lột xác là mấy. Bây giờ bọn họ thể chất không tốt bị hại khắp nơi, một khi rửa sạch thành công, sẽ thay đổi từ căn bản. Ha ha tuyệt vời quá. Âu Dương Phong cười lớn, mở xích tay không gian ra nhìn, cảm giác tinh thần sảng khoái dễ chịu, nỗ lực vừa nãy không uổng phí. Mặc dù hồn lực tổn thất một phần năm, nhưng tất cả đều đáng giá, sau này tu hành lực tinh thần sẽ càng mạnh hơn. Nhất là sau khi dùng máu thần thú rửa sạch, vậy tai họa ngập đầu đáng sợ thiên kiếp trí dương, hẳn là sẽ không đến nữa. Soạt, Đột nhiên, một ánh đao lạnh lẽo hiện ra, quá kinh khủng, bất ngờ vô cùng, nhắm vào cánh tay của Âu Dương Phong, muốn cướp đi xích tay không gian. Phù. Âu Dương Phong quá kích động và hăng hái, không hề cảm giác được một chút nguy hiểm, bởi thế nên khi muốn tránh né lần nữa thì đã muộn, bị một đao sắc bén chặt đứt cánh tay kia, khiến gã giận dữ gầm thành tiếng, đây là cánh tay do hồn lực hóa thành, đau nhức đến chỗ sâu nhất của thần hồn. Đồng thời, xích tay không gian kia rơi thẳng xuống đất một linh thể mặc hồn giáp đen từ trên trời bất ngờ xuất hiện tay cầm hồn đao sáng như tuyết cơ thể ẩn hiện bắt lấy xích tay không gian muốn chết con cóc đau đớn khó nhịn đồng thời sợ hãi giận dữ đan sen thời điểm này vậy mà lại có người đánh lén muốn giết gã cướp đi thánh dược và máu thần thú thật đáng hận thứ khiến gã khó nhịn nhất là gã chúng chiêu thật rồi bị thương không nhẹ ầm uhm. con cóc há mồm phun ra một luồng hồn quang đánh tới người kia ngăn cản hắn ta lấy đi xích tay không gian khoảnh khắc này sở phong cũng đột nhiên giận dữ vậy mà lại có người muốn nửa đường hái đào cướp đi thánh dược và máu thần thú của bọn họ sao có thể dễ nhịn chứ nhưng mà chỉ khoảng nửa khắc mà thôi mấy thân ảnh từ sau nham thạch nhảy ra đột nhiên tấn công mãnh liệt đến đây đánh tới sở phong và âu dương phong ngăn cản bọn họ vì người mặc hồn giáp đen tranh thủ thời gian sở phong vừa nhìn đã rõ đây là hồn thể đến cùng một vũ trụ với bọn họ hơn nữa có người quen ví dụ như vũ hóa thần thể thiên mệnh tiên thể còn có một người tóc tím. Về phần người chặt đứt cánh tay Âu Dương Phong, hắn suy đoán hẳn là người của thứ Thiên khung, công phu ẩn thân rất cao, ẩn nấp ám sát ban nãy vô cùng đáng sợ. Đinh, cường giả của thứ Thiên khung trở tay một đao, chém hồn quang Âu Dương Phong phun ra, một phen lao đến xích tay không gian, trực tiếp cướp đến tay. Quay lại, Âu Dương Phong giống to, sử dụng hồn quang, trực tiếp kéo về. Vù, lúc này, cao thủ của thứ Thiên khung vung đao lần nữa bổ về phía Âu Dương Phong, đồng thời bản thân hắn ta cũng thôi động hồn quang, tranh giành xích tay không gian. Sát khi của mấy người đột nhiên xuất hiện vô cùng nồng, hung mãnh tiến công. Trước đây, khi mấy người, sở phong leo núi, đều tổn thất trên 20% hồn quang, tiêu hao quá mức đáng sợ, tương đương với việc bị thương nặng, nguyên khí đại thương. Bị người ta đánh lén như vậy, công kích mãnh liệt như mưa to gió lớn, thật sự không ổn với mấy người họ. Chính vì nguyên khí đại thương, cộng thêm ban nãy sở phong bọn họ một lòng nghiên cứu khu vực cho nên kẻ địch bí mật đến đây vậy mà không phát giác sớm nhưng đây cũng đủ để chứng minh sức mạnh của mấy tên kẻ địch này nhất là mới hơn thời gian một ngày không gặp mấy người này rõ ràng đều trở nên mạnh năng lực tinh thần tăng cường một đoạn không hề nghi ngờ gì nữa bọn họ đã có được kỹ thuật nào đó đây cũng là sức mạnh bọn họ có bản thân mình mạnh rồi mới dám xuôi theo đường cũ trở về thăm dò tình hình vốn dĩ mấy người họ vẫn còn kiêng kỵ sở phong vô cùng không dám ra tay dễ dàng cho dù thân mình đã mạnh vô cùng vẫn cảm thấy không ổn không lâu trước bọn họ khiếp sợ phát hiện mấy người sở phong vậy mà lại thành công hái được thánh dược còn thu được máu thần thú thứ này hấp dẫn bọn họ quá lớn cho nên mới mạo hiểm đánh lén hơn nữa bước đầu cho thấy vô cùng thành công soạt cường giả của thứ thiên khung kia rất lợi hại càng cách gần xích tay không gian kia hơn âu dương phong hồn quang của hắn ta đảo qua cướp lấy trước một bước hơn nữa hồn tay hắn ta dùng quét ngang ép âu dương phong lùi bước sau đó hắn ta bay vọt lên trời nhanh chóng bỏ chạy định đi xa đi vũ hóa thần thể thiên mệnh tiên thể người tóc tím thấy thế vui mừng vô cùng thu hoạch này quá lớn đối với bọn họ mà nói quả thật là một cuộc thịnh yến bọn họ đều biết thánh dược và máu thần thú cuồn cuộn dương khí này tuyệt đối có thể giúp bọn họ tẩy sạch rất nhiều âm khí trên người lợi ích quá lớn âu dương phong điên cuồng đồ là mất từ trong tay gã sao có thể dễ nhị lấy về cánh tay bị chặt đứt, sau khi cánh tay tinh thần này tổn thất không ít, lại dung hòa vào người. Âu Dương Phong gầm lên, thôi động hồn cổ, vang lên tùng tùng, công kích mạnh mẽ về phía trước, đồng thời tự thân gã cũng bay lên, đuổi theo. Thời khắc mấu chốt, con cóc đột nhiên ném hồn cổ ra, đập lên lưng cường giả của thứ thiên khung kia, tiếng trống vang to, giống như sấm sét. Đinh! Cường giả thứ thiên khung vung đao, bổ ra phía sau, sau khi va chạm với hồn cổ, hồn đao trong tay hắn ta rung rung bản thân hắn cũng lay động một hồi bởi vì đây là một đòn phẫn nộ của âu dương phong đổi thành một người khác đoán chừng đã bị đập nổ rồi cường giả của thứ thiên khung rất lợi hại nhưng cho dù là thế thân thể hắn ta cũng đang lảo đảo suýt nữa rơi xuống chạy đi đâu cùng lúc đó sở phong cũng đánh tới sao có thể dễ tha thứ cho việc bọn họ cướp máu thần thú và thánh dược đinh một tiếng chuông vang lên hắn thôi động hồn chuông chấn áp đánh tới khiến sắc mặt mấy người này thay đổi, vô cùng kiêng rè thứ binh khí này của hắn. Nếu như không phải vì máu thần thú thật mê người, bọn họ không muốn chống lại hắn trong thời gian ngắn đâu. Răng rắc, hồn đao của cường giả thứ thiên khung nổ tung, bị sở phong toàn lực thôi động hồn chuông chấn vỡ, cùng lúc đó một làn sóng chuông truyền đến, những người chấn động khạc ra ngụm hồn huyết, đây chính là lực tinh thần căn nguyên đó. Ẩm, ừ. cùng lúc đó, Âu Dương Phong cũng đánh tới, vung hồn đao màu vàng lấy được từ chỗ La Thế Vinh, bổ tới phía trước. Ánh đao màu vàng lóe lên, một cánh tay của vị cao thủ Thứ Thiên khung rơi ra, xích tay không gian cũng rơi theo. Sở dĩ vị cao thủ Thứ Thiên khung bị thương trong chớp mắt, chủ yếu là bị hồn chuông của Sở Phong chấn động đau nhức toàn thân, suýt nữa tan rã, hành động bị hạn chế nghiêm trọng, hơi chậm. Thu, Thiên mệnh tiên thể quát lên, sử dụng hồn quang thu lấy xích tay không gian. Cùng lúc đó, Vũ Hóa thần thể, người tóc tím cũng tiếp ứng hắn ta, ba người mạnh mẽ xông lên, mặc kệ vị cao thủ Thứ Thiên khung kia. Đinh sở phong thôi động hồn chuông khiến vị cường giả thứ thiên khung hành động chậm chạp kia nuốt hận bởi vì hồn chuông giam người này ở phía dưới sóng chuông sao động khiến hắn ta nổ tung nhưng mà thân thể sở phong cũng lắc lư một hồi tiêu hao thật ghê gớm chủ yếu là trước kia hắn leo núi hao tổn 20% hồn quang đây là tổn thương vô cùng nghiêm trọng truy cập halayzi com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé âu dương phong bị người ta đánh lén chặt đứt cánh tay dĩ nhiên cũng là vì thế Giết, Sở Phong trấn ra sóng chuông, lướt đến phía trước, đồng thời bản thân cũng mạnh mẽ truy sát. Soạt, lúc này, ánh Trích Tiên ra tay, không lâu trước biến cố xảy ra, trước tiên nàng phải bảo vệ muội muội, lúc này lôi kéo muội muội nàng cùng truy kích, cũng thôi động ngũ sắc thần quang nàng có. Trong chớp mắt, thiên mệnh tiên thể bị quét rơi xuống, cơ thể thất tha thất thiểu. Đương nhiên, bản thân ánh Trích Tiên cũng cho đảo một trận, khóe miệng chảy ra hồn huyết, nàng nguyên khí đại thương sử dụng ngũ sắc thần quang quá tốn sức. Soạt. Nhưng mà, nàng không ngừng lại, thôi động ngũ sắc thần quang lần nữa, quét tới thiên mệnh tiên thể rơi xuống đất, muốn gấp xích tay không gian. Loại kỹ năng thần thông này một khi tu thanh, xưng là không gì không thể, nhưng người tranh bá luyện thành 10 tuyệt thuật, hết chín thuật đỉnh cao, đây là một loại đại thần thông. Thiên mệnh tiên thể hoảng hốt, nếu như bị quét trúng lần nữa, quá nữa hắn ta sẽ bị vây ở đây, thấy sở phong sát khí bừng bừng điều khiển hồn chuông đang điên cuồng đánh đến, hắn ta ngày càng sợ sệt. Soạt. Khoảnh khắc đó, hắn ta vô cùng quả quyết ném mạnh xích tay không gian ra quả nhiên ánh trích tiên đã thay đổi phương hướng của ngũ sắc thần quang trong thời gian ngắn không quét đến đối thủ nữa thiên mệnh tiên thể thả lỏng một hơi hắn ta cược đúng rồi sau đó hắn ta nhảy lên bỏ chạy cực nhanh một khắc ban nãy hắn ta sợ thật rồi nếu như bị ngũ sắc thần quang cố định sau đó sở phong đánh hồn chuông đến hắn ta chết chắc không nghi ngờ gì nữa vũ hóa thần thể và người tóc tím nhìn nhau tiếc nuối vô cùng, thậm chí đau khổ, thiếu chút nữa, bọn họ đã nửa đường hái đào rồi, cướp đi tạo hóa lớn. Đáng tiếc, sở phong quá nguy hiểm, ngũ sắc thần quang của ánh trích tiên cũng rất dọa người, khiến xích tay không gian đến tay bọn họ rồi còn bay đi mất, bọn họ không dám ở lại nữa, bắt đầu chạy trốn. Xoạt! Ngũ sắc thần quang lóe lên, ánh trích tiên thành công lấy được xích tay không gian. Thủ đoạn này, sở phong thấy cũng thích, hắn cảm thấy, sau khi an tĩnh lại, hắn phải nghiên cứu mời tuyệt thuật ngũ sắc thần quang một chút nếu có thể tu thành cái thứ trong truyền thuyết này với lực tinh thần dồi dào của hắn mà nói sức lực chiến đấu sẽ tăng vọt đinh sở phong chấn động hồn chuông tiến hành đại truy sát hận không thể lập tức bắn rơi ba người trước mặt mẹ nó đứng lại cho ông đây dám đánh lén ta nửa đường cướp đào âu dương đại gia của ngươi nổi giận rồi âu dương phong phẫn nộ nhất là bị người ta chém đứt cánh tay thật sự khiến gã cảm thấy mất mặt phẫn nộ vô cùng không đúng mau rời khỏi đây Đột nhiên, sở phong kinh ngạc, cảm thấy không ổn, hắn bỗng chốc dừng lại. Sau đó, hắn nhìn thấy ánh sáng máu trên đường chân trời sông lên trời, thật mạnh mẽ. Đó là dương khí ngập trời và máu dung hòa lại mà thành, vô cùng kinh khủng. Mẹ nó, Âu Dương Phong nguyền rùa, nếu như thứ máu này đến gần, không cần đến người động thủ nữa, bọn họ sẽ nứt ra, rồi trực tiếp nổ tung. Ánh trích tiên kéo muội muội nàng, xoay người đi, vô cùng quyết đoán. Sở Phong, Âu Dương Phong dĩ nhiên cũng không thể ở lại bọn họ phi đội thiên mệnh tiên thể vũ hóa thần thể người tóc tím cũng thấy máu trên đường chân trời đều sởn gai ốc chạy theo phương hướng khác ầm ầm giống như trời long đất lở vậy phương xa có chừng năm ngàn kỵ sĩ xuất hiện ngồi trên man thú gầm gừ xông tới đây phổ lâm tiểu hầu gia lại xuất hiện vậy mà gã lại quay đầu đánh về sao gã lại quay lại trong lòng âu dương phong không đáy dù sao bọn họ vẫn chưa tẩy đi âm khí thuộc âm linh máu của nếu thật sự bị đuổi tới sẽ chết rất thảm. Làm gì có thời gian so đo nhiều như vậy, mau đi. Sở Phong quát lớn. Nhưng mà hắn suy đoán, có lẽ không lâu trước giữa ba tên kỵ sĩ bọn họ tiêu diệt và phổ lâm có liên quan đặc biệt gì đó. Ví dụ như hồn đang dập tắt bị cảm giác được. Dĩ nhiên cũng có thể là có người tới cùng vũ trụ với hắn đầu nhập phổ lâm không lâu trước, vạch trần thân phận của hắn và Âu Dương Phong. Tay say âm linh của ta, các ngươi chạy đi đâu? Phổ lâm ở phía sau quát lên tiếng kèm theo sấm sét, máu của hơn ngàn người dung hòa lại, đánh lên phía trước. "Phổ Lâm, ngươi gào loạn gì thế, cút đi." Âu Dương Phong kêu gào. Dĩ nhiên, gã chạy rất nhanh, căn bản không dám dừng lại. "Âm linh nhỏ nhoi, quỷ sai mà thôi, cũng dám phản bội ta." Phổ Lâm quát lên. Sau đó, gã kinh ngạc, bởi vì nhìn thấy một ngọn núi màu máu lờ mờ, năm gốc thánh dược bên trên đã không còn. "Các ngươi dám?" Gã giận tím mặt, ra lệnh tất cả mọi người điên cuồng truy sát đồng thời gã cũng lòng nóng như lửa đây là một lần cơ hội giết hai người sở phong âu dương phong bị coi là quỷ nô trong mắt gã nửa đường bị người ta đoạt trước cướp được thánh dược chắc sẽ vô cùng tuyệt vời vẻ mặt phổ lâm giận dữ bộ dạng như muốn giết sở phong và âu dương phong nhưng trong lòng lại hưng phấn đến nỗi run rẩy hai tên quỷ nô này dám leo lên đỉnh núi màu máu hai thánh dược đây là cơ hội tốt trời cho đối với gã những dược thảo đó đã định là của gã cho dù bị bên trên trách phạt cho rằng khi gã tuần tra vườn thuốc không đủ tận tâm cũng không sao nếu âm thầm giữ lại thánh dược máu thần thú mọi thứ đều đáng giá một tên cũng không để thoát đuổi theo những âm linh kia cho ta tay sai ta thu phục mà thôi cũng dám phản bội bỏ chạy phổ lâm hạ lệnh thúc giục tọa kỵ đuổi giết gã mặc giáp khóa quanh thân sáng loáng tay cầm một cây thiên giáo cưỡi trên một con thú bích nhãn kim tinh móng thú sắc bén mỗi lần đáp xuống đất đều xuất hiện dấu vết đáng sợ nham thạch cũng vỡ nát giết phổ lâm dẫn đầu sông lên. Sau lưng gã, năm ngàn kỵ binh gào thét, người hô thú gầm, giáp lân đông nghịt, khí thế xuyên mây, dương khí ngập trời cuồn cuộn, làm rung động vùng cao nguyên hoang vắng này. Sở phong, ánh trích tiên, âu dương phong, tiểu lo ly tóc trắng chống đỡ uy áp đáng sợ nhất, cho dù huyết màu màu đỏ thấm đó cách rất xa, cũng khiến bọn họ khó chịu, tức ngực, linh hồn run rẩy, trời sinh bị kiềm chế. Gào. Phía sau, người hô thú gầm, huyết khí của năm ngàn kỵ binh nối liền nhau, giống như một làn sóng màu đỏ thẫm vậy, đánh tới phía trước. Ầm một tiếng, dường như trời long đất lở, hoa nguyên đang run, mặt đất đang nứt, đá lớn nổ tung. Đáng chết. Âu Dương Phong mắng thầm, bà nãy huyết khí giống như đại dương mênh mông sao động tới suýt nữa đánh vào người hắn ta, cho dù là thế, người hắn ta vẫn bốc ra khói, ảnh hưởng nhẹ, bị đốt một phần. May mắn duy nhất là bọn họ đều có tốc độ cực nhanh, Sở Phong thì không cần nói, nắm giữ thần kỹ thượng cổ thiên nhai chỉ xích và rút đất thành tốc, còn Âu Dương Phong tiến hóa thành dáng vẻ bây giờ, như một con thiên nga đen, khi vỗ hai cánh, nhanh như điện chớp, nếu như Sở Phong không liều mạng phát lực chưa chắc có thể đuổi kịp gã. Ánh Trích Tiên cũng làm người khác kinh ngạc, gia đình nàng có truyền thống học hành từ xưa, bí thuật nhiều đời tích lũy, dĩ nhiên có thần kỹ tuyệt thế, dắt muội muội nàng bay nhanh, giống như một đường cầu vồng. Tình người chia sẻ tổn hại. Sở Phong nói nhỏ. Ánh Trích Tiên, Âu Dương Phong gật đầu, trong khoảnh khắc đuổi theo một phương hướng hồn quang của bọn họ giống như đang đốt cháy, phóng xuất ra mây ánh sáng sắc sỡ, sáng lạn, nhanh chóng bỏ chạy. Bọn họ đang đuổi theo ba người vũ hóa thần thể, thiên mệnh tiên thể, thanh niên tóc tím, để bọn họ cũng ở dưới uy áp huyết khí ngập trời của sau lưng. Đê tiện, vô sỉ. Vũ hóa thần thể không nhịn được nguyền rùa, gã cảm giác tình huống vô cùng gây go, rõ ràng là đang hình thành thế truy bắt, ba người bọn họ cũng giống thế sắp bị đại quân kỵ binh đuổi giết. Nhưng mà, ngay cả một phiến lá thánh dược bọn họ cũng chưa đụng tới, máu thần thú rốt cuộc có mùi vị gì còn chưa ngửi thấy hơn nữa bỗng dưng chết đi một đồng bạn bây giờ còn bị xem là đồng lõa của đám người sở phong oan quá đi mấy người sở phong một chút cũng không thông cảm vô cùng căm ghét ba người này dám nửa đường cướp đào đợi dưới chân núi mai phục đánh bọn họ thật sự đáng bực đáng hận nên giết phía sau hung thú gầm gừ năm ngàn tọa kỳ lao cuồn cuộn khiến mặt đất rung động dữ dội giống như trận động đất lớn điều đáng sợ nhất là sát khí ùn ùn kéo đến và huyết khí mênh mông điên cuồng khuấy động đến, tình hình ngày càng đáng sợ và nguy hiểm. Vũ hóa thần thể, thiên mệnh tiên thể, thanh niên tóc tím, vô cùng giận dữ. Sở Phong và Âu Dương Phong phía sau giống như tên bị bợm dính tới bọn họ, hạ quyết tâm phải chia sẻ tổn hại. Lúc này, ba người nói nhỏ, sau một phen thương lượng, quyết định chuyển hướng, bèn âm thầm truyền âm cho Phổ Lâm, nói rõ chuyện này không liên quan tới bọn họ. Ba người không muốn bị truy sát, hy vọng ba người Sở Phong tiếp tục thu hút hỏa lực, vì thế âm thầm giải thích sau đó bọn họ chạy sang một bên, muốn tiếp tục để bọn sở phong làm bia ngắm. Phổ lâm cũng là người khó đối phó, sau khi nghe thấy truyền âm thì cười ha ha, quát lên, ba người các ngươi lập tức ra tay, giúp ta ngăn cản bọn họ, ta sẽ tin ngay. Sau lưng gã, thiết kỵ dẫm nát hoang nguyên, khói cuồn cuộn. Sở phong nghe thế, tâm tư thay đổi rất nhanh, hét lên, tóc tím. Mẹ nó ngươi không giữ lời, máu thần thú bị ba người các ngươi chia ra sáu phần, bây giờ còn muốn phủi sạch không liên quan tới mình, muốn thừa cơ bỏ chạy sao ba người kia nghe thế sắc mặt lập tức trắng bệch trong lòng căm hận không ngớt đây quả là bùn vàng rơi xuống đáy quần chuyện không thành cũng thành rồi ba người tức giận bất luận nói thế nào cũng vô dụng ba người họ đã bị lừa thành đồng lõa phổ lâm tiểu hầu ra đằng sau tuyệt đối không phải người lương thiện nhất định sẽ thà giết lầm còn hơn bỏ sót sở phong ngươi thật vô sỉ máu thần thú và thánh dược rõ ràng là ở trên người ngươi muốn giá họa cho người khác sao vũ hóa thần thể giống giận bất kể thế nào Gã phải tỏ rõ thái độ giải thích cho đại quân kỵ binh phía sau. Âu Dương Phong mắng to, cái tên vũ hóa thần thể này, trả thánh dược cho ông đây, phần thuộc về ta đã bị người cướp rồi, một người lấy hai phần, còn là người không. Tiểu lò lì tóc trắng cũng hét lên, đúng vậy, tóc tím, người cướp thánh dược của ta, không phải người tốt. Vũ hóa thần thể, ta tin ba người các ngươi, giúp ta cản bọn họ lại. Phổ lâm hô lên ở phía sau, nụ cười của gã cay nghiệt, chỉ cần mấy người đằng trước đánh nhau. Vậy thì không ai chạy nữa, cần gì để ý bọn họ có phải đồng lõa, không, bắt lấy toàn bộ. Sắc mặt của Vũ Hóa Thần thể, Thiên Mệnh Tiên thể, thanh niên tóc tím đen lại, sao dám dừng lại, bọn họ biết rõ một khi bị bắt nhất định không có kết cục tốt. Âu Dương Phong hô lên, ba cái tên kia, các ngươi dám cản bọn ta sao? Tự mình cướp đi hai gốc thánh dược, chia thành sáu phần máu thần thú, các ngươi rất giả dối. Ba người đằng trước sắc mặt tái mét, con thiên nga đen kia vừa hát nước bẩn vừa chế nhạo thật sự khiến người ta giận dữ, hận không thể bắt sống dốc xương gã. Soạt! Ngay lúc này, một mũi tên lông vũ kinh khủng xẹt qua bầu trời, chứa hảo quang khiếp người, cùng với lửa cháy bừng bừng, bắn tới giữa lưng sở phong. Thần xạ thủ trong kỵ binh ra trận rồi, cơ thể sở phong hóa cứng, trong quá trình dịch chuyển nhanh chóng có ảo giác đã gặp tử thần, cả người lạnh buốt, Hắn cảm giác được mức đáng sợ của một tiễn này, dương khi quá nồng. Hắn nhanh chóng thay đổi phương hướng, nhưng mũi tên lông vũ này cũng đổi hướng theo, giống như mặt trời rực rỡ đang bắn phá tới, chưa khí tức rồi rào. Cẩn thận chút cho ta, đừng bắn nổ hắn, lỡ như thánh dược và máu thần thú cũng bị hủy theo, vậy thì tội lớn. Phổ lâm giống lên, còn lo lắng hơn sở phong, vậy mà lại lo hắn rơi chết. Lời này trong tay sở phong, cảm giác rất sỉ nhục, thật là xem thường bọn họ quá rồi. Nhưng mà, một tiễn này quả thật vô cùng kinh khủng. Sở phong ở ranh giới nguy hiểm tránh thoát được một tiễn này, nhưng mà, dương khí đáng sợ xẹt qua sát người giống như bàn là vàng thần vậy, đốt hồn quang của hắn, khiến cơ thể hắn phát ra tiếng xèo xèo, bốc ra khói, hơn nữa miệng hắn còn phun hồn huyết ra ngoài. Trong vũ trụ này, tình huống hồn thể như hắn vô cùng gây go. Một tiễn của cao thủ cấp kim thân mà thôi, đã suýt nữa tiêu diệt hắn. Không cần nói bản thân sở phong, cho dù ba kẻ địch vũ hóa thần thể, thiên mệnh tiên thể, thanh niên tóc tím cũng phát run trong lòng. Đối mặt với truy kích của đội quân, bọn họ quá yếu thế rồi. Không sao chứ?" Âu Dương Phong nói nhỏ, sắc mặt hắn ta cũng khó coi cực kỳ, cứ tiếp tục thế này, bọn họ đoán chừng sẽ bị giết chết. Phổ Lâm lộ ra ý cười, nói, "Rất tốt, chỉ cần không bắn nổ là được, người đại thần tiễn thủ cùng nhau lên cho ta, dùng dương khí đốt cháy mấy quỷ nô này cho ta." Trong chớp mắt, trong đại quân kỵ binh, mười tên thần xạ thủ bay lên, từng người dương cung nhắm vào mấy người bỏ chạy ở phía trước. Trên bầu trời giống như mười con thần chim quạ vàng hung mãnh sống lại thời thượng cổ tỏa ra khí tức kinh khủng, tràn ngập năng lượng trí dương, khuếch tán ra. Người đại thần xạ thủ đều ở trình độ kim thân, đều cùng trình độ với người ban nãy bắn tiễn, nếu thật sự bắn trúng hồn thể thì Âu Dương Phong bọn họ sẽ trực tiếp nổ tung, không thể trì hoãn thêm nữa. Sở Phong, Âu Dương Phong, hai tay say âm linh của ta, các ngươi còn muốn chạy sao? Bây giờ quỳ tới đây cho ta, ta tha cho các ngươi tội chết. Phổ Lâm cười lạnh, sóng âm tinh thần rất mạnh, ẩm vang trong không trung, gã đe dọa nói, nếu còn dám phản kháng, giết không cần nói. Gã đã biết tên thật của hai người sở phong, vừa vung tay, người đại thần xạ thủ trong không trung toàn bộ sáng chói, cung lớn bị kéo thành độ cong như trăng tròn, mũi tên lông vũ lóe mắt. Âu Dương Phong hô lên, tên kia, tưởng thần vương ra ra của ngươi bị dọa sao, đến đây, các ngươi dám phóng tiễn, ta dám nổ nát xích tay không gian, để máu thần thú và thánh dược bên trong điều hủy hết. Bồn hầu không bị uy hiếp, phóng tiễn cho ta, phổ lâm quát lên thật ra trong lòng gã vô cùng căng thẳng sợ âu dương phong phát điên thật hủy xích tay không gian kia từ đó dẫn đến nổ tung nhưng mà gã thật sự không muốn bị uy hiếp lo lắng mấy người này vì vậy mà không sợ hãi thoát khỏi vòng tay gã soạt 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 trong không trung từng vệt sáng như cầu vòng động trời bay tới đều tạo ra một vệt đuôi sáng dài chiếu sáng mặt đất giống như sao chổi bay ngang qua vậy quá rực rỡ, người mũi tên lông vũ đều trói mắt lạ thường, đốt cháy dương khí đáng sợ. Tỷ tỷ, ánh hiểu hiểu sợ hãi nói, bởi vì cô nhóc nhìn thấy khi ánh trích tiên dắt cô nhóc tránh né một thần tiễn, mũi tên lông vũ đó cũng thay đổi hướng, không ngừng đuổi theo các nàng. ầm, um. cuối cùng ánh trích tiên sử dụng ngũ sắc thần quang, cưỡng ép thay đổi hướng của một tiễn đó, nhưng ngũ sắc thần quang cũng soạt một tiếng, vọt lên mây ánh sáng, bị đốt cháy một phần, linh hồn bị tổn hại, năng lượng tinh thần giảm mạnh. Ta không sao." Ánh Trích Tiên trả lời. Sau đó, ánh mắt nàng sắc lạnh, quay đầu nhìn đại quân phía sau, quát nói với Sở Phong và Âu Dương Phong, lấy xích tay không gian làm lá chắn, để bọn họ bắn chết, chúng ta và thánh dược, máu thần thú cùng vỡ nát là được. Nàng đã lấy xích tay không gian ra, che ở phía trước. Bên kia, Âu Dương Phong kêu to quạc quạc, bị đuổi lên trời không đường xuống đất không cửa, nghe thấy ánh Trích Tiên nói, trực tiếp bất chấp, chắn xích tay không gian phía trước. Nếu đối phương dám bắn, hắn ta chết không nghi ngờ gì. Dĩ nhiên, thánh dược, máu thần thú cũng hóa thành cho bụi. Phổ lâm hoảng hốt, âm thầm truyền âm với thần xạ thủ, nói, tránh hắn ta ra, đừng bắn nổ xích tay không gian. Đối với người khác mà nói, độ khó quá lớn, dù sao mũi tên lông vũ đã bắn ra, nhưng mà, những thần xạ thủ này đều bám vào một chút hồn quang trên mũi tên lông vũ, có thể thay đổi phương hướng. Soạt, một tiễn kia bắn lên cao, cọ sát bên thân Âu Dương Phong, đốt nửa người hắn ta hắn ta đau đớn kêu lên vội vàng dập tắt ngọn lửa dương khí tên kia ngươi còn bắn sao âu dương phong nói lúc này sở phong và ánh trích tiên cũng làm như vậy lấy xích tay không gian coi như lá chắn bọn họ tạm thời thoát khỏi nguy cơ bị giết nhưng vũ hóa thần thể thiên mệnh tiên thể thanh niên tóc tím lại vô cùng khó chịu trên người bọn họ không có đồ vật không gian muốn uy hiếp khiến đối phương sợ ném chuột vỡ bình là không được phụt thanh niên tóc tím hét lên một tiếng thảm thiết, một bàn tay của gã trúng tiễn, trực tiếp nổ tung, liên lụy cả cánh tay đều thành cho bụi, đốt cháy sạch sẽ tại chỗ. Tất cả mọi người đều nghiêm túc, tên thần xạ thủ trình độ kim thân này quả nhiên đáng sợ, mũi tên lông vũ bắn ra chạm sơ đến thân thể một chút là đã mang tính hủy diệt, rồi. Thiên mệnh tiên thể không phải ngươi có thể sử dụng thiên mệnh tiên quang một lần sao, dẫn bọn ta chạy trốn, nếu không chúng ta đều phải chết. Vũ hóa thần thể thấp giọng thương lượng. Sau khi sử dụng, ta sẽ yếu ớt không chịu nổi rất lâu, ai cũng có thể lấy mạng ta." Thiên Mệnh Tiên Thể nói, nhưng hắn ta bây giờ đã không còn lựa chọn. Vũ Hóa Thần Thể, thanh niên tóc tím vội vàng thề, nói bọn họ sẽ bảo vệ hắn ta. Vù! Khi thần xạ thủ phóng tên lần nữa, Thiên Mệnh Tiên Thể bùng lên mây ánh sáng lớn, đưa theo hai người kia hóa thành một luồng ánh sáng, biến mất cực nhanh ở đường chân trời. Tốc độ đó quá nhanh, Á Thánh đến cũng chưa chắc đuổi kịp hỏng rồi, ba tên kia chạy rồi, không chia sẻ tổn hại được nữa. Âu Dương Phong trách, sắc mặt phổ lâm xanh mét, con mồi trong mắt gã, muốn hiến tế cho tế phẩm của võ thần vậy mà lại chạy mất ba tên, khiến tâm trạng gã không dễ chịu, gã muốn đám sở phong khiếp sợ, quát lên, mặc kệ đi, bắn nổ một tên cho ta, con người ta tuyệt đối không bị uy hiếp, ta xem các ngươi có thể kiên cường tới cùng không. Trong chớp mắt, người đại thần xạ thủ nhắm vào sở phong, ánh trích tiên và Âu Dương Phong bắn con chim kia trước hình như là con trai của đại nhân vật quân đà gì đó nhưng trước mắt là cái rắm gì giết cho ta phổ lâm phân phó cái tên phổ lâm nhà ngươi ngươi mới là con trai của quân đà không ngươi là cháu trai của quân đà đã đến thời khắc này rồi âu dương phong còn lòng dạ nổi giận hơn nữa còn tức giận tên bại hoại qua đây sở phong gọi âu dương phong hắn đã sử dụng hồn chuông dùng nó để bảo vệ thân mình sau đó hắn cũng tỏ ý với anh trích tiên tỉ muội hai người cũng nhanh chóng vào dưới hồn chuông. Trong thời gian ngắn, chuông lớn màu đen bao phủ mấy người, sở phong phát lực, giữa hồn quang lấp lánh. Cái chuông lớn này phát ra tiếng chuông vang xa, sông lên trời, tốc độ cực nhanh. Ánh trích tiên nhỏ giọng nói, chạy về hướng vũ hóa thần thể bọn họ đi. Hôm qua bọn họ từng bị kỵ binh đuổi giết, nhưng thành công trốn thoát đại quân. Có lẽ đã phát hiện địa thế có lợi để chạy trốn. Đồng thời, nàng hơi do dự, cuối cùng bất chấp, nói rõ cho sở phong nàng muốn thi triển cấm pháp giúp đỡ hắn một tay nhưng nàng sẽ vì thế mà nguyên khí đại thương tiếp theo dựa vào bọn họ bảo vệ tiên tử ngươi yên tâm ngươi là đạo lữ của sở phong chính là đệ muội của ta bọn ta sẽ chăm sóc ngươi và tiểu lo ly này âu dương phong há mồm thì xảy ra chuyện suýt nữa nói thành là đạo lữ của sở phong chính là đạo lữ của thần vương âu dương phong hắn ta thời điểm này ánh trích tiên lười phản bác soạt Ngũ sắc thần quang chợt lóe, nàng đang thôi động bí pháp tranh đoạt với 10 tuyệt thuật, một khi luyện thành, đây là thần thông cái thế. Bây giờ nàng chỉ có thể coi là tiểu thành, đầy đủ tất cả điều kiện tu luyện. Trong chốc lát, cả hồn chuông đều phát ra ngũ sắc thần quang, bọn họ giống như không ở trong ngũ hành, xa lánh hồng trần, tốc độ chạy trốn nhanh, biến mất ở cuối đường chân trời. Âu Dương Phong kích động nói, quá tốt rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi đám kỵ binh này, lập tức đi ăn thánh dược tắm máu thần thú, quay đầu tình đám rùa rụt cổ kia tính sổ. Ngươi phải nói quay lại tình đám quân kia tính sổ. Trong hồn chung, ánh hiểu hiểu chớp đôi mắt to lẩm bẩm nói, sắc mặt Âu Dương Phong lập tức trầm xuống, nước miếng hắn ta văng khắp nơi, nói, một đứa con nít như ngươi thì biết cái gì? Thiên Nga Đen, ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu đâu. Ánh hiểu hiểu chớp chớp đôi mắt to. Ta cảnh cáo ngươi, cho dù ngươi là em vợ của Sở Phong, chọc giận bổn vương cũng sẽ đánh không tha. Âu Dương Phong phun nước miếng tung tóe, ánh hiểu hiểu tức giận, lập tức ngừng nói, không thể không nói, ngũ sắc thần quang cực kỳ ảo diệu, không những có thể phủi sạch mọi thứ, còn có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng, mới nháy mắt mà bọn họ đã di chuyển cách 2.800 dặm. Đây là tốc độ kinh người khiến Âu Dương Phong líu lưỡi, cảm giác đồng hoang lùi dần về sau, tựa như trời sao đảo ngược. Phốc, ánh trích tiên phun ra một ngụm hồn huyết, linh lực đột nhiên giảm mạnh, thoáng chốc đã suy yếu rất nhiều. Tỷ tỷ vẻ mặt ánh hiểu hiểu lộ rõ lo lắng ôm cánh tay nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo lắng và đau lòng không còn ngượng ngùng với vị tỷ tỷ xấu xa này nữa nơi xa phổ lâm rú lên trong cơn giận dữ trước sau hai nhóm tế phẩm đều trốn thoát dưới mí mắt gã khiến cho gã không thể chịu nổi gã giống lên đuổi theo cho ta sử dụng cả thần hành phù bất kể giá nào vũ hóa thần thể thiên mệnh tiên thể thanh niên tóc tím trốn thoát thì gã coi như còn có thể nhị nhưng đám người sở phong và âu dương phong trên người có thánh dược và máu thần thú tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cho bọn họ trốn thoát tiểu hầu ra loại thần phù này rất quý giá chúng ta không có nhiều bên cạnh thân tín của gã nói nhỏ sắc mặt cực kỳ khó coi có bao nhiêu dùng bấy nhiêu để ta giết địch sắc mặt phổ lâm âm u cầm thiên qua trong tay nếu để kẻ ăn trộm thánh dược chạy thoát gã nhất định sẽ nổi điên ở trong đáy lòng gã đã sớm tính toán làm sao để giữ lại thánh dược tận dụng thật tốt, hắn có thể nhất bàn, có thể trùng sinh trở lại. Xích xích xích, ánh sáng hoàn thành nở rộ, cuối cùng có 50 người lên đường, được ban cho thần hành phù, tiến hòa giả yếu nhất cũng chuẩn cấp kim thân. Xuất phát, phổ lâm dẫn đội, 50 người đi trước, đại quân đi theo phía sau. Quả nhiên, tốc độ bọn họ tăng lên, xúc địa thành thốn, 50 người băng qua một mảnh đất lớn, lập tức di chuyển ra cách mấy trăm dặm. Những người này cảm thấy có lẽ đã đúng phương hướng, bắt đầu chia ra tìm kiếm, đuổi về phía trước, cuối cùng bọn họ phải tản ra sức mạnh của thần hành phù rất kinh người tuy không bằng ngũ sắc thần quang của ánh trích tiên nhưng hơn ở độ dài thời gian chạy vội hai ngàn dặm trên thần hành phù cũng chỉ xuất hiện một vết rách mà thôi cuối cùng bọn họ thật sự đuổi kịp phát hiện bóng dáng đám người sở phong chủ yếu là vì ánh trích tiên dùng ngũ sắc thần quang thôi động hồn chung chạy trốn nên tốc độ quá nhanh trên đường đi rất khó để thay đổi phương hướng một đường đi thẳng nháy mắt đã bị bắt lại ta nhìn xem các ngươi định trốn chỗ nào Phổ Lâm hét lớn, đôi mắt lóe lên, vô cùng kinh ngạc. Ngay lúc này, khuôn mặt đen sì của Âu Dương Phong gần như đã chảy nước, bọn họ đã trốn nhanh hết sức, vẫn bị đuổi theo, đối phương cũng quá nghịch thiên. Xích, một mũi tên lông vũ bay đến, nổ một tiếng, giống như một vầng thái dương ngang trời lao tới, ánh sáng rực rỡ dị thường mang theo lửa cháy hừng hực, đây là do một vị thần xạ thủ bắn tới. Một tiếng đinh, hồn trung bị đánh trúng, năng lượng trói mắt nổ tung thành những gợn sóng, rung động bốn phương tám hướng, Bên dưới hồn chung, đám người bị một tiếng oang chấn động đến hộp máu. Ngay cả ánh hiểu hiểu cũng không ngoại lệ, linh hồn cô nhóc thậm chí suýt chút nữa tan rã. Vẻ mặt sở phong nhăn nhó, nếu không phải có hồn chung ngăn cản, bọn họ đã bị thần xạ thủ kia bắn chết. Quỷ nô của ta, cho các người một cơ hội, còn không mau quay lại đây quỷ xuống. Phổ lâm khiển trách. Đi. Ánh trích tiên hét nhẹ một tiếng, nàng liều mạng sử dụng nguyên khí quá mức, lại tiếp tục sử dụng loại tuyệt thế diệu thuật ngũ sắc thần quang này, thôi động hồn chung, một tiếng ông vang, trung thể sáng lên, bao phủ bọn họ, lại lần nữa phá không gian chạy. Vẫn là 2.800 dặm, bọn họ xuất hiện trên một cánh đồng hoang vu, trên mảnh đất thưa thớt chống trải, mọc lên một vài cái cây cao lớn. Hơn nữa, bọn họ còn nhìn thấy vũ hóa thần thể, thiên mệnh tiên thể và thanh niên tóc tím. Ba người kia đang há mồm thở dốc, nhất là thiên mệnh thiên thể cả người có quắp, hồn quang ảm đạm, bộ dáng như bệnh nặng thế, khá thảm hại. Ba người bọn họ bộ dáng kỳ lạ nhìn chằm chằm Sở Phong. Ba vị, đã lâu không gặp. Âu Dương Phong rất đê tiện, dưới tình huống như vậy còn vẫy tay về phía đối phương, nhiệt tình chào hỏi bọn họ. Sau đó, ngũ sắc thần quang chợt lóe lên, bọn họ biến mất khỏi nơi này, chốc lát đã cách xa. Ánh Trích Tiên đang liều mạng, nàng biết thần hành phù của đối phương rất lợi hại, có thể truy kích rất xa, đoán chừng có thể trên 10 vạn dặm. Tình huống gì vậy? Thanh niên tóc tím đứng tại chỗ hoài nghi nhưng ngay sau đó, bọn họ kinh hoàng, rồi chửi ẩm lên, bởi vì 50 cao thủ cấp kim thân kia đã đuổi đến chỗ ba người bọn họ. Đạo huynh, ngươi còn có thể thi triển thiên mệnh tiên quang không? Thanh niên tóc tím lo lắng, xích một tiếng, một mũi tên lông vũ bay đến, ba người bọn họ tránh né cực nhanh, nhưng sau khi mũi tên lông vũ này nổ mạnh, vẫn khiến cho bọn họ cực kỳ thảm hại, hồn quang bốc cháy. Không xong rồi, ta sắp chết. Thiên mệnh tiên thể thở hồn hển. Bọn ta hỗ trợ ngươi, vũ hóa thần thể, thanh niên tóc tím liều mạng thôi dục hồn quang, trợ giúp hắn ta thi triển loại thần thuật tối cao này. Oanh! Trước lúc tám mũi tên long vũ cùng nhau bay đến, cuối cùng bọn họ cũng biến mất khỏi nơi này, kết quả tại đó xảy ra một trận nổ mạnh, núi sông nơi này sụp đổ, mặt đất lún xuống, nham thạch nóng chảy cuộn trào, đủ để chứng minh lực sát thường của mũi tên long vũ này. Lúc này, Sở Phong nắm hai vai ánh Trích Tiên đang liều mạng thúc dục hồn quang, liên tục truyền nguyên khí cho nàng nếu không ánh trích tiên sợ khó mà chống đỡ liên tiếp nhiều lần thi triển hồn quang của nàng đã nhanh chóng cạn kiệt lúc này bọn họ đã chạy xa gần hai vạn dặm trên đường đổi hướng mấy lần cuối cùng tạm thời trốn thoát khỏi đám quân đuổi theo phía trước là khu rừng già rậm rạp cổ thụ che trời mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của dã thú khổng lồ cực kỳ đáng sợ thậm chí xa xa trên đỉnh núi còn tỏa ra hỗn độn khí đây là nơi nào lại còn tràn ngập hỗn độn khí cảm giác rất kinh hãi mặc kệ đi trốn vào trong rừng trước chúng ta nhanh chóng chữa thương ăn thánh dược âu dương phong kêu lên tất cả đều là vì thánh dược và máu thần thú đường sống trong hiểm tử bọn họ phải nhanh chóng hưởng dụng đại dược nếu không chẳng những cơ thể ngày càng suy yếu thậm chí còn có thể trở thành giúp đỡ người khác bị cướp mất tạo hóa này sau khi trốn vào trong rừng rậm sở phong nhanh chóng sắp xếp hiện trường che giấu mấy người bọn họ ngăn cản hơi thở của bản thân với thế giới bên ngoài từ khi hái được thánh dược chạy chối chết Cửu tử nhất sinh cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đám tôn tử kia. Chúng ta phải nhanh chóng rửa sạch âm khí trên người. Âu Dương Phong nói, hồn quang ánh trích tiên ảm đạm hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của Ánh Hiểu Hiểu, Sở Phong cũng qua hỗ trợ, một lần nữa truyền qua hơn chục tia hồn quang cho nàng, giúp nàng ổn định thương thế. Thân thể Ánh Trích Tiên run rẩy, bởi vì bọn họ đều ở trạng thái linh hồn, nếu tiếp xúc quá mức thân mật, điều này sẽ kích động ấn ký sinh mệnh. Ánh Hiểu Hiểu sắp khóc, miệng gọi tỷ tỷ, cực kỳ lo lắng không sao, chúng ta có thánh dược, một khi ăn xuống, vết thương nặng cũng sẽ khỏi. Âu Dương Phong nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vậy, đừng lo lắng. Sở Phong cũng an ủi. Thật sự không có chuyện gì, chỉ là vì trong tay có thánh dược, ta mới dám liên tục thi triển ngũ sắc thần quang, nếu không khác gì tự tìm đường chết. Tuy ánh mắt anh trích tiên ảm đạm nhưng cũng không có chút sầu lo nào, hai vai run nhẹ, dãy ra khỏi hai tay sở phong. Tiếp theo, cả ba xích tay không gian đều được mở ra, năm gốc thánh dược được bày ra, mặc dù mỗi người một gốc cây, một gốc cây còn lại cũng cực kỳ sung túc. Nhưng khi nghĩ đến lúc ăn thánh dược, mấy người bọn họ đều có chút bất đắc dĩ, bọn họ không có thân thể, chỉ đang ở trạng thái linh hồn. Có điều, dựa theo lời ánh trích tiên, dược thảo cấp bậc này, cho dù là hồn quang cũng có thể có tác dụng hấp thu tương đối các chất có ích, nếu không sao lại được gọi là thánh dược. Thế nhưng, việc này chắc chắn sẽ vô cùng lãng phí bởi vì bộ phận có giá trị đối với thân thể, bọn họ căn bản không hấp thu được. Âu Dương Phong rất muốn khóc, vẻ mặt tiếc nuối, nói, nếu thân thể bổn đại gia còn ở trong này, chỉ dựa vào loại dược này, chắc chắn sẽ lột xác mạnh mẽ, cảnh giới tăng lên rất mạnh. Loại đại dược này, ngay cả Á Thánh Phục ăn cũng có hiệu quả, lại càng không nói đến cấp bậc của bọn họ. Sở Phong chọn ra gốc thánh dược màu vàng, ánh trích tiên lựa chọn gốc màu bạc, ánh hiểu hiểu ôm một gốc màu tím, Âu Dương Phong lại chọn gốc màu lam mấy cây thánh dược xa xỉ đều có tám phiến lá cả cây long lánh trong suốt phát sáng hương dược nồng đậm ngập tràn cho dù là trạng thái linh hồn bọn họ cũng có thể ngửi được cho nên vật này nhất định có công dụng cực kỳ lớn đối với thần hồn đáng tiếc nếu sinh ra phiến lá thứ chín dược lực của năm gốc thánh dược này có thể tăng lên gấp 10. ánh trích tiên có chút tiếc nuối nếu có chín phiến lá là đã hoàn toàn trưởng thành không khác lắm so với côn huyết thảo lần huyết thảo trong truyền thuyết sẽ cực kỳ kinh ngạc Đương nhiên, bởi vì sinh ra ở thế giới này, sẽ càng dung hợp dương khí vô tận, hiệu quả còn kinh người hơn cả dược thảo cung cấp ở dương gian. Một lát sau, ánh trích tiên luyện hóa gần nửa phiến lá, vết thương linh hồn của nàng cũng tốt hơn, không còn uể oải, ảm đạm, bắt đầu ngập tràn năng lượng, vật này quả rất thần hiệu. Sở Phong, Âu Dương Phong lại luyện hóa một góc lá, đã bù lại đủ linh lực hao hụt trước đây. Hơn nữa, lúc này mấy người đều cảm giác thần hồn nóng rực, giống như sắp bốc cháy, bởi vì trong thánh dược này chứa lượng dương khí cực kỳ nồng đậm và dồi dào, nhưng coi như rất ôn hòa, loại dương khí nóng rực này cũng không làm tổn thương. Không hổ là thánh dược." Sở Phong khen ngợi. Lúc này, Âu Dương Phong lấy máu thần thú ra, chia đều chiến lợi phẩm, sau đó hắn ta vội vã sử dụng phần của mình, lấy từng chút máu đỏ sụp sôi đổ lên trên người mình. "A!" À, trong phút chốc, hắn kêu to thê thảm, cả người bốc khói đen, gần như bị hòa tan, lập tức bị đốt cháy thành từng mảnh biến cố này khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ máu thần thú chết tiệt hắn ta hét lên rất đau đớn cảm giác linh hồn như bị chia cắt sở phong muốn giúp cũng không thể giúp được sử dụng bí thuật cũng không cách nào dập tắt ngọn lửa huyết sắc kia trơ mắt nhìn âu dương phong lăn lộn trên đất cuối cùng ánh lửa hình thành từ máu thần thú biến mất trên người âu dương phong không còn chút khói đen cả người biến nhỏ có thể thấy hồn lực đã bị tổn hại nghiêm trọng đến mức độ nào ta vừa bị thú huyết ăn mòn thật đáng sợ hồn lực giảm mạnh đây đúng là độc dược trí mạng đối với linh hồn hắn ta cực kỳ tức giận không đúng âm khí của ngươi đã ít đi dương khí trên người đậm hơn không ít sở phong nhìn hắn ta chằm chằm âu dương phong ngẩn ngơ sau đó vui sướng nói ban nãy đau không chịu nổi hiện tại cả người ấm áp giạt rào cảm thấy thoải mái hơn không ít ánh trích tiên mở miệng đây là một tạo hóa lớn máu thần thú rèn luyện linh hồn tẩy đi âm khí nhưng cũng sẽ quét sạch một phần tinh thần lực bị nhiễm âm khí quá nặng nhưng có thánh dược có thể cung cấp nguồn dương khí dồi dào không ngừng mấy người nghe thấy vậy thoáng suy nghĩ chính xác là như thế lập tức mừng rỡ âu dương phong cực kỳ kích động nói cái này sẽ gột rửa hết tất cả âm khí cường hóa thần hồn về sau tràn đầy dương khí không bao giờ bị sinh vật thế giới này áp chế nữa sở phong kinh ngạc loại tạo hóa này quá kinh người sau đó hắn suy nghĩ nếu linh hồn thuần dương hơn nữa linh lực tăng vọt hiện tại hắn thực sự có thể cân nhắc việc tu luyện thập tuyệt thuật đẳng. Sau đó, hắn mặt dày hỏi ánh trích tiên, ngũ sắc thần quang có dễ tu luyện không? Muốn hỏi ta tu luyện thế nào sao? Muốn kinh văn truyền thừa? Ánh trích tiên lạnh nhạt hỏi. Sở phong mặt ửng đỏ, hắn đúng là có loại tính toán này, nhưng trước mặt nữ nhân lợi hại này cũng không giấu được cái gì. Hỏi ta đi, ta nói cho ngươi. Tiểu lo ly tóc trắng bên cạnh cười hì hì. Dạy cho ta nữa, để quay lại tìm tên tôn tử phổ lâm kia báo thù. Âu Dương Phong cũng mặt dày mở miệng. Tiểu lo li tóc trắng cười nói, ngươi đúng rất thích hợp để luyện ngũ sắc thần quang. Thiên Nga lông cánh rộng che, năm đạo thần quang bay ra, phủi rớt mọi thứ, tương đối phù hợp. Ánh trích tiên mở miệng, nhìn sở phong nói, thật ra, truyền cho ngươi loại tuyệt thế thần thuật ngũ sắc thần quang này cũng không sao. Thật sao? Sở phong kinh ngạc, loại bí pháp này ngoại trừ những điều kiện mà ai cũng biết, chắc chắn có có kinh văn bí mật. Đây thuộc về bí mật truyền thừa, người bình thường sao có thể bằng lòng ánh trích tiên sẽ không phải muốn chọn hắn làm đạo lữ đấy chứ sở phong suy nghĩ lung tung nhưng câu nói đầu tiên của ánh trích tiên đã khiến hắn tỉnh táo lại khuôn mặt đỏ bừng truyền cho ngươi kinh văn ngũ sắc thần quang ngươi cũng chỉ có thể dùng ở thế giới này trở lại vũ trụ của chúng ta ngươi cũng sẽ quên hết mọi thứ cũng đúng sở phong muộn phiền nhưng nghĩ đến hồn chung trong lòng hắn liền động có lẽ có cơ hội có thể giữ lại trí nhớ không còn thần thuật nào lợi hại hơn sao sở phong hỏi ngũ sắc thần quang tranh đoạt bá chủ với người luyện thành thập tuyệt thuật có thể không lép vế vốn đã mạnh nhất ngươi còn muốn mạnh hơn ánh hiểu hiểu lẩm bẩm nói hắn quá tham lam không có khả năng có thứ lợi hại hơn ừ để ta suy nghĩ xem đúng là có một loại thần thuật cấm kỵ có thể vượt qua ngũ sắc thần quang ánh trích tiên bỗng nhiên nói thật sự có sở phong sửng sốt ừ nó gọi là thất bảo diệu thuật chỉ là đáng tiếc xưa nay thế gian không có ai luyện thành công ở dương gian là thần thuật tối cao Ánh Trích Tiên nói: "Ở âm phủ không ai luyện thành, truyền thuyết ở dương gian cũng chỉ có một hai người luyện thành, bởi vì yêu cầu rất khắc nghiệt." Trong lòng Sở Phong chấn động, kiến thức tích lũy của Á Thiên tộc quả nhiên có chút khiến cho người ta sợ hãi, ngay cả loại thần thuật cấm kỵ này cũng biết. "Ngươi có kinh văn?" Hắn hỏi dò. "Đúng là có." Ánh Trích Tiên gật đầu, sau đó hỏi: "Không phải ngươi muốn luyện thất bảo diệu thuật đấy chứ? Ngươi phải biết rằng, căn bản chưa có ai có thể luyện được." luyện vì sao không luyện một diệu thuật chấn động kim cổ đặt trước mắt có cơ hội luyện thành vì sao phải buông tha sở phong xoa tay tiểu lo li tóc trắng bĩu môi nói trông ngươi ánh mắt tỏa sáng như thế giống như một con sói đuôi to sở phong nhếch mép cười nhất thời kích động mà thôi vì dựa theo lời ánh trích tiên nói thất bảo diệu thuật này rất quỷ dị ngay cả ngũ sắc thần quang được xưng là phủi sạch vạn vật cũng không địch được nó quá nghịch thiên âu dương phong cũng phấn chấn tinh thần thúc giục ánh trích tiên giảng chi tiết về thất bảo diệu thuật, rốt cuộc có lai lịch ra sao, vì sao lại mạnh như vậy. Ánh trích tiên mỉm cười, nói, rất đơn giản, loại diệu thuật này mạnh hơn không biết bao nhiêu so với ngũ sắc thần quang, thất bảo diệu thuật tương ứng với bảy loại hồn quang, vạn vật trên thế gian đều không thể thoát khỏi sức quét của nó. Theo những gì nàng nói, loại diệu thuật này nhiều hơn hai loại hồn quang so với ngũ sắc thần quang. Cũng không phải quan hệ cộng trừ đơn giản, mà là sự tranh lệch về chất, Âu Dương Phong nghe xong vò đầu bứt tai, hận không thể lập tức học ngay, nhưng ánh trích tiên chỉ nói một câu thôi đã khiến cho hắn ta uể oải. Muốn học thất bảo diệu thuật, phải có bảy loại tiên hà thần vụ hiếm nhất trời đất, lấy những bảo vật đó xúc tác mới có thể luyện thành. Suy cho cùng, cảnh giới san hà quá quan trọng, là nguồn gốc của việc suy diễn thần thuật. Tại cảnh giới này, có thể tìm được mấy loại thần hà tiên vụ đặc biệt, có thể luyện ra bao nhiêu loại chiến kỹ thuộc về chính mình. Cái gọi là thập tuyệt thuật chính là như vậy, yêu cầu 10 loại kỳ chân thiên địa, nhưng sự xuất hiện của một thuật phá vỡ vạn pháp chiến tích bất bại của ngũ sắc thần quang lại chứng minh với thế nhân rằng thập tuyệt thuật cũng không thể đứng đầu còn nó những người khác săn lục khí nhi ẩm hãng giới hề xấu chính dương nhi hàm chiêu hà mặc dù thời đại ma pháp sau khi linh khí trái đất thượng cổ cạn kiệt cổ nhân đã có nhận thức về điều này có thể thấy được sự quan trọng của san hà thực khí không nói đến sự tiến hóa văn minh phát triển đến trình độ cao sâu trong tinh hải trực tiếp định nghĩa căn cơ thuật pháp nguồn gốc thần thuật của cảnh giới san hà. Âu Dương Phong trừng mắt, nhưng không còn cách nào, hắn ta cũng từng hấp thu vài hà quang đặc biệt, nhưng là ở trong thân thể, căn bản không mang theo vào. Ánh Trích Tiên lắc đầu, nói, thần hà hiếm có nhất là tiên vụ, có thể dung hợp với linh hồn cùng đi vào, vô giá, nếu không sao xưng là báu vật đất trời. Sắc mặt Âu Dương Phong đột nhiên sụp đổ, muốn học diệu thuật, ngay cả tư cách cũng không có. Sở Phong nhíu mày, điều kiện ngày cũng quá khắc nghiệt rồi, ánh hiểu hiểu diễu cợt nói đừng nói bảy loại kỳ chân thiên địa ngay cả một loại cũng đã rất khó tìm ta thấy các ngươi còn chưa hiểu rõ định nghĩa cái gọi là kỳ chân thiên địa có thể hiếm lạ chân quý đến mức nào âu dương phong không phục tiểu lo ly tóc trắng gừ một tiếng ném cho hắn ta một cái ót sau đó đi theo sở phong nói đạo tộc rất mạnh là số một số hai trong vũ trụ chúng ta nhưng bọn họ cũng chỉ có kim lân đạo tử tìm kiếm một loại vật chất được gọi là căn nguyên của kỳ chân thiên địa cho nên hắn ta mới đi trên con đường một thuật phá vạn pháp. Hắn ta dùng một loại mẫu khí hấp thụ hà quang, thần vụ bình thường khác không ngừng lớn mạnh. Giờ phút này, chính Sở Phong cũng hít một ngụm khí lạnh, cái gọi là báu vật trời đất đúng thật quá khó tìm kiếm. Ánh Trích Tiên nói, loại đồ vật này chỉ có thể gặp không thể cầu, cho dù có tâm tìm kiếm, trăm ngàn thế hệ cũng chưa chắc có thể tìm được một loại. Sở Phong hoàn toàn hết hy vọng, điều kiện này quá khắc nghiệt, khó trách không ai có thể luyện thành thất bảo diệu thuật. Này, không đúng, chờ một chút, ngươi luyện thành ngũ sắc thần quang, chẳng lẽ tìm thấy đến năm loại kỳ chân thiên địa? Sở Phong kinh ngạc nghi ngờ hỏi, nếu nói như vậy, á tiên tốc đúng rất kinh khủng, quả thật đã tìm thấy năm loại vật chất kỳ dị, chỉ miễn cưỡng tính là chân quý, còn chưa phải là kỳ chân. Ánh Trích Tiên lắc đầu, á tiên tộc giúp nàng tìm thấy năm loại vật chất, cũng xem như hiếm có trên đời, đại diện cho năm loại thuộc tính, vừa đủ đáp ứng yêu cầu luyện thành ngũ sắc thần quang nhưng chỉ có thể xem như vừa đủ tiêu chuẩn bảo vật trời đất, so với vật chất kỳ chân chân chính vẫn kém hơn một đoạn, nhưng đã có thể dùng để luyện thần thuật. Á à, tiên tộc mạnh như vậy, rất miễn cưỡng mới có thể tìm được vật chất kỳ chân, thế này còn để cho người khác sống không vậy? Âu Dương Phong oán giận. Tiểu lo ly tóc trắng ra dáng như một tiểu đại nhân, hét cầm lên, nói, đúng vậy, vật chất kỳ chân chân chính, trước mắt kim lân đạo tử có, thích hoành có lẽ cũng có, trừ khi ngươi hoàn toàn cướp sạch 10 kho bảo vật lớn, có lẽ sẽ tìm được con số trên đầu năm ngón tay. Cô nhóc lại chớp đôi mắt to bổ sung thêm, ngoài ra, những vật chất hiếm có này cũng phải chú ý thuộc tính, hợp nhau mới có thể dung hợp với nhau, thuộc tính sai, ngươi thực sự tìm được đến kỳ chân thứ bảy cũng vô dụng. Thế đạo biến thái thế này, thật khiến người ta tuyệt vọng. Âu Dương Phong thở dài, vẻ mặt ủ rũ nói. Vì vậy mới nói người dương gian hung tàn, trên tấm bia tiền sử đã ghi lại, thật sự từng có người luyện thành công, khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị ánh hiểu hiểu phòng miệng bộ dáng không cam lòng sở phong cũng cảm giác hết cách muốn học thất bảo diệu thuật chưa nói đến đủ loại khó khăn về sau riêng điều kiện ban đầu đã rất biến thái hắn cảm nhận được trên người hắn có một hai đạo thần hà chắc là bất phàm rất đặc biệt nhưng vẫn kém con số bảy này quá xa sở phong nói không có gì có thể nói trước được thánh dược và máu thần thú ngay trước mắt nhanh chóng tẩy sạch âm khí tăng thực lực lên trước rồi nói sau cái gì mà thất bảo diệu thuật bát chuyển huyền thuật cút đi âu dương phong khá đồng tình tạo hóa ngay trước mắt nắm bắt được mới là thật mảnh đất này cổ thụ mọc che trời bừng bừng sức sống trên ngọn núi xa xa ngập tràn hỗn độn khí càng sâu trong rừng rậm tiếng dã thú càng gầm rú rung trời sở phong sớm đã bố trí mọi thứ để nơi này tách rời khỏi thế giới bên ngoài sau đó lại điều chỉnh để bên ngoài cũng không nghe thấy âm thanh hoàn toàn ngăn cách xích lạp ngao âu dương phong đang tự ngược bôi bùn đất dính máu thần thú lên trên người kết quả khói đen cuồn cuộn, hắn ta giống như bị thiêu đốt, sau đó gào khóc thảm thiết, đau đớn không chịu nổi. Quá dọa người, ta không muốn tẩy sạch linh hồn. Sắc mặt ánh hiểu hiểu trắng bệch, bị dọa sợ không nhẹ. Ánh trích tiên nói, tẩy sạch âm khí toàn thân, người mới có thể sống sót, nếu không lần sau gặp phổ lâm. Một mũi tên bắn đến, người lập tức hóa thành cho bụi. Từ từ ta làm đây, đau quá, tỷ tỷ ngươi đang làm gì vậy? Ta còn chưa chuẩn bị tốt. Nóng, Cứu mạng, tiểu tiên tử có thiên tư và tài nghệ tốt nhất sắp bị đốt chín rồi. Tiểu lo li tóc trắng khóc thét, hai chân đạp lung tung, hai tay vung loạn xạ, lăn lộn trong lòng ánh trích tiên, kêu lên một cách thê thảm. Trên thực tế, ánh trích tiên mới chỉ nhỏ một chút máu thần thú trên người cô nhóc mà thôi, còn chưa tính là một giọt, nhưng lại dùng bí thuật bôi đều lên. Có thể nói, thật sự hết sức ôn nhu và cẩn thận, chỉ bôi cho cô nhóc một chút, thậm chí trên người cô nhóc còn không bốc khói, chưa tẩy được âm khí ra kết quả cô nhóc đã khoa trương như vậy lăn lộn nơi đó khóc lóc om sòm liên tục kêu gào thảm thiết cô nhóc tưởng rằng trên người nàng đã vẩy đầu máu thần thú thật ra mọi chuyện không phải như vậy sở phong ngạc nhiên nhìn cảm giác muốn bật cười âu dương phong còn xấu xa hơn đi đến độc mồm độc miệng kêu lên không xong rồi tài bị đốt cháy hết rồi trời ạ à, mũi cũng bị máu thần thú đốt cháy rồi trời ơi đau chết ta rồi tai của ta mũi của ta cũng không còn đau quá, tỷ tỷ, ta sắp chết rồi. Ánh hiểu hiểu nhắm mắt lại, lăn lộn trong lòng tỷ tỷ, khóc lóc kêu lên, thật đau lòng. Ánh trích tiên trừng mắt nhìn con cóc, một tia ngũ sắc thần quang lướt qua, đánh hắn ta bay. Lại mọc ra một cái tai, nguy rồi, mọc ra hai cái mũi. Sở phong cũng trêu chọc tiểu nha đầu này. Tiểu lo ly tóc bạc hiển nhiên nhận ra không hợp lý, chờ mình bật dậy, xoa xoa hai mắt mình, lại sờ mũi của mình, hổn hển, liều mạng với sở phong và cóc. Hai cái tên xấu xa, hiếu đạo đức. Hiển nhiên, sự thư giãn này cũng chỉ có thể kéo dài một lúc. Tiếp đó, đừng nói ánh hiểu hiểu, ngay cả Sở Phong cũng gầm nhẹ, sau khi bôi máu thần thú đỏ tươi lóng lánh trên người, loại đớn đau này quả rất khó có thể chịu được. Cái gì mà tra tấn như địa ngục, lúc này đây, bọn họ đang tinh luyện linh hồn. Âu Dương Phong kêu gào, lăn lộn trên đất, hắn ta quả thực tương đối khoa trương, chỉ cần đau đớn sẽ lăn lộn trên đất không để ý hình tượng. Bên kia, ánh trích tiên sau khi bị ánh sáng đỏ thẫm mãnh liệt bao phủ, nàng không ngừng run rẩy, vài lần phát ra những âm thanh rất nhỏ, cố nén đau đớn. Ánh hiểu hiểu nước mắt lưng tròng, cô nhóc đang vận chuyển đại mộng hô hấp pháp không trọn vẹn, được chuyển lại từ đại mộng tịnh thổ, tự mình thôi miên, khiến cho bản thân không còn cảm giác đau đớn, sau đó tẩy sạch linh hồn. Một ngày một đêm, mấy người chết đi sống lại, trong khu vực trận này không ngừng bốc lên khói nhẹ, khói đen, âm khí bị đốt cháy, Đồng thời, bọn họ đã không ngừng ăn thánh dược, dược hiệu kinh người. Mỗi lần hồn thể bọn họ ảm đạm, sau khi trải qua sự bổ sung của dược thảo, tinh thần bọn họ ngày càng sáng láng, dương khí càng ngày càng nhiều. Đến ngày hôm sau, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cực kỳ hiệu quả, âm khí đã giảm hơn 8 phần. Mà thánh dược vẫn còn rất dồi dào, máu thần thú cũng còn, tiết kiệm hơn so với bọn họ tưởng tượng, xem ra cũng đủ để bọn họ luyện linh hồn chính mình thành thuần dương. Hơi thả lỏng một chút, Sở Phong nằm tại chỗ không muốn nhúc nhích. Tới thời điểm này, tẩy sạch âm khí không còn là vấn đề, sau đó quả thật cần lo lắng luyện thần thuật nào. Đáng tiếc, ngưỡng cần của thất bảo diệu thuật quá cao, ai có thể đợi đủ hết mọi điều kiện rồi mới luyện nó. Ánh tiên tử, có loại thần thuật nào dùng hai loại vật chất chân quý làm xúc tác luyện thành? Sở Phong hỏi. Năng lượng khí mà hắn có được trong luyện ngục kia rất đặc biệt, chắc có thể xem như vật chất hiếm có, không biết có phải là kỳ chân thiên địa không? Có Ánh Trích Tiên trả lời rất ngắn gọn. "Thật sự, ví dụ như, Sở Phong tỉnh táo lại. Khi hai loại tiên khí âm và dương kết hợp với nhau, có thể hình thành âm dương nhị khí, tỏa ra ánh sáng âm dương, dễ dàng quét sạch đối thủ." Ánh Trích Tiên nêu ra một ví dụ, một khi luyện thành âm dương thần quang, quả thực không phải không thể, chiêu thức cụ thể cũng rất hoàn thiện, ví dụ như có thể hóa thành mũi tên âm dương, có thể quét sạch vạn binh, hóa thành lò âm dương, có thể luyện hóa nhiều kẻ địch thành cho bụi. Nói tóm lại, hai loại căn nguyên vật chất hiếm có âm và dương này cực kỳ chân quý, một khi hòa nhập vào trong tu hành hồn quang, có thể mạnh đến kinh người. Hơn nữa, chiêu thức hoàn thiện rất nhiều, vô cùng tiện dụng. Tốt, ta sẽ luyện âm dương nhị khí này. Sở phong tràn đầy tự tin. Ánh hiểu hiểu bĩu môi, nói, cắt, khoác lác ít thôi, ngươi tưởng âm khí và dương khí tùy tiện là tìm được sao. Phải có vật chất căn nguyên hất của hai loại thuộc tính này, còn hiếm hơn cả kỳ chân thiên địa. Ta chỉ muốn luyện loại thần thuật này, Sở Phong cười nói, người trẻ tuổi, đừng quá cao ngạo, muốn làm đến nơi đến chốn, vật chất kỳ chân thiên địa, của hai loại thuộc tính âm dương nhị khí này rất khó tìm thấy. Ánh hiểu hiểu bộ dáng ông cụ non, trợn trắng mắt, nói, nếu không, tỷ tỷ của ta sớm đã luyện thất bảo diệu thuật. Sở Phong kinh ngạc, nói, ngũ sắc thần quang và âm dương nhị khí còn có mối liên hệ khác sao? Đương nhiên, nếu có âm dương thần quang nữa chính là thất bảo diệu thuật. Ánh hiểu hiểu lầm bẩm nói. Sau đó, Cô nhóc lại đùa nói nếu ngươi có vật chất căn nguyên kỳ chân của âm dương nhị khí, có thể kết đạo lữ với tỷ tỷ ta, các ngươi liên thủ, có thể thi triển thất bảo diệu thuật, đến lúc đó nhất định vô địch thiên hạ. Cũng có lý, có thể cân nhắc. Sở phong liên tục gật đầu. Sau đó, anh hiểu hiểu kêu gào thảm thiết, ôm đầu, hai mắt đẫm lệ, bị tỷ tỷ cốc cho trên trán nổi một cục u lớn. Cô nhóc không phục lắm, bĩu môi nói, ta không phải nói bừa, hơn nữa, sao hắn có thể tìm thấy vật chất căn nguyên kỳ chân của hai loại âm dương cho dù đạo tộc cũng chỉ kim lân tìm thấy một loại kỳ chân thiên địa thuộc ngũ hàng sở ma đầu tuyệt đối không thể này ta thực sự có đấy sở phong ho khan ánh hiểu hiểu cong môi nói nếu ngươi thực sự có vật chất căn nguyên kỳ chân của hai loại kia ai ra phê chuẩn cho ngươi và ánh trích tiên kết làm đạo lữ không cần phải trải qua sự phê chuẩn của phụ thân và mẫu thân ta bản tiểu tiên đồng ý có thể thông qua ta nói dối thì lấy một đền mười nhưng nếu ngươi không làm chủ được, thì làm sao giờ? Da mặt sở phong dày đến mức khiến cho Âu Dương Phong cũng không muốn nhìn, lại tích cực đứng đó cùng tiểu lo ly tóc trắng. Cóc trợn tròn mắt, ôm hai tay, vác mai rùa đen trên lưng, nhách từng bước, con ngươi xấu xa nhìn hắn, vẻ mặt hèn mọn. Tiểu lo ly tóc trắng đầy vẻ đắc ý nói, đương nhiên là thật, ta đây nếu nói dối cũng lấy một đền người, ngoại trừ một vị tỷ tỷ ruột thịt, ta còn có một đống đường tỷ sinh đẹp. Sau đó, cô nhóc thảm rồi, bị ánh trích tiên nhấc lên đánh, túm lấy lỗ tay cô nhóc, dù sao cũng chỉ là hồn thể, trực tiếp nhấc lên giữa không trung, mạnh tay chỉnh một trận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đau quá, đau quá, tỷ tỷ ngươi đừng đánh, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi mà. Ngươi nghĩ đi, nếu hắn thực sự có âm dương nhị khí, sau khi các ngươi trở thành đạo lữ tu luyện chung, thì có thể thi triển thất bảo diệu thuật, có khả năng tung hoành thiên hạ, sao ngươi không cảm kích ta ơ kìa, đau chết ta rồi, dừng tay, ánh trích tiên, ngươi đánh ta nữa, ta sẽ nói cho bọn họ thiết thắt lưng của ngươi nhỏ bao nhiêu, chân dài bao nhiêu, mông vỉnh bao nhiêu, nói cho bọn họ số đo chính xác. Ánh hiểu hiểu bị đánh đến không chịu nổi, mới nhe răng trợn mắt ra uy hiếp, dùng sức dễ dụa. Bang bang bang, mấy lời này lại khiến cho cô nhóc bị đánh thêm một trận nữa. Âu Dương Phong ưu nhã cất bước thiên Nga, cõng theo mai rùa đen trên lưng, đi ngang qua nhỏ giọng hỏi có thể nói cho ta biết vì nàng sẽ lại đánh ngươi đi chết đi đồ đáng chết ngươi tránh ra cho ta hu hu đau quá ánh hiểu hiểu lau nước mắt chết tiệt âu dương phong sải cánh thiên nga định rát ai nhưng lại bị ngũ sắc thần quang trực tiếp quét bay sau đó sở phong đi đến tào nhã mỉm cười muốn mở miệng cầu tình dù sao tiểu lo ly tóc trắng này cũng có ý tốt muốn gà tỉ tỉ cho hắn nhưng ánh hiểu hiểu lại nói một câu khiến cho khuôn mặt hắn cũng đen thui tên buôn người ta cũng chỉ có thể bị ngươi mua chuộc đến lần này sau này có chuyện gì thì đừng đến tìm ta nữa sở phong ngạc nhiên đứng sững sờ tại chỗ chuyện gì vậy ánh mắt giết người của ánh trích tiên quét đến trong con ngươi xinh đẹp lấp lánh đầy sắc màu rất rực rỡ sở phong biết ngay đứa nhỏ chết tiệt kia không phải bị đánh vì mình tùy tiện kiếm kẻ đệm lưng sau đó hắn cũng trừng mắt lập tức đề nghị nói xoát hồn dù sao cũng muốn tẩy sạch âm khí giúp nàng soát hồn, cũng là rèn luyện cho nàng, nhìn xem là do nàng nói, dối, hay do ta mua chuộc nàng. Sở phong đại ma đầu ngươi quá độc ác, ta khóc, tỉ tỉ đừng đánh. Không phải vì ta thấy ngươi không thể gà đi sao? Ta sốt ruột thay ngươi. Ai u, đau muốn chết, không phải không gả được. Đường đường là đại giai nhân đứng thứ ba tinh không sao có thể không gả được. Ta sợ ngươi rơi vào trong hố lừa, tùy tiện tìm một người để gả. Cho nên ta muốn thay ngươi tìm một đạo lữ tốt, có thể tu hành cùng ngươi, cùng chung chí hướng. Ngươi xem, vốn ta chỉ sưu tầm những thiếu niên xinh đẹp, trực tiếp tặng ngươi, tỉ muội chúng ta đạt đến trình độ nào đó. Ngươi còn đánh, ánh trích tiên ta liều mạng với ngươi. Hu hu, đánh không lại, ta thật đáng thương. Ánh hiểu hiểu gào khóc thảm thiết một trận, sau đó cuối cùng cũng tìm được cơ hội trốn thoát, lập tức bám chặt trên người sở phong, hét lên, còn không mau cứu giá. Sở phong bế cô nhóc, thay tỉ tỉ cô nhóc chỉnh thêm lần nữa. Ánh hiểu hiểu tức giận, ánh mắt bốc hỏa, rất muốn cạp chết sở phong, Kế tiếp, một câu nói của Ánh Trích Tiên khiến cho Sở Phong giật mình. "Nếu ngươi thực sự có hai loại vật chất kỳ chân thiên địa âm dương nhị khí này, chúng ta có lẽ có thể suy nghĩ xem có thể khôi phục thất bảo diệu thuật không." Sở Phong ngây người, linh hồn Âu Dương Phong dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, suýt chút nữa bị sặc. Ánh hiểu hiểu dựng lông lên, vô cùng tức giận, nói: "Ngươi còn là tỷ tỷ ruột của ta không? Ta muốn tốt cho ngươi mới giới thiệu cho ngươi Sở Đại Ma Đầu, kết quả ngươi lại nhẫn tâm đánh ta một trận như vậy?" cuối cùng không phải vẫn nhận sao. Nói linh tinh cái gì vậy? Ánh trích tiên lại cốc chán cô nhóc nổi lên một khối u, cô nhóc đau đớn nằm lăn lộn trên mặt đất trong rừng, không chịu đứng dậy. Ta chỉ đơn thuần muốn nghiên cứu thất bảo diệu thuật với hắn, một cô nhóc thúi như muội suy nghĩ quá phức tạp. Ánh trích tiên của trách nàng. Ngưng, ngươi nghĩ rằng ta tin ngươi sao, được rồi, cho dù ta tin ngươi, thì cũng không tin cái tên sói đuôi to sở phong kia đối với ngươi. Chỉ dựa vào tính tính của tên buôn người, đạo tặc này, Nơi đi qua không còn một ngọn cỏ, hắn còn có thể buông tha cho ngươi sao? Tỷ, không phải ta trách ngươi nhưng ngươi trốn không thoát khỏi bàn tay hắn. Chết tiệt. Sở phong đứng cạnh, lộ ra khuôn mặt đen không thể đen hơn, thanh danh đã bị tiểu nha đầu này làm hỏng hết. Sai rồi, tỷ, ngươi sẽ không tự nguyện đấy chứ. Tiểu lo ly tóc trắng lại nói thêm một câu, kết quả khiến cho khuôn mặt của tỷ nhóc ánh trích tiên cũng trở nên đen sì. Tiểu lo ly tóc trắng đang lăn lông lốc đứng dậy, tìm cho mình một bậc thang đi xuống, Đồng thời nói sang chuyện khác, nhìn thấy Sở Phong, nói: "Đến đây đi, để cho chúng ta nhìn một cái thứ ngươi gọi là hai loại vật chất kỳ chân thiên địa." Sở Phong nói: "Hai loại vật chất hư ảo mà ta có được kia dung nhập vào thân thể, cũng có thể đi theo linh hồn đến đây, không biết phóng ra và kiểm nghiệm thế nào thôi." Chuyện này rất đơn giản. Chưa cần ánh Trích Tiên phải nói nhiều, ánh hiểu hiểu đã dạy hắn một đoạn khẩu quyết, có thể thấy được bối cảnh của A Thiên tộc như nào. Truyền thuyết kể rằng, tổ tiên bọn họ đến từ Dương Gian, thậm chí trong tộc còn có tổ bài ghi lại một vài chuyện năm xưa. Sở phong làm theo, linh hồn cộng hưởng, lập tức nhìn thấy một ánh sáng nổi lên, sau đó là những tia sáng khác nhau, phân biệt rõ ràng, thuộc tính bài xích lẫn nhau. Giờ phút này, hai mắt ánh hiểu hiểu nhìn chầm chầm, cảm giác có chút không đủ dùng, hai tia sáng lập lòe bất định, rực lóe rồi lại mờ mịt, lơ lửng trong hồn quang của sở phong. Một tia là ánh sáng luyện ngục, không thể nghi ngờ, đó chính là thuộc tính âm. Một tia khác loại đến từ dương gian, Lúc trước khi bế quan trong động phủ của thành xí Hoàng, sở phong để một gốc rễ nảy mầm ở dương gian, cuối cùng cung dưỡng lại cho hắn một sợi khí. Vẻ mặt ánh trích tiên ngưng trọng, tự mình đi đến gần, cẩn thận cảm nhận hai sợi khí kia, cuối cùng sắc mặt của nàng thay đổi. Vật chất kỳ chân thiên địa, hơn nữa đúng là hai loại thuộc tính âm và dương. Nàng nói như vậy, lập tức khiến cho tiểu lo ly tóc trắng hét lên kinh ngạc, sau đó đột nhiên bổ nhào lên người sở phong. Bộ dáng một kẻ tham tiền, nói, tỷ phu, cho ta xem chút đi, cho ta mượn tu luyện 100 năm đi. Tỷ phu cũng gọi rồi. Ánh mắt Âu Dương Phong nhìn thẳng, sau đó nhìn về phía Ánh Trích Tiên, sẵn sàng chứng kiến cảnh tượng đứa nhỏ kia sắp bị đánh thêm lần nữa. A, à, Ánh hiểu hiểu đúng là lại bị đánh, nhưng không lâu, Sở Phong đã cứu cô nhóc. Đang che chở cho em vợ à? Âu Dương Phong chọc thêm, cút sang một bên đi. Sở Phong một cước đá văng hắn ta, khiêm tốn quay qua xin Ánh Trích Tiên chỉ bảo, làm sao để đồng tu bí điển tối cao. Đương nhiên hắn vô tình nói đồng trong đồng tu thành xong lập tức nhận lấy ánh mắt giết người nhất là khi ngũ sắc thần quang ngập tràn suýt chút nữa đánh lên trên đầu hắn sở phong nói ta lỡ lời vẫn nên bàn về chuyện tu hành đi phong hoa tuyết nguyệt chỉ có âu dương phong thích nghe nhất thôi người gào cái gì mà gào tránh ra chút đi ta phải thảo luận phương pháp đồng tu sở phong nghiêm mặt nói đẩy hắn ta sang một bên âu dương phong nhảy dựng lên chửi bới tại sao lúc nào cũng đổ tội cho ta chính ngươi trên lưng mang theo một cái nồi đen lớn, chạy loạn khắp nơi, ló ra nhìn vào, còn trách ai? Sở phong nước mắt nhìn hắn ta một cái. Ai u, tức chết Âu Dương đại gia ta, đây là huyền vũ thần giáp đấy biết không? Cóc 120 cái không phục, rất muốn liều mạng với hắn. Sau đó, sở phong nghiêm túc xin ánh trích tiên chỉ dạy, hắn thật sự hy vọng học thành âm dương chi quang, nắm giữ một đòn sát thủ, thậm chí có thể khôi phục lại thất bảo diệu thuật. Ánh trích tiên nói, cho dù học âm dương chi quang, hay học ngũ sắc thần quang cũng phải bắt đầu từ thất bảo diệu thuật nàng thanh tú thướt tha cực kỳ tao nhã mang theo tiên khí nhẹ giọng khẽ thì thầm giảng thuật âm dương chi quang và ngũ sắc thần quang đều xuất phát từ thất bảo diệu thuật vì vậy thần uy kinh hãi thế tục điều này khiến cho sở phong vô cùng nghiêm túc càng cảm thấy cái gọi là thất bảo diệu thuật rất siêu phàm một khi luyện thành thật sự rất khó lường nhưng rất nhanh khi ánh trích tiên giảng đến bảy thứ kinh văn ứng với thất bảo diệu thuật hắn ngạc nhiên một lúc bởi vì những kinh văn này dường như có chút quen thuộc. Sao ta cảm giác bị vây giữa ngư ma quyền và giao ma quyền? Hắn rất giật mình. Sau đó, hắn nhớ đến những lời năm đó Hoàng Ngưu nói với hắn, bảy loại quyền pháp mỗi một loại đều rất lợi hại, nhưng thực sự khủng bố chính là khi bảy loại quyền pháp này hợp nhất, đấy sẽ là một mớ hỗn độn đáng sợ, không dám tưởng tượng. Đồng thời, Hoàng Ngưu cũng từng nói qua, bảy loại quyền pháp này vốn là một thể. Năm đó bảy vị đại thánh phát hiện một gốc cây quái thụ, Lưu chuyển phù văn, bảy vị đại thánh mỗi người tu hành trên một cành cây, sau mới có Ngư Ma Quyền, Gia Ma Quyền, Bằng Ma Quyền. Mỗi cành cây hiện lên một loại pháp, đây chính là Thất Bảo Diệu Thuật. Hiển nhiên, ánh Trích Tiên biết hắn đang nghĩ gì nên giải thích, thật ra, sau khi đạo tộc, Phật tộc, thi tộc ra tay, muốn thu thập gốc cây kia để nghiên cứu tổng thể. Rõ ràng, bảy vị đại thánh căn bản không thể bảo vệ cành cây của bọn họ bị cướp mất. Sau đó, A Tiên tộc cũng xuất kích, khéo léo cướp được gốc cây từ thi tộc. Thật ra đó là một gốc cây năng lượng, hiện rõ chính là pháp môn. Bảy vị đại thánh nghiên cứu ra quyền pháp kinh hãi thế tục, cực kỳ uy năng, nhưng bọn họ vẫn thiếu một bậc, chưa nghiên cứu ra được bảy phần kinh văn cuối cùng, dung hợp cùng nhau, không phải quyền pháp gì, mà là thất bảo diệu thuật. Thứ này bị Á Tiên tộc thu giữ vào tay. Hơn nữa, bọn họ có lý do để nghi ngờ, gốc cây năng lượng kia có thể chính là khi tổ tiên của bọn họ từ Dương Gian trốn đến đây, để lại bảo vật bởi vì tổ bia của bọn họ từng nhắc đến một gốc cây quái thụ nhưng lại không ghi rõ tổ tiên các ngươi từ dương gian trốn đến âm phủ sẽ không phải vì mang ngọc có tội mang theo gốc quái thụ kia sở phong nghi ngờ có khả năng như vậy tộc của ta cũng từng đoán thế ánh trích tiên gật đầu chân tướng rốt cuộc như thế nào hiện giờ không còn quan trọng sau bao nhiêu năm trôi qua ai còn nhớ rõ chuyện năm đó đương nhiên một khi tiến vào dương gian thế thì khó nói thực lực của dương gian cực kỳ lợi hại dám đuổi giết người mang theo thất bảo diệu thuật, vậy chắc chắc rất nghịch thiên. Ngươi có thể nghiên cứu thuật cộng hưởng từ ngưu ma quyền, từ ngưu ma quyền nghiên cứu ra lo hoàn thuật, cũng rất lợi hại. Ánh trích tiên cảm thán. Sở phong cũng không giấu giếm, nói bản thân từng học ngưu ma quyền và giao ma quyền. Sau đó, sở phong cẩn thận ghi nhớ thất bảo diệu thuật cũng chỉ là bảy loại kinh văn ngắn. Hắn cảm giác đây là thứ có thể so sánh với hô hấp pháp đỉnh cấp của dương gian. Nghe nói một khi luyện hô hấp pháp đến cuối, thần có thể tự phát, Diệu thuật tự thành, nhưng muốn thi triển thất bảo diệu thuật có lẽ khó mà thành thật. Sở Phong cho rằng, giá trị của thất bảo diệu thuật này không thể đánh giá được. Tiếp đó, hắn cẩn thận nghiền ngẫm hai loại thần thuật trong thất bảo diệu thuật, tương ứng với âm dương nhị khí của chính mình, dốc lòng nghiên cứu. Trong quá trình này, hắn vẽ loạn máu thần thú, tiếp tục tinh luyện âm khí trong linh hồn. Nghiên cứu diệu thuật như vậy, khá phân tán sự chú ý, khiến bản thân bớt đau đớn. Hai ngày trôi qua, Sở Phong dùng hết máu thần thú, hắn tin rằng sau khi tẩy sạch âm khí, gốc thánh dược kia cũng sẽ bị dùng hết. Giờ phút này, dương khí trong người hắn mãnh liệt, không cảm nhận được một chút âm khí nào, hồn quang của hắn cực kỳ rực rỡ. Oanh! Theo tiếng thúc giục hồn quang của hắn, bản thân giống như một vòng mặt trời rực cháy, chiếu rọi khắp mảnh núi rừng này, dương khí cuồn cuộn, khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. So với trước đây, hoàn toàn là hai người khác nhau. Ngoài ra, Sở Phong lại bắt đầu có thể thi triển được âm dương, chi quang khiến cho ánh hiểu hiểu kinh ngạc hét lên thậm chí còn hét lên rằng mạnh hơn của ánh vô địch tiên tử chúng ta đồng tu đi sở phong mỉm cười nhìn về phía ánh trích tiên rất muốn thử xem có thể khôi phục thất bảo diệu thuật hay không cùng lúc đó cách ngoài mấy ngàn dặm phổ lâm tóc tai bù xù ánh mắt đỏ bừng cực kỳ mỏi mệt gã ngập tràn lửa giận ánh mắt vô cùng đáng sợ ba ngày qua gã đã dẫn người điên cuồng tìm kiếm đám người sở phong cơn giận không thể kiềm chế Gã lo lắng những kẻ đó sẽ dùng hết máu thần thú và thánh dược, cho nên gã luôn không ngừng tìm kiếm, muốn bắt được đám người Sở Phong ngay lập tức, giết chết, đoạt lại tạo hóa gã đã sắp đặt. Ánh Trích Tiên tha thức dịu dàng, tựa như một thần tiên lay động, dáng vẻ cực kỳ động lòng người, mở miệng nói với Sở Phong, "Trước tiên ngươi phải tự mình nghiền ngẫm âm dương chi quang, phải có chút thành tựu mới có thể cùng nghiên cứu với ta." Đây là yêu cầu của nàng dành cho Sở Phong, muốn nghiên cứu thất bảo diệu thuật với nàng, trước tiên phải tự mình nhập môn được đã. Ánh Trích Tiên đã luyện ngũ sắc thần quang đến bước nhập môn, nhưng sở phong mới chỉ bắt đầu mà thôi, còn chưa có thành công, cần tiến thêm một bước tu hành, có chút thành tựu. Ánh hiểu hiểu kêu to, trời ạ, à, con sói đuôi to này quả nhiên sẽ xuống tay với Ánh Trích Tiên, thần cũng không ngăn cản được hắn. Một cái lý do rất tốt, cùng nhau nghiên cứu thất bảo diệu thuật. Nhưng những nơi tên này đi qua ngay cả cọng cây ngọn cỏ cũng không còn, huống chi là đại mỹ nhân đứng thứ ba trong tinh không, nhất định sẽ bị ăn tươi nuốt sống, xương cốt cũng không còn ánh hiểu hiệu bộ dáng như sắp tận thế, tay che chán, mang theo vẻ bi thương, giống như nhân từ biết bao nhiêu, đáng tiếc cô nhóc còn quá nhỏ, chỉ là một tiểu lo ly tóc trắng, khiến cho người khác ấn tượng là quá non nớt, rất ngây ngô. Lời nói của cô nhóc, trực tiếp khiến cho sắc mặt sở phong đen đến không thể đen hơn nữa, hắn rất muốn nói, lời đứa nhóc chết tiệt này nói, là đang nghi ngờ nhân cách của hắn, khuyết thiếu đạo đức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần ánh trích tiên, khuôn mặt xinh đẹp kia lại còn đen hơn tiếp tục nhắc ánh hiểu hiểu lên, lại chỉnh cô nhóc thêm một trận. Nhưng đứa nhỏ chết tiệt này mồm miệng thật rộng, vừa khóc lóc cầu xin tha thứ, vừa nói mấy lời vô nghĩa, ví dụ như gọi sở phong là tỷ phu, nhanh chóng đến cứu nhóc, hoặc là hét lên với tỷ tỷ, nói là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác lo lắng thay tỷ tỷ ruột thịt. Sở phong dốc lòng nghiên cứu, hắn càng suy nghĩ, càng cảm thấy âm dương chi quang này huyền bí, thuật này một khi luyện thành, cực kỳ đáng sợ hắn từng thử qua, quét qua một cái, một đỉnh núi lại bị hắn quét bay. Điều này quá kinh khủng, nếu tác dụng trên cơ thể một người, hoặc trên thần hồn, chẳng phải sẽ tiêu diệt hình thể lẫn linh hồn sinh vật kia. Sở phong nghiêm mặt, âm thầm cảm than, âm dương nhị khí không hổ danh vật chất kỳ chân thiên địa, có thể tu thành một trong những thần thuật mạnh nhất thế gian. Sở phong đang nghiền ngẫm, nghiên cứu, loại thần thuật này quá đáng sợ, cực kỳ kinh người, khiến cho bản thân hắn cũng bị dọa sợ, thần uy lại có thể mãnh liệt như vậy hắn cảm nhận được nếu thật sự muốn luyện thành đừng nói là thất bảo diệu thuật riêng âm dương chi quang đã đủ cho hắn tung hoành khắp vũ trụ rộng lớn này một đường không đối thủ sau đó sở phong tỉ mỉ nghiên cứu cân nhắc kỹ càng hắn học cực kỳ nhanh bởi vì đây không phải là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với loại kinh văn này dù sao hắn từng học ngư ma quyền giao ma quyền được coi như hai loại trong bảy loại kinh văn của thất bảo diệu thuật lúc này nghiên cứu tỉ mỉ lớp nghĩa trong đó làm ít hưởng nhiều sở phong mất ăn mất ngủ hoàn toàn lao vào, thời gian giống như tạm dừng với hắn, cả người đắm chìm trong âm dương nhị khí, nghiên cứu loại diệu thuật này. Cuối cùng, ầm một tiếng, hắn vô thức quét ra một tia thần quang, đánh tan một vùng, lúc này mới bừng tỉnh thức dậy. Lúc này, ánh trích tiên, Âu Dương Phong, ánh hiểu hiểu đã tẩy sạch linh hồn xong, mỗi người đều dương khí cuộn trào, cuối cùng không nhìn ra một chút âm khí nào. Ba người lơ lửng giữa không trung, giống như ba mặt trời nhỏ, tương đối sáng chói, cực kỳ rực rỡ, ánh sáng rơi phủ khắp thần thánh và đầy yên bình một hơi thở nóng rực tràn ra từ trên người bọn họ hoàn toàn khác biệt không thể so sánh được về phần bản thân sở phong cảm giác đối với ba người bọn họ cũng kinh ngạc không kém hắn giống như một mặt trời vàng trói đứng ngang trời rất rực rỡ bao phủ quanh người là hạt nắng trói mắt rơi xuống phủ sáng khắp núi rừng hóa thành màu vàng tựa như vàng đúc cách đó rất xa khiến cho người khác cảm nhận được sự nóng rực giống như thiêu đốt tựa như một tòa thần lô vĩnh hằng đang đứng sừng sững nơi đó bừng bừng rực lửa đốt cháy hồn quang nhưng khi ánh trích tiên âu dương phong đối mặt với sở phong đều có loại cảm giác bị thiêu đốt sóng nhiệt cuộn trào mãnh liệt ập đến mấy ngày trước bọn họ giống như âm hồn ở thế giới này tựa như quỷ hồn nhưng hiện tại quả thực giống như nham thạch nóng chảy lại như chất lỏng thần kim sau khi nóng chảy rất kinh khủng nhiệt độ khiến cho người ta sợ hãi đủ để đốt cháy rất nhiều âm hồn không thể nghi ngờ hiện tại đám người sở phong đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích không còn âm khí, không khác gì so với linh hồn của sinh linh thế giới này. Nếu lại có người dùng mũi tên lông vũ có dương khí bắn bọn họ, căn bản không cần lo lắng, cứ chống lại bình thường. Thật sảng khoái. Âu Dương Phong kêu lên, hiện tại hắn ta lắc lư, ngay cả cái mai rùa màu đen cũng nhẹ nhẹ tỏa ra từng tia dương khí, hắn ta tào nhã bước, vô cùng bá đạo. Lúc này, Phổ Lâm đã cách nơi này còn chưa đến 1.500 dặm, hai mắt gã đỏ lên, thật sự phát điên, gã cứ nhớ mãi không quên máu thần thú và thánh dược, quả thực muốn điên cuồng. Gã không thể nhịn được, nếu thánh dược và máu thần thú bị đám quỷ nô trong mắt gã ăn mất, hoàn toàn bị luyện hóa, chuyện này thật sự không thể chấp nhận được. Sự miệt thị tận sâu trong đáy lòng gã, cho rằng Sở Phong và Âu Dương Phong chẳng qua chỉ là quỷ nô của gã, rất thấp kém, căn bản không có tư cách giành giật, cạnh tranh với gã, một đạp là có thể dẫm chết. Gã là ai chứ? Đường đường là tiểu hầu ra một thế hệ, chỉ huy hơn vạn tinh binh, đều là kỵ sĩ cấp san hà, tố hình, kim thân, quyền cao chức trọng có chút danh tiếng trong một thế hệ võ thần mấy tên quỷ nô thì tính là gì ngay cả dương khí cũng không có nếu tìm vài thần xạ thủ truy sát một tên bắn xuyên qua đủ để cho mấy tên quỷ nô này nổ tung hình thần câu diệt cái gì cũng không thể làm nào có thể uy hiếp nhưng hiện tại gã tìm không thấy quả thực muốn phát điên thời gian càng kéo dài thì khỏi phải tìm nữa mấy tên quỷ nô kia chắc chắn đã hấp thu hết thánh dược dùng hết máu thần thú đám quỷ nô hèn mọn này đê tiện kém cỏi đến mức khiến ta khinh thường nhưng lại cố tình động vào tạo hóa của ta đáng chết phải cho các ngươi tan nát thần hồn chết không tử tế phổ lâm phát ra một lời thề độc ác nhưng nghĩ đến dung mạo của ánh trích tiên trong lòng gã lại nổi lửa giận đây là người duy nhất gã có thể giữ lại gã chưa từng gặp được loại dung mạo tuyệt sắc nào như thế có thể cướp thân thể cho nàng từ từ bồi dưỡng trở thành một báu vật trên thực tế lúc này sở phong Ánh Trích Tiên, Âu Dương Phong cũng đang nhắc đến gã, nghĩ cách báo thù rửa hận, mong ước giết chết gã. Ha ha, Âu Dương đại gia này coi như đã sống lại, hoàn toàn trở thành sinh vật dương gian đúng không? Cũng không biết đây là thế giới gì, một mảnh vũ trụ thế nào, sẽ không phải là dương gian chứ? Âu Dương Phong ngoác cái miệng rộng, mai rùa màu đen nhấp nháy ánh đen, thiên nga bước lượn lờ, bộ dáng mèo khen mèo dài đuôi, tư thái từ nay về sau thối âm hoàn dương không ai địch nổi. Giờ phút này, bọn họ cẩn thận cảm ngộ chính mình linh lực tăng vọt khi mới đến thế giới này chỉ ở cảnh giới san hà hiện tại dựa vào ánh sáng hồn lực mà nói đã tăng lên mấy lần hiện tại thực lực của bọn họ đã sắp chạm đến chuẩn cấp kim thân nếu không phải luyện hóa âm khí tiêu hào rất nhiều hồn quang chỉ ăn thánh dược bọn họ đủ thăng đến mức cao nhất của cấp kim thân tiến hành lột xác chặt hết âm khí tiêu hào rất nhiều có điều bọn họ cũng không phải người bình thường hơn nữa hiểu rõ diệu thuật cùng với hồn chung của sở phong cho dù chống lại kẻ cấp kim thân cũng không phải sợ, dám đi tiêu diệt. Trước đây, thần xạ thủ cấp kim thân ra tay, một phát đủ để hạ chết toàn bộ bọn họ, cuồn cuộn dương khí. Cái loại mũi tên lông vũ này chạm đến chắc chắn sẽ khiến bọn họ nổ tung, không chút chậm trễ. Nhưng hiện tại tất cả không còn giống, đã xảy ra thay đổi. Ta muốn đi giết cái tên cạn bã phổ lâm kia, Âu Dương đại gia cảm giác một bàn tay ta có thể đánh hắn mười phát cũng không sao. Âu Dương Phong nóng lòng muốn thử, mấy ngày nay hắn ta không nhàn rỗi, từ chỗ tỷ muội ánh gia học được không ít võ học thần thú, đều là đòn sát thủ. Lai lịch ánh gia thật sự không tầm thường, á à, tiên tộc, tổ tiên nghi ngờ đã trốn từ dương gian đến, nhiều năm tích lũy như vậy, bí điển trong tộc thật sự rất nhiều. Sở phong cảnh cáo nói, còn chưa được, đừng bất cẩn, bản thân phổ lâm là tiểu hầu ra một phương tự nhiên là có chỗ hơn người, chúng ta vừa mới trở thành linh hồn dương gian, còn phải nghiên cứu thêm một vài diệu thuật lợi hại. Sau đó, hắn phải câu thông với ánh trích tiên, chuẩn bị chính thức bắt đầu cũng tham gia khôi phục thất bảo diệu thuật. Hai ngày nay sự nghiền ngẫm của hắn đối với âm dương nhị khí tương đối kinh ngạc, trực tiếp nhập môn, có thành tựu nhất định, có thể phát ra âm dương chi quang. Ánh trích tiên nhìn thấy từng bước tiến triển của hắn, gật đầu đồng ý, cùng hắn đi sang một bên, cùng nhau suy đoán về thất bảo diệu thuật. Tỷ tỷ, ta lo lắng cho ngươi, từ nay về sau thế gian, có phải sẽ mất đi một thiếu nữ thuần khiết không dính khói bụi nhân gian, nhiều thêm một vị phu nhân, tiểu lo lý tóc trắng bộ dáng như sắp đến tận thế trông buồn đau nói phanh lần này cô nhóc trực tiếp bị đá bay bị tỉ tỉ một cước đá bay không chút thương tiếc thậm chí còn khá bạo lực bởi vì ánh trích tiên thực sự đã bị cô nhóc chọc tức không nhẹ nàng cảm thấy vị muội muội này quả thực hết chỗ nói tuổi còn nhỏ đã trưởng thành quá sớm cả ngày toàn suy nghĩ gì đâu tiểu lo lý tóc trắng biến mất sau đó sở phong tiến thêm một bước đến gần hơn với lớp nghĩa của thất bảo diệu thuật đây là thứ kinh văn còn cao thâm hơn Vốn là bí mật gia truyền của ánh gia, nhưng nhiều năm như vậy, trong khắp vũ trụ không có một ai có thể luyện thành Thất Bảo Diệu Thuật, dần dần, loại công pháp này không còn được ánh gia coi trọng, không phải là chuyện cơ mật nhất. Không thể nghi ngờ, muốn học thành Thất Bảo Diệu Thuật, phải có được 7 loại vật chất chân quý nhất trong trời đất, hai tay và hai chân sở phong đặt cùng một chỗ, tiếp xúc thân mật, tiến hành cộng tu. Bởi vì cần 7 loại vật chất, bọn họ phải tiến hành cộng hưởng, như vậy mới có thể nghiền ngẫm cùng tu luyện Thất Bảo Diệu Thuật, xưng danh chấn động cổ kim nhưng không phải tay chân trên thân thể bọn họ đặt cùng một chỗ, mà là sự liên kết của hai linh hồn, loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như hai linh hồn nóng chảy cùng một chỗ. Trong nháy mắt, thân thể ánh trích tiên run rẩy, bởi vì liên hệ chặt chẽ như thế, cho dù là người nhà của nàng, mọi người cũng chưa từng tiếp xúc gần đến vậy. Đây là sự liên kết giữa linh hồn, có thể biết một số bí mật lẫn nhau, rất nhanh đã trở thành sự giao hòa giữa hai linh hồn. Lúc này, Sở Phong đang nghiên cứu thất bảo diệu thuật, nhưng cũng không nhịn được suy nghĩ linh tinh, cho dù ai đối mặt với đại giai nhân đứng thứ ba trong tinh không, cũng không thể bình tĩnh. Cho dù là trạng thái linh hồn, ánh trích tiên vẫn mang phong thái tuyệt thế, ngũ quan xinh đẹp, hình thái linh hồn của nàng không khác gì so với thân thể, mắt to linh động, dáng người thon thả, đường cong quyến rũ, không nhiễm khói bụi nhân gian, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Sở phong không khỏi nhớ đến những lời của ánh hiểu hiểu, lúc đấy tiểu nha đầu này, chỉ lộ ra những trị số để kiểm tra dáng người tỉ tỉ nhóc, sở phong không khỏi suy nghĩ đôi chân miên man này rốt cục dài bao nhiêu trong nháy mắt ánh trích tiên ở đối diện lộ ra ánh mắt giết người theo dõi hắn bởi vì tay chân hai người tiếp xúc thân mật đặt cùng một chỗ linh hồn chạm vào nhau có thể cảm ứng được chút ý niệm trong đầu nhau sở phong sơ sẩy một cái chuyện này thật đúng là chẳng khác gì thẳng thắn thành khẩn bộc lộ ra trực tiếp bại lộ bí mật nơi đáy lòng eo của nàng rốt cuộc thon đến mức nào lúc này hắn còn chưa kịp hoàn hồn À, ánh hiểu hiểu còn nói, mông nàng rất vảnh, đây là sao? Sở phong miên man suy nghĩ. Đối diện, ánh trích tiên nghiến răng nghiến lợi, rất muốn giết người, đặt tay chân cùng một chỗ với sở phong. Nhìn chằm chằm sở phong, trong con người linh động ngập tràn sát khí, lấp lánh ngũ sắc thần quang. Trong thời gian ngắn, sở phong giật tỉnh, bởi vì hắn cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của ánh trích tiên trong đầu, nhất thời bị sát khí lạnh lẽo kia đánh tỉnh. Hiểu lầm, ta chỉ đang suy nghĩ. Sở phong giải thích nhưng chuyện này nếu giải thích hắn không thể tránh khỏi lại phải nhắc đến những thứ khác ví dụ như hắn đang đánh giá đường cong của ánh trích tiên kích thước một số bộ phận của nàng ví dụ như bờ mông ví dụ như ngọn núi cao vút kết quả hắn rất muốn khóc đây đâu phải giải thích đối phương đã biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì hai mắt ánh trích tiên bốc hỏa trên dung nhan tuyệt thế vô song không còn duy trì được vẻ tiên tử cung trăng không nhiễm khói bụi nhân gian đây ta chỉ đơn thuần tán thưởng sở phong đến chết vẫn mạnh miệng bên cạnh Âu Dương Phong Uyển chuyển đi qua, nhẹ bước những bước chân thiên Nga, nghiêng đầu liếc hai người bọn họ. Các người tiếp tục, ta chỉ đi ngang qua thôi. Miệng thì nói vậy, nhưng hắn cứ đi vòng quanh hai người, đôi mắt gian tà đảo qua đảo lại. Nhìn thấy con thiên Nga đen mang mai rùa trướng mắt kia, sở phong tìm ra được lý do để làm sang chuyện khác. Hắn đang định phun nước bọt lên Âu Dương Phong, để phân tán lực chú ý của ánh trích tiên. Nhưng mà, hắn mới vừa mở miệng, cóc Âu Dương đã lập tức cảm thấy có điểm, nhanh chóng giành trước làm khó dễ. Tên sở phong này kỳ thật tốt lắm, tuy rằng hay phong hoa tuyết nguyệt, chỉ yêu quốc sắc thiên hương, nhưng lúc này trăm phần trăm chỉ là đang thưởng thức cô một cách thuần túy. Cặp mắt hắn trong veo như nước thế kia, tuyệt đối không phải đang suy nghĩ tiên tử cô chân rốt cuộc dài bao nhiêu, cũng không phải đang nghĩ eo thon nhỏ của cô cỡ nào mềm mại, tinh tế, càng không phải đang nghĩ mông của cô rốt cuộc vảnh đến mức nào. Sở phong ban đầu còn cảm thấy được tên cóc này không tồi, có chỗ còn nói vô cùng khách quan, ví dụ như đoạn đánh giá hai mắt của hắn trong veo như nước, trăm phần trăm chỉ là đang thưởng thức một cách thuần túy. Chỉ là trong nháy mắt, mặt hắn liền đầy vạch đen. Tên con nuôi của quân đà này rõ ràng là đồ phản bội, vừa đê tiện vừa không biết xấu hổ, mấy câu sau không phải là đang hãm hại hắn sao. Mà mấy câu của hắn ta còn trúng tim đen mình mới đau chứ, vừa rồi đã bị ánh trích tiên phát hiện, đánh về nguyên hình rồi. Tên con trai quân đà kia, tránh ra chỗ khác cho ta. Sở phong cắn răng, đuổi hắn ta rời đi cho khuất mắt. Âu Dương Phong không để ý đến hắn mà chỉ nhìn về phía Ánh Trích Tiên. Thấy mặt ngọc của nàng cũng đen thui, hắn lập tức giả đỏ tỉnh ngộ, nói, "Lời của ta có thể có chút thiên vị, Ánh Tiên tử đừng nghĩ nhiều." Sở Phong quả thật không phải là người như vậy. Sau đó, hắn liền dương cổ thiên nga, cao ngạo mà tao nhã cất bước, uốn éo rời đi. Sở Phong thật muốn tát bay hắn đi, tên thần thú này quá thiếu đạo đức. Bùm. Á! À, Âu Dương Phong bị một chùm ngũ sắc thần quang đánh trúng ngay lập tức kêu la thảm thiết có còn thiên lý không ta chỉ thuận miệng nói thôi mà lại đánh ta thằng nhóc sở phong kia hai mắt đã xanh lẻ thế kia chắc chắn là đang nghĩ cặp chân của cô dài bao nhiêu sao cô không đánh hắn âu dương phong không phục chuyện mình bị ngũ sắc thần quang đánh bay ra ngoài liền kêu la thảm thiết không dứt thể phải kéo thêm sở phong xuống nước bùm sau đó hắn lại bị đánh thêm một chùm thần quang là âm dương chi quang của sở phong trực tiếp làm cho hắn ngậm miệng lại bởi vì hắn đã bị đánh bỏ ra đất, miệng toàn là bùn. Xoẹt! Ánh trích tiên lại tiếp tục ra tay, lần này là đánh sở phong, nhưng lại bị âm dương chi quang ngăn trở. Sở phong bây giờ đã tu luyện thành công, uy thế kinh người. Âm dương chi quang một khi luyện thành, so với ngũ sắc thần quang cũng không kém cạnh là bao. Người tốt nhất nên tĩnh tâm, đừng có suy nghĩ bậy bạ. Ánh trích tiên điểm tĩnh, thật sự rất có tiên khí, thanh nhã, thoát tục, dung mạo vô song trên người nàng như được phủ lên một lớp ánh trăng và một tầng sương mù nhìn qua vô cùng thanh khiết giờ phút này đôi mắt nàng sâu thăm thẳm vô cùng xinh đẹp cả người đều có vẻ không dính khói lửa nhân gian giống như tiên tử cung quảng hàn giáng trần được chúng ta tiếp tục đồng tu sở phong gật đầu nhưng mà ngay khi chân của hai người để cùng một chỗ hai tay chạm vào nhau sở phong liền không kiềm chế được mà nghĩ đến chuyện vừa nãy ánh trích tiên cầm nín đây là loại người gì vậy trời nếu lúc này không phải là đang ngộ đạo nàng thật muốn dáng thêm một chùm ngũ sắc thần quang cho hắn nhưng nàng cũng lập tức ngẩn ra đối phương đang nghĩ gì thế này hắn lại đang so sánh nàng với tần lạc âm trong nháy mắt nàng liền tập trung cao độ cẩn thận quan sát ý niệm trong đầu của sở phong sau đó nàng không khỏi xấu hổ mặt đỏ bừng cả lên bởi vì sở phong đang so vòng eo của nàng với vòng eo của tần lạc âm còn hiện lên trong đầu da thịt mềm mại trong suốt trắng như tuyết đây là hắn tưởng tượng hay thật sự đã nhìn qua sau đó nàng lại nhìn thấy sở phong so sánh hai chân của nàng với tần lạc âm nháy mắt nàng lại thấy một đôi chân dài trắng như tuyết nõn nà mịn màng như mỹ ngọc tiếp theo đến lượt mông thật đúng là cái gì cũng dám so sở phong lập tức biết không xong rồi nhanh chóng phóng ra ngoài kẻ xấu cáo trạng trước này thế là không đúng ánh tiên tử cô đang rình coi ta như vậy là không tốt đó là tự do cá nhân có được không ngoài hắn dự liệu, lần này ánh trích tiên lại không có lập tức bùng nổ, mà chỉ thật bình tĩnh hỏi hắn cùng tần lạc âm rốt cuộc có quan hệ gì. Điều này làm cho sở phong trong lòng hồi hộp một chút. Bí mật ở luyện ngục sẽ không bị phơi bày ra ánh sáng chứ. Đây chính là chuyện riêng tư giấu ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng hắn, hắn cũng không dám bày ra cho tiên tử trước mặt coi đâu. Lúc này đây hắn lập tức lấy sương mù bao trùm ý nghĩ ở chỗ sâu nhất trong lòng, không muốn để cho ánh trích tiên nhìn đến. Sở phong cảm thấy loại chuyện này không thể bị lộ được, vòng eo trần trụi đó là eo nhỏ của tần lạc âm mà ngươi đã nhìn thấy sao ánh trích tiên hỏi không có đó là eo nhỏ của ánh tiên tử mà ta tưởng tượng ra lỗi của ta ta nhận sai ánh trích tiên ngạc nhiên cơ thể trắng nõn và mềm mại mà nàng mới nhìn thấy đó thực sự là của nàng là do tên này tưởng tượng ra thật đáng giận hắn dám khinh nhờn nàng sau đó nàng lại nghĩ đến mấy bộ phận cũng mịn màng trắng nõn khác hắn còn muốn xem thêm mấy chỗ kia nữa ánh trích tiên lập tức lạnh mặt đúng là không thể nhịn được mà người rốt cuộc có còn muốn lĩnh hội thất bảo diệu thuật không thân là tiến hóa giả mà ý chí lại không kiên định không có chi tiến thủ thì làm sao có thể hùng mạnh hơn đứng sừng sững trong những kẻ mạnh là đỉnh cao nhất trong số bọn họ được nàng hết sức kiềm chế cơn giận lần này không bạo phát chỉ có thể nói là do tính tình của ánh trích tiên quá tốt có tu dưỡng sở phong lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải vây cho chính mình bản chất của đạo là tùy theo tự nhiên tâm ở đâu thì pháp ở đó chúng ta không thể kiềm chế chính mình được ông cha ta nói rất đúng đạo pháp thuận theo tự nhiên mọi việc nên tùy theo bản tâm của mình mà làm ánh trích tiên muốn đánh chết hắn hắn chính là thấy điều không nên thấy ý nghĩ trong đầu không thuần khiết vậy mà còn tự tìm cho mình lý do lý chấu tổ tiên mà biết cũng muốn đội mổ sống dậy mà dẫm chết hắn tu hành nàng chỉ nói hai chữ này sau đó liền tĩnh tâm ngũ sắc thần quang trong mắt cũng lóe ra Sở Phong, nếu thật sự không muốn hợp tác, vậy thì quên đi." Sở Phong cũng lập tức tĩnh tâm ngưng thần. Hắn biết phân biệt nặng nhẹ, hiện tại đúng là cần yên tĩnh ngộ đạo, lĩnh hội cho được loại thần thuật cực mạnh này. Loại diệu thuật vang danh lừng lẫy này một khi luyện thành, thì kế tiếp bọn họ có thể ở thế giới này một cách an toàn hơn, không cần phải cố kỵ xạ thủ cảnh giới kim thân, nữa mà còn có thể săn ngược lại bọn chúng. Thậm chí, nếu đối mặt với đại quân cũng không cần phải quá kiêng kỵ nữa. Lúc hai người đều an tĩnh lại để lĩnh hội thất bảo diệu thuật, hiệu quả vô cùng khả quan. Hồn quang của bọn họ tương liên, giống như đang dung hợp vào nhau, tỏa ra khí tức kinh người. Đây là một loại dao động năng lượng khó có thể diễn tả bằng lời, làm cho Âu Dương Phong đang đứng cách đó, không xa nhìn chằm chằm nơi này trở nên kích động, còn ánh hiểu hiểu thì trừng lớn đôi mắt. Soạt một tiếng, bảy luồng ánh sáng phóng ra từ hai người, quay tròn xung quanh bọn họ, sau đó bao bọc bọn họ vào giữa. Tiếp theo, cơ thể của Sở Phong và Ánh Trích Tiên đều run lên, bởi vì sự liên kết của bọn họ càng thêm chặt chẽ, hai linh hồn giống như đang dung hợp làm một. Đúng lúc này, trên người bọn họ truyền ra tiếng tụng kinh của bảy loại kinh văn, bảy loại ký hiệu cũng đang tỏa sáng lấp lánh, phân tán xung quanh hồn quang đang giao thoa làm một của bọn họ. Xoẹt! Sở Phong cùng Ánh Trích Tiên thử phát động thất bảo diệu thuật lần thứ nhất. Chỉ một thoáng thất thải quang hoa đã bắn ra, trông vô cùng thần thánh, trở thành điều vĩnh hằng duy nhất vạn vật còn lại ở trước mặt nó đều bị mất đi ánh sáng, trở nên lu mờ. Soạt một tiếng, nó trực tiếp xé mở một khe hở từ không trung. Cảnh tượng này làm cho Âu Dương Phong đang đứng đằng xa kinh hãi. Nếu nó chém trên người mình, phòng trừng thân thể và hồn quang của hắn đều phải biến mất, lập tức bị đánh vỡ không còn manh giáp nào. Sau đó, sở phong cùng ánh trích tiên lại thử thêm vài lần, tiêu tốn nhiều công sức, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, đều thất bại, đến lần thứ mười mới lại thành công. Xoẹt! lúc này đây thất thải thần hồng hiện ra kinh động khắp thiên địa một tòa núi đá cách đó không xa chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành cho tàn gần như đã biến mất hoàn toàn hơn nữa còn là lặng im không một tiếng động truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé cực kỳ khủng bố uy lực như vậy một khi quét đến trên người sinh vật tiến hóa giả cung cấp làm gì còn ai có thể ngăn trụ nhưng mà ánh trích tiên lại nhíu mày nói cách thức tu luyện không đúng không mạnh như trong truyền thuyết trừ công kích thì không có tác dụng gì nó còn có thể thu thập vạn vật mới đúng loại thần thuật tối cao này vô cùng thực dụng sở phong vốn đang còn định chúc mừng nghe nàng nói như vậy liền liền cảm thấy giật mình còn có thể mạnh hơn nữa tà ma lợi hại hơn nữa sao ngay sau đó hắn vô cùng kích động thất bảo diệu thuật này sắp có thể phục hồi nguyên vẹn tái xuất thế gian rồi thêm lần nữa sở phong lần này rất chủ động mới nãy chuyện vô cùng kỳ ảo đã xảy ra trước mắt đã gần luyện ra hoàn chỉnh rồi, làm sao có thể trần trừ để phải hối tiếc được. Xoẹt. Trong lúc hai người đang tìm hiểu, hồn quang của bọn họ càng ngày càng dung hợp, hoa quyện thành một khối. Hai người như biến thành một hình cầu tỏa ánh sáng bảy màu, mông lung mờ ảo. Không còn nghi ngờ gì nữa, loại tiếp xúc này rất thân mật. Ngay cả ánh trích tiên băng cơ ngọc cốt như vậy, từ đầu đến cuối đều như trích tiên hạ phàm giờ cũng nhịn không được rên nhẹ một tiếng. Cảm giác này đối với nàng mà nói quá mức cổ quái và mập mờ đây chính là sự chấn động của linh hồn hồn quang của hai người hoàn toàn hòa quyện phong cảnh quá mức kiều diễm sở phong cũng rên nhẹ mấy lần thiếu chút nữa không giữ vững được tâm trí linh hồn hầu như đã dung hợp cùng nhau thế này thật sự quá mức thân mật tỷ tỷ sao tỷ lại rên gì vậy đúng lúc này tiểu lo ly tóc bạc nghi vấn hỏi đôi mắt to vô tội chớp chớp nhìn chằm chằm hai người ánh trích tiên xấu hổ tức giận bắn ra một chùm ngũ sắc thần quang đánh cô nhóc bay ra xa á à, Ánh trích tiên tỷ thật quá đáng, dám trọng sắc khinh muội đánh ta, ta mà về sẽ mách mẹ." Ánh hiểu hiểu kêu la. "Hê hê hê." Cách đó không xa, Âu Dương Phong đang cười dê, mỏ chim ngoác to, cổ thiên nga, dương cao, nhìn vô cùng vô lại cùng đáng khinh. Sau đó, hắn cũng gặp bi kịch, bị Sở Phong nhanh chóng bố trí trường vực bao vây lại. "Ôi chao, Sở Phong, sao ngươi dám nhốt ta trong phòng tối hả? Thả ta ra, các ngươi đang làm chuyện xấu gì thế hả? Thả ta ra ngoài!" Âu Dương Phong kêu la inh ỏi. Thấy thế, sở phong lại bố trí thêm một tầng trường vực. Thanh âm của hắn cũng bị ngăn lại, không thể xuyên qua được. Cóc bị nhốt trong trường vực rốt cuộc cũng bị chọc tức. Sở phong vì tu hành thuận tiện, không muốn bị quấy dày, cũng bố trí cho mình cùng ánh trích tiên một cái trường vực, ngồi xếp bằng song song với nhau ở giữa, tiếp tục nghiên cứu thất bảo diệu thuật. Tỷ tỷ, tỷ đang động phòng sao? Trốn trong đó hả? Ánh hiểu hiểu la to. Phong ấn luôn nó cho ta, dù nàng là một tỷ tỷ dịu dàng cũng thể chịu nổi con nhóc chết tiệt này, ra lệnh cho Sở Phong sử dụng trường vực bọc lại nó luôn. Chỉ trong một chốc, ánh hiểu hiểu cũng rơi vào bi kịch, bị nhốt vào không gian tối om của trường vực, nhìn như một căn phòng tối. Tiểu lo ly tóc bạc không phục, không cam lòng gào la thất thanh, trời ơi, ta không lẽ sắp có tỷ phu sao? Các ngươi quẳng ta đi, lén lút ở chung một chỗ, chắc chắn đang làm đại sự. Ánh trích tiên, tỷ mau thả ta ra, ta phải bảo hộ tỷ bằng không tỷ sẽ chết vô cùng thê thảm cho coi sở phong ngay lập tức lại bỏ thêm một tầng trường vực thanh âm của ánh hiểu hiểu cũng bị ngăn cách lại cả thế giới lại trở về thanh tịnh sau đó sở phong lại phủ thêm một tầng trường vực bao lấy hắn cùng ánh trích tiên ẩn trong đó nghiêm túc lĩnh hội xoẹt hai người lại tiếp tục đồng tu theo thời gian dần trôi chuyện lạ đã xảy ra một gốc cây kỳ quái bỗng xuất hiện giữa hồn quang của bọn họ nó có bảy nhánh cây, màu sắc rực rỡ, thần thánh vô cùng. Sau khi bảo thụ xuất hiện, thân thể của hai người cũng theo đó mà run rẩy. Cả hai đều khẽ rên ra tiếng, bởi vì bọn họ lại liên kết thân mật hơn nữa. Toàn bộ hồn quang đều bởi vì sự xuất hiện của cái cây này mà hòa quyện lại, hai người xem như là hòa hợp thành một. Lúc này, đừng nói sở phong, ngay cả ánh trích tiên cũng bùn rùn tâm hồn. Đây quả thực giống y như song tu với người cùng đạo tộc, linh hồn hoàn toàn giao thoa, quá mức thân mật, loại trải nghiệm này vô cùng quái dị, ánh trích tiên thiếu chút đã kêu lên sợ hãi. Sở phong nói, đừng la. Hãy cảm thụ cảm giác này một cách thật cẩn thận, nghiêm túc lĩnh hội vào. Cô không thấy sau khi bảo thụ này xuất hiện thì thất bảo diệu thuật của chúng ta dường như đã bước đầu luyện thành sao. Trên thực tế, chính hắn cũng vô cùng thỏa mãn, cuối cùng cũng được rung động hồn quang, hòa quyện thành một thể với ánh trích tiên. Cây bảo thụ này quả thực rất lộng lẫy, xung quanh lấp lánh quang vũ, càng tôn thêm vẻ đẹp thần thánh của nó đến cuối cùng trong lòng ánh trích tiên có chút luống cuống trong quá trình lĩnh hội khi sở phong lơ đãng quay đầu lại môi hắn vô tình chạm vào đôi môi đỏ mọng tươi đẹp của nàng trong lúc nhất thời cả người nàng cứng lại hồn quang lấp lánh kịch liệt đừng nhúc nhích cố gắng ổn định coi chừng bảo thủ biến mất sở phong kéo nàng lại đây không còn là chạm tay chân nữa mà là ôm nhau luôn rồi nhìn thấy mặt nàng ửng đỏ dung nhan tuyệt thế không hề dính đến nhân gian khói lửa kia lúc này lại mang theo một tia tức giận Sở Phong nghiêm trang nói rõ, lĩnh ngộ diệu thuật quan trọng hơn, cũng kéo nhẹ vành tai của nàng, ý bảo mau tập trung tinh thần. Kết quả, ánh trích tiên xấu hổ tức tối, nhưng cũng không muốn bảo thụ kia biến mất. Nàng không dùng ngũ sắc thần quang đánh hắn, mà trực tiếp cắn hắn một ngụ. À, đau chết ta." "Lĩnh hội diệu thuật, đừng có phân tâm." Sở Phong la làng, sau đó thấy nàng nhất quyết không nhả ra, hắn cũng quyết đoán cắn lại. Ngay sau đó, hai người đều trừng to mắt, bởi vì ánh trích tiên vừa thả miệng ra, Sở Phong đã cắn lại, hai đôi môi lại dính vào nhau. Sở Phong không thả ra, trực tiếp dùng thần hồn truyền âm, vô cùng trịnh trọng nói, đừng kích động, đừng dãy giụa. Cô có cảm giác được không? Cây bảo thụ bảy màu này ngày càng trở nên vững chắc, sống động như thật. Chắc hẳn năng lượng của nó đã đạt đến đỉnh điểm. Mau lĩnh hội mấy cái ký hiệu trên bề mặt của nó đi, ta nghĩ chúng ta đã thành công rồi đó. Ánh trích tiên thật muốn đánh bay hắn đi, nhưng nàng cũng giật mình phát hiện, cây bảo thụ bảy màu kia quả thật đang tỏa sáng lạ thường hơn nữa nó còn cao thêm một đoạn, nhìn giống như một món binh khí cao hơn nửa người. Sau đó, nàng nghiêm túc lại, nhìn chăm chăm vào các ký hiệu, đồng thời cảm thấy đôi môi ngơ ngứa, có cảm giác khác thường mà cổ quái. Trong mắt nàng lóe ra ngũ sắc thần quang, hung dữ nhìn chằm chằm sở phong, cảnh cáo hắn nếu còn dám làm mấy chuyện xấu gì sẽ ngay lập tức đánh bay hắn. Cùng lúc đó, phổ lâm tiểu hầu ra đang cách nơi này mấy trăm dặm. Gã tìm thấy dấu vết bọn họ để lại, nghĩ rằng đã phát hiện ra tung tích của mấy người sở phong đám âm linh đê tiện chỉ là mấy con quỷ nô bị ta thu phục mà cũng dám tranh đoạt với ta kết cục chỉ có chết cuối cùng ta cũng tìm ra các ngươi sở phong và ánh trích tiên đều giữ nguyên tư thế quan sát cái cây nhỏ rực rỡ đủ màu trong hồn quang nó cao hơn nửa người trên bảy nhánh cây khắc bảy ký hiệu vô cùng huyền ảo và phức tạp trong mỗi cái ký hiệu đều có hoa văn diễn dịch trật tự và mở rộng các quy tắc chính vì điều này mà nó mới có sức mạnh khủng khiếp như vậy chỉ cần phát động cái cây này rồi để nó lia nhẹ một cái, thì dù đối thủ có thiên tư thần võ như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ bị hút vào quầng sáng bảy màu này, hoặc trực tiếp bị đánh thành cho bụi. Cái gọi là thất bảo diệu thuật có hai loại diệu dụng, trong đó một loại gần giống với ngũ sắc thần quang, có thể quét bay vạn vật, nhưng đương nhiên là lợi hại hơn hẳn. Ngũ sắc thần quang có đôi khi cũng bất lực trong việc đối phó với một số vật chất kỳ dị ngoài ngũ hành, còn thất bảo diệu thuật thì không thế. Đối với nó thì vạn vật trong thiên hạ đều chỉ là hạt bụi, tất cả đều có thể quét gọn. Loại tác dụng còn lại của thất bảo diệu thuật chính là lực công kích. Lực công kích của nó vô cùng đáng sợ, nếu đối thủ là người cùng cảnh giới, khi ta bất chấp tất cả mà sử dụng, nó sẽ lập tức đánh đối thủ thành bột mịn. Lúc này, sở phong và ánh trích tiên đều như si như say, đắm mình trong nghiên cứu và lĩnh hội các nhánh cây và ký hiệu sáng rực kia, cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu sắc. Trong mơ hồ, thấp thoáng có tiếng tụng kinh vang vọng, phát ra từ bảo thụ cao hơn nửa người kia rất nhiều ký hiệu kinh văn nhảy ra, rơi xuống trên người bọn họ. Đây nghĩa là bọn họ đã ngộ đạo thêm một tầng, lĩnh ngộ càng sâu sắc hơn thất bảo diệu thuật. Tuy vậy, tư thế của bọn họ lại quá mờ ám, đang ôm nhau thật chặt, mà khiến người ta còn mặt đỏ tim đập hơn chính là môi của họ đang dính vào nhau, mãi vẫn chưa tách ra nữa. Nguyên nhân chủ yếu là, bởi bọn họ sợ thay đổi tư thế thì quái thụ kia sẽ biến mất, bỏ lỡ một đại cơ duyên. Hai người lúc này đều không dám phân tâm, cái gì mà kiều diễm, tâm loạn, đối với bọn họ đều không tồn tại, đã bị ý chí mạnh mẽ đè xuống, giữ vững đạo tâm kiên định. Loại thời điểm mấu chốt này, bọn họ sẽ không dám sơ sẩy hay khinh suất, phải tập trung tinh thần để lĩnh hội diệu thuật. Cuối cùng, hai người cũng hồi phục lại, sau khi thức tỉnh từ cảnh tượng ngộ đạo thì chố mắt nhìn nhau. Tư thế này quả thực rất xấu hổ, đương nhiên người thấy xấu hổ chỉ có ánh trích tiên, da mặt của sở phong dày thế nào chứ? Hắn vẫn còn khá bình thản. Sau đó, ánh trích tiên cảm thấy không thích hợp, linh hồn cũng có nức miếng sao. Loại cảm giác này thật đúng là hỏng bét. Cô cắn ta. Sở phong dùng hồn quang truyền âm. Ngươi thả miệng ta ra. Ánh trích tiên nói mấy chữ này với giọng vô cùng xấu hổ cùng tức giận. Tình cảnh cùng người trước mặt dây dừa không rõ thế này, lần đầu tiên trong đời nàng trải qua. Chúng ta đây là song tu trong truyền thuyết đạo giáo phải không? Không chừng chỉ có đạo lữ mới có thể dung hợp hồn quang. Sở phong cố gắng tự chấn định, còn cọ qua cọ lại chỗ nào đó nữa nhất là hắn còn không biết sống chết mà nói cô có chịu trách nhiệm với ta không nghe thấy lời này dù cho ánh trích tiên tính tình có tốt bao nhiêu đi chăng nữa cũng muốn băm vằm hắn tia ác độc hiện lên trong nháy mắt bình tĩnh cắn một cái thật mạnh sau đó sở phong liền rơi vào đau khổ đôi môi đau nhức hồn huyết cũng chảy ra hắn liền kêu la thảm thiết hai người đồng thời vận dụng diệu thuật trong nháy mắt đã tổng hợp lại thất bảo diệu thuật chân chính xoẹt một tiếng bắn ra một chùm sáng màu sắc rực rỡ trong nháy mắt không gian đã bị cắt rời một lỗ hổng tối đen xuất hiện hai lớp trường vực trên mặt đất cũng trực tiếp bị đánh trúng ẩm ẩm vỡ vụn đồng thời chùm sáng rực rỡ đó cũng đem làm hồ nước phía trước cạn khô nước đều đã bị bốc hơi đó là một hồ nước có sóng lớn diện tích đến vạn khoảnh đấy ngoài ra một hòn đảo nhỏ cũng biến thành bột mị không thấy bóng dáng ta nói sai rồi là ta chịu trách nhiệm với ngươi sở phong còn đang kêu la bởi vì cằm của hắn vẫn đang bị cắn đối phương còn không chịu thả ra đâu gần đó năng lượng xáo động kịch liệt dư âm của thất bảo diệu thuật trực tiếp đánh tan tành tất cả trường vực mà sở phong bố trí ban nãy đây là chỗ đáng sợ của diệu thuật tối cao đối mặt với vật cản cũng có thể nhẹ nhàng quét tan mạnh mẽ phá bỏ cái gì gọi là tư thái vô địch người xưa từng luyện thành thất bảo diệu thuật khẳng định cảm nhận được một cách triệt đề không quan tâm người đánh ra loại phép thuật gì hay bao vây bằng đại quân chỉ cần ta bắn ra một chùm sáng là có thể xuyên phá mọi ngăn trở Nói cách khác, đây chính là vô địch thiên hạ. Lúc này, Âu Dương Phong cũng thoát ra từ phòng tối, bắt tại trận tư thế của hai người, liền kêu to, mới nãy ta nói sở phong hai mắt phát ra tia sáng xanh lè, thật không ngờ lại là người tình ta nguyện, ôm nhau chặt cứng thế này. Các người thật quá, lớn mật, dám làm trò trước mặt ta, đây là muốn làm bẩn mắt ta, phải không? Còn ra thể thống gì nữa, đây là đang khinh thường bản thần vương độc thân sao? Khinh người quá đáng. Trong phút chốc, ánh hiểu hiểu cũng thoát sự bao vây. Ánh sáng bảy màu rực rỡ cũng đã đánh tan trường vực phong ấn cô nhóc. Ai nha, ánh trích tiên, tỷ quả nhiên là bị ăn luôn rồi. Trời ạ, à, chị ruột của ta ơi, tỷ xong rồi, chết chắc rồi. Ta mà về sẽ ngay lập tức nói cho mẹ, nói tỷ to gan lớn mật cắn miệng với người ta, muốn dạy hư ta. Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu lo ly tóc bạc giống như đang giang đậu phụ, bùm bùm nói lung tung không dứt. Tất cả chuyện này đều xảy ra ở gian phòng điện quang thạch hỏa cho nên hai người sở phong sau khi đánh ra thất bảo diệu thuật liền phá vỡ trường vực làm cho âu dương phong cùng ánh hiểu hiểu vừa thoát ra liền ngay lập tức nhìn thấy bọn họ mà sở phong và ánh trích tiên còn chưa kịp tách ra vừa vặn bị chộp soát một tiếng ánh trích tiên phiêu nhiên bay ra trực tiếp dùng ngũ sắc thần quang đem mụi mụi quét lại đây sau đó chỉnh đốn một phen giết người diệt khẩu tỷ phu mau cứu mạng mau tới cứu giá nha huynh mà không cứu ta ta sẽ nói cho mẹ ta để bà phản đối các ngươi trở thành đạo lữ sau đó cô nhóc càng thảm hại hơn bị ánh trích tiên chỉnh đốn đến quỷ khóc thần sầu một lúc lâu sau rốt cục cũng an tĩnh lại quay hàm và khóe miệng của ánh hiểu hiểu đều có thể xuyên một con lừa sau khi khôi phục sự yên tĩnh sở phong mang theo ý cười bắt đầu tiến lên phía trước suy nghĩ muốn cùng ánh trích tiên lôi kéo làm quen hóa giải sự xấu hổ trước đây ta cảnh cáo ngươi cái gì cũng không được nói ánh trích tiên lại khôi phục trạng thái mờ ảo như thần tiên không dính vào nhân gian khói lửa chủ yếu là nàng không quen loại mập mờ thế này, trực tiếp lảng tránh. Chuyện gì vậy? Tiểu lo ly tóc bạc không nhớ rõ giáo huấn, mắt to nhanh như chớp đảo tròn, nhỏ giọng hỏi sở phong. Sở phong tức giận đáp lại, tỷ của nhóc nói không chịu trách nhiệm với ta. Mỏ chim của Âu Dương Phong há to, đôi mắt đang liếc ngang liếc dọc cũng đờ lại. Ánh hiểu hiểu cũng hóa đá, cảm giác giấm sét đang rầm rầm bổ xuống. Đây là tình huống gì vậy? Tỷ tỷ của nó là người chủ động, bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ sở phong. Tỷ, tỷ thật phóng khoáng, ta rất bội phục. Về sau ta cũng muốn học tỷ. Sau đó, lại bùm bùm thêm mấy tiếng, tiểu lo ly tóc bạc lại bị tỷ tỷ đánh một trận, mặt mũi bầm dập, bị thu thập vô cùng thảm. Tiếp theo, ánh trích tiên liền bắt đầu đuổi giết sở phong. Lúc này, phổ lâm đang cách nơi này chưa đến 300 lý. Gã mang theo mười mấy người, trong đó có năm tên thần xạ thủ đang cười gần, chờ đợi được săn bắn. Ba mươi mấy người còn lại đều phân tán đi ra ngoài, tìm kiếm ở các phương hướng khác, Phổ Lâm có thể cảm giác được, mục tiêu bọn họ muốn tiếp cận không còn xa nữa. Lát nữa đụng độ cứ thẳng tay dùng linh tiễn có dương khí bắn tan xác bọn họ, đừng nương tay. Phổ Lâm hung tợn hạ mệnh lệnh. Ngay khi tia nắng bình minh đầu tiên lóe ra, mặt trời bắt đầu ló dạng, từ sâu trong núi rừng bỗng chuyển đến tiếng gầm lớn của dã thú, lập tức làm cho bọn Sở Phong yên tĩnh lại. Đó là con mãnh thú có cấp bậc cao không tưởng được, cẩn thận đánh giá hẳn là trên cấp á thánh, may mà vẫn cách đây khá xa. Bọn họ quan sát xung quanh vùng núi này, thấy ngọn núi phía xa quả nhiên có khí tức hỗn loạn dị thú ở vùng phụ cận đều rất mạnh phát ra huyết khí nồng đậm nếu là mấy ngày trước bọn họ khẳng định đã lập tức chạy trốn chết loại huyết khí này một khi bộc phát ra bọn họ căn bản không thể chống đỡ được được âm linh sẽ nổ tung âu dương phong nói đi thôi chúng ta dọc theo đường cũ trở về đi giết con dê con phổ lâm chết tiệt kia hắn xoa xoa tay không chờ nổi thêm phút nào nữa thực hận không thể lập tức xử lý cái tên tiểu hầu ra kia Mấy ngày trước bọn họ một đường lẩn trốn vô cùng thê thảm, có mấy lần suýt nữa bị mũi tên bắn tan xác. Linh hồn nhiều lần bị thần xạ thủ cảnh giới Kim Thân uy hiếp một cách nghiêm trọng, hồn thể cũng từng bị đốt cháy. Ánh Hiểu Hiểu cũng làm rộn, đúng, phải ngay lập tức đi báo thù. Bắt nạt ánh Hiểu Hiểu ta, trừ bỏ đại ác nhân như tỷ của ta, những người khác đều đã bị ta phế bỏ. Ánh Trích Tiên liếc muội muội nàng mắt một cái, nói, đi qua lộ liễu như vậy là đang làm bia ngắm cho người ta sao? hiện tại thuộc tính đen tối của nàng đã khôi phục lại một ít ánh trích tiên đề nghị đi săn ở vùng phụ cận để tìm mấy cơ thể thích hợp dù sao hiện tại bọn họ đã trở thành dương hồn hẳn là có thể nhập vào một cơ thể có thể thích ứng đổi một khuôn mặt khác để đi tìm phổ lâm cũng tương đối thích hợp sở phong cảm thấy có đạo lý bọn họ liền nhất trí hành động phiến núi rừng này rất lớn có nhiều loại hung cầm mãnh thú cuối cùng bọn họ ở bên bờ một cái hồ nước đặc biệt nhìn thấy vài con thiên nga đều là dị chủng cường đại Mấy con thiên nga này phần lớn ở cảnh giới tố hình, cũng có vài con mạnh mẽ sắp lên cảnh giới kim thân, cả đám đều vô cùng hung mãnh, xung quanh có không ít xương người, xương cá sấu, đều là thứ còn sót lại sau khi bị bọn chúng gặm sạch thịt. Cuối cùng, nơi này xảy ra chiến đấu kịch liệt, bọn thiên nga gào thét inh ỏi. Một lát sau, ba con thiên nga trắng, một con thiên nga đen vọt lên trời cao, rời đi nơi này. Âu Dương Phong tất nhiên không chút chần chừ chọn thiên nga đen, bởi vì hắn cảm thấy con này giống bản thể của hắn nhìn thân quen sở phong ánh trích tiên ánh hiểu hiểu hóa thành thiên nga trắng lúc đầu quả thật có chút không thích ứng nhưng nghĩ lại đây chẳng qua chỉ là mượn mà thôi cũng không phải dài lâu liền thấy không sao cả xuất phát đi làm thịt phổ lâm nào bọn họ bay dọc theo đường cũ vung cánh một cách nhanh như chớp đi vài trăm dặm chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt dừng lại sở phong truyền âm lại bởi vì sau khi bay ra mảnh rừng này tiến vào cánh đồng hoang vu lúc đang quan sát từ trên cao hắn phát hiện một vài kỵ sĩ. Ha, đúng là oan gia ngõ hẹp. Đó không phải là thằng cháu nội phổ lâm kia sao? Đi thu thập đầu của hắn thôi. Mà không, trước đánh hắn đến cha mẹ cũng nhận không ra rồi nói sau. Bọn họ phát hiện phổ lâm đang dẫn theo hơn 10 kỵ sĩ, từ cánh đồng hoang vu hướng về phía vùng rừng núi. Mấy con quỷ nô, âm linh chết tiệt, ta rốt cục cũng tìm thấy các ngươi, cứ yên tâm chờ chết đi. Lát nữa một mũi tên bắn nổ tung bọn họ cho ta. Phổ lâm đang rủa xả, mấy ngày nay gã màn trời chiếu đất, cả người đều tiểu tụy. Trên người gã tuy mang theo một lọ máu thần thú, nhưng vì mải lo đuổi giết mấy người sở phong nên vẫn không có cơ hội lôi ra uống. Dù đám người đi theo gã đều là thân tín, gã cũng không dám lộ ra bí mật trước mặt nhiều người như vậy. Thằng cháu trai này còn muốn xử lý chúng ta. Đi xuống diệt hắn liền luôn. Âu Dương Phong cào nhào. Xuống phía trước chờ bọn chúng đi. Sở Phong nói. Dù sao cũng là lần đầu tiên bọn họ phải giao chiến ác liệt với thần xạ thủ, hắn không dám lao thẳng xuống sợ trở thành bia sống chẳng qua hắn cũng có dự định trong lòng dù lao thẳng xuống dưới cũng không có vấn đề gì to tát chỉ là nên phòng ngừa ổn thỏa một chút để được chờ một lát rồi chấm dứt trận chiến trong ba hơi thở cũng không muộn âu dương phong gật đầu lúc này phổ lâm ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy bọn họ có chút hung ác nói một con thiên nga đen giết nó cho ta con thiên nga đen này làm ta nhớ tới con quỷ nô lưng đeo mai rùa kia đều làm người ta ghét chịu không nổi. Bắn chết nó. Âu Dương Phong rất muốn ân cần thăm hỏi tám đời tổ tông nhà gã, dám kỳ thị hắn hả? Sau đó, hắn nhìn thấy thần xạ thủ trên mặt đất thật sự muốn dương cung cải tên, hắn liền vô cùng thống khoái khép lại hai cánh, không thèm bay nữa, lập tức rơi xuống như đang nhảy cầu. Con chim ngốc này sao không bay nữa vậy, bị dọa cho choáng vắng rồi sao? Phổ lâm nghi hoặc, Âu Dương Phong khép cánh lại, ngã lộn nhào xuống, còn xoay một vòng giữa không trung rồi mới chúi thẳng xuống đất, nhìn y như đang chơi trò nhảy cầu. Thật là một con chim ngốc. Phổ lâm híp mắt đánh giá. Có điều, gã vẫn rất cảnh giác tháo súng đại cung, chuẩn bị tự mình bắn banh xác con thiên Nga đen này. Giữa không trung, Âu Dương Phong tức nổ phổi, thật muốn mắng to một câu, thằng cháu kia mày mắng ông nội mày đấy hả? Tiểu hầu ra, đây gọi là chim sợ cành cong đẹp. Bên cạnh, một vị thần xạ thủ mỉm cười, giải thích cho phổ lâm, tiểu hầu ra mời xem, trên người nó có một vết thương, giờ còn đang nhỏ máu rõ ràng là bị một thứ sắc bén như mũi tên bắn xuyên qua. Giờ lại nhìn thấy cung tên đang nhắm vào mình, hiển nhiên là phải hoảng loạn. Âu Dương Phong rất muốn nói, chim sợ cành cong cái đầu ngươi. Đó là vết thương do hồn quang đâm thủng khi ông đây cướp đoạt thân thể này đấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phổ Lâm nghe vậy liền cười ha ha, nói, thì ra trên thế gian này thật sự có chim sợ cành cong, con thiên Nga đen này ngốc nghếch mà lại đáng yêu phết. Thôi quên đi, ta không bắn tan xác nó nữa, chúng ta lại nghỉ ngơi một lát các ngươi rút lông rửa sạch rồi nướng nó cho ta coi như đồ ăn dâng tận miệng vậy âu dương phong tức gần chết hắn phải nỗ lực kiềm chế nhắm chặt mắt lại bởi vì khoảng cách không xa sợ sát khí trong mắt kinh động mấy tên này nhưng hắn vẫn vô cùng tức giận toàn thân run rẩy một tên kỵ sĩ nở nụ cười nói tiểu hầu ra mời xem con chim sợ cành cong này nội tâm chắc là vô cùng sợ hãi đang yếu ớt run lẩy bẩy trên không trung kia kìa à mà cứ như vậy thì chất thịt càng thêm ngon, bởi vì nó đang hết sức run sợ, bắp thịt căng cứng thế này thì thịt nướng lên sẽ càng dai ngon. Âu Dương Phong càng run rẩy kịch liệt hơn, khuôn mặt đã đen như đít nồi, lông chim toàn thân dựng đứng lên, không thể chịu đựng thêm được nữa. Một tên kỵ sĩ khác cười nói, tiểu hầu ra người xem, đây gọi là sởn cả tóc gáy. Con thiên Nga đen này giờ sợ đến mức không còn biết cái gì, lông cánh dựng đứng hết cả lên. Hừm, phòng trừng lúc sau, có khi không khống chế được đại tiểu tiện, lập tức sợ đến chết ngất, chim ngốc rơi xuống rồi. phổ lâm cười nói, âu dương phong rơi lộn nhào xuống gần đó, lửa giận đốt đau gan nãy giờ trong nháy mắt bạo phát, hai cánh bỗng nhiên xòe ra như một đôi bàn tay, thậm chí hắn còn muốn nắm lại thành nắm đấm, có điều sau khi thử qua, hắn chỉ đành dùng như bàn tay thôi. ầm, ừ. hắn xoay tròn đôi cánh thành đại ba trưởng, ngay lập tức quạt qua. nãy giờ nghẹn một bụng tức, nên hắn không thèm nương tay một chút nào, ngay lập tức vận dụng võ công của thần thú đây là đại bằng triển sĩ thuật trong truyền thuyết chim bằng thần thánh đã trưởng thành một khi vỗ cánh có thể quạt thẳng lên chính vạn dặm khiến cho trời long đất lở không gian cũng bị cánh vàng của nó cắt gọn uy lực vô cùng khoảng cách giữa hắn với bọn họ không xa hắn lại đột nhiên tấn công chiêu thức nhanh như một tia chớp đen đánh đến không thể không nói phổ lâm đúng là có thiên phú hơn người gã phản ứng rất mau lập tức vọt nhanh ra chỗ khác chỉ để lại ở đó một đạo tàn ảnh um một tên kỵ sĩ bị cánh của Âu Dương Phong quất trúng, lập tức bị tia sét chói mắt đánh tan tành, đồng thời còn văng lên tiếng xương cốt đứt gãy. Tên kỵ sĩ kia lập tức bay vèo ra xa, ho ra đầy máu, nhìn sắp không xong rồi. Chủ yếu là bởi Âu Dương Phong vận dụng không chỉ là lực của cơ thể, mà còn thúc giục cả hồn quang. Vì vậy, một khi chiêu thức đã đánh vào cơ thể, linh hồn cũng lập tức bị phá nát. Cuối cùng, chỉ trong nháy mắt sau khi người kia rơi xuống đất, cơ thể lập tức tan rã. Ầm ầm. Âu Dương sau khi đắc thủ đòn thứ nhất vẫn chưa dừng lại, tiếp tục xoay tròn giữa không trung, đánh về một tên kỵ sĩ khác lúc nãy cũng chế diễu hắn, hồn quang xuyên qua đôi cánh bay ra ngoài. Đây không chỉ là đánh giết một cách đơn giản, mà là võ công tinh thần cấp thần thú mà ánh hiểu hiểu nói cho hắn. Thêm vào đó, ngay trong máu và linh hồn của hắn cũng đã được truyền thừa. Giết nó cho ta. Phổ lâm quát lên. Biến cố phát sinh, làm cho sắc mặt của gã rất u ám, quát tháo ra lệnh cho mọi người lập tức ra tay, treo cổ con thiên Nga đây này. Xoẹt. Tên kỵ sĩ kia rất lợi hại, nhưng xui thay gã lại gặp phải thần kỹ chân chính, tiếng tăm lừng lẫy hồn quang thảo phạt của tộc kim sĩ đại bằng, căn bản không thể ngăn lại được. Bởi vì quá đột ngột, khoảng cách lại gần như thế nên gã có muốn tránh cũng đã muộn. Đầu gã lập tức bị hồn quang xuyên qua chán, sau đó tiếp tục xuyên thủng cả đầu. Á, à, gã hét thảm một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất, ngửa mặt lên trời, trực tiếp mất mạng. Soạt. Lúc này, bỗng có tiếng dây cung vang lên, một tên thần xạ thủ bên cạnh quyết đoán dương cung, nhắm thẳng vào Âu Dương, bắn ra một mũi tên màu xanh thẳm. Lập tức, một chùm tia sáng màu xanh lóe lên, phóng về phía Âu Dương Phong. Đây không giống như là mũi tên mà giống như một ngọn núi lửa màu xanh đang phun trào hào quang, tiếng ầm ầm vang lên giòn giã. Hừ, còn dám coi ta là quả hồng mềm mà bắt nạt hả? Ông nội ngươi thăng cấp cho ngươi làm tổ tông luôn. Âu Dương Phong kêu gào. Hắn vèo một tiếng trốn qua một bên, không cố gắng đón đỡ, sau đó hắn vô cùng hưng phấn cùng kích động, mới nãy bị một mũi linh tiễn tràn ngập dương khí phóng tới, mà hắn vẫn không có cảm giác linh hồn nứt vỡ, chỉ cần tránh khỏi thì sẽ không bị ảnh hưởng gì. Mấy ngày trước đối mặt với mũi tên này, dù chỉ hơi sượt qua người thôi mà người hắn đã nổi lừa, khá là thê thảm. Soạt, Âu Dương Phong lại vung cánh, hơn nữa hai cánh còn đồng thời xoay tròn. Hai đạo hồn quang sán lạn mà yêu diễm cùng bay chéo ra ngoài, đánh về tên thần xạ thủ kia. Dù sao cũng là thần xạ cấp kim thân, là cao thủ trong vạn tinh binh, thực lực siêu phàm. Chỉ trong chớp mắt gã đã né được hồn quang, sau đó liên tiếp dương cung, bắn liền mấy phát. Vào lúc này, những người khác rốt cục cũng phản ứng lại, đều bắt đầu ra tay. Ở trong mắt bọn họ, con thiên nga đen này đã giết chết hai kỵ sĩ cảnh giới kim thân phe mình, thật khiến người ta nổi giận lôi đình. Trong đám người này không thiếu nhân vật cấp kim thân cực kỳ lợi hại, bọn họ lập tức gào thét, vung quyền khuấy động năng lượng nhằm về phía Âu Dương Phong, khiến cho cánh đồng hoang vu này nổ tung đánh hay lắm ông nội âu dương thần vương của các ngươi rất thích giết đám kim thân luôn tự cho mình là đúng như các ngươi âu dương phong hét lớn trên thực tế chính hắn cũng có chút chột dạ mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía không trung xem bọn sở phong đang ở đâu là ngươi con trai của quân đà lúc này phổ lâm mới cảm ứng được khí tức quen thuộc kết hợp với lời của âu dương phong gã lập tức bạo phát hai mắt gã như phun ra lửa trên mặt đầy vạch đen sát ý lập tức tăng vọt lên bởi vì gã đã nhận ra đây chính là con chim kỳ quái cõng mai rùa kia hiện tại hắn đã có thân thể rồi sao âu dương phong cũng xù lông trong nháy mắt tức đến điên người gào thét thằng tiểu hầu gia khốn nạn cháu trai ngoan ngươi cút lại đây cho ta tên quân đà rác rưởi kia là cái thá gì ngươi mới là cháu trai hắn ta phải đánh chết ngươi ầm ừ. hắn né qua một tu sĩ cấp kim thân lao xuống trước mặt phổ lâm tiểu hầu gia ra. hắn giang rộng hai cánh sử dụng võ công còn chưa đầy đủ của hoàng tộc phun ra ngọn lửa hung tàn hướng về phía trước mấy tên quỷ nô đê tiện ngu xuẩn ta rốt cuộc cũng tìm được các ngươi đứa nào cũng đừng hòng thoát bắn chết hết cho ta phổ lâm gào rít giận dữ gã giờ đã biết mấy tên này chắc chắn đã ăn thánh dược nếu không bọn họ không có cách nào có thể chiếm cứ thân thể còn cuồn cuộn huyết khí như vậy được đây chính là biện pháp rửa sạch rồi dẫn âm khí trái tim của phổ lâm nhỏ máu trước mắt biến thành màu đen truy tìm gấp rút như vậy kết quả vẫn là chậm một bước hiệu suất của mấy tên này sao lại cao như vậy chứ nếu là âm linh bình thường không mất hơn nửa tháng căn bản không thể hoàn thành ta phải chém các ngươi thành trăm mảnh phổ lâm rít gào há mồm phun ra một cây cờ nhỏ màu vàng ngay sau đó nó lập tức tung bay trong gió nhanh chóng phóng to ra bay phần phật che kín bầu trời giết âu dương phong kinh sợ uy thế của cây hoàng kim đại kỳ này quá kinh người đè ép cả cơ thể hắn khiến tất cả lông chim trên người đều không tự chủ được mà dựng đứng lên lưng bốc lên khí lạnh ầm ầm quả nhiên sau khi phổ lâm nắm trong tay cây hoàng kim đại kỳ này nó liền tỏa ra uy thế đáng sợ so với những chiêu thức chết chóc của mấy cao thủ cấp kim thân còn lợi hại hơn đại kỳ vừa vung một cái ngọn núi cao hơn ngàn thước phía trước đã bị một đám sương mù màu vàng quấn chặt trong chớp mắt đã nổ tung biến mất ngay lập tức chỉ một đòn mà đã biến một ngọn núi hóa thành cho tàn nếu âu dương phong tránh né hơi chậm một chút thôi lúc này khẳng định đã chết trên người thằng khốn tiểu hầu ra này có binh khí lợi hại quá mau ra tay đi âu dương phong la to ra hiệu với bọn sở phong và ánh trích tiên uy thế của đại kỳ này chắc cũng không kém so với một người có cấp độ kim thân đại viên mãn tuyệt đối là cao thủ có thể xưng bá một phương là một bí bảo đáng sợ trong tông phái sở phong và ánh trích tiên đều lao xuống có điều vài tên thần xạ thủ đã nhắm ngay vào bọn họ từng mũi tên thi nhau bắn ra làm cho bầu trời rực rỡ sắc màu năng lượng kịch liệt xung kích như là có mấy chục ngọn núi lửa đang phun trào, không trung cũng như đang run rẩy. Đây chính là thần xạ thủ, mỗi mũi tên đều vô cùng đáng sợ. View, view, đỏ, lam, bạc, tím, vàng, năm loại mũi tên đan xen vào nhau, phong tỏa thiên địa. Mũi tên kiểu này thật khiến người ta hoảng sợ, mỗi một loại đều đủ để giết chết cao thủ cấp kim thân. Hiện tại năm tên cao thủ thần xạ thủ thi nhau gây khó dễ. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có ba mươi mấy mũi tên phóng lên bầu trời năng lượng xáo trộn đủ để có thể lật tung mấy chục tòa núi lớn, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Bầu trời cũng đang run rẩy, tiếng sấm ầm nổ vang, năng lượng mà ánh sáng tỏa ra quá mãnh liệt, giống như muốn lật úp mảnh thiên địa này. Đáng sợ nhất chính là, những này mũi tên đều có bám một tia hồn quang của thần xạ thủ, có thể truy địch, không giết được đối thủ thì sẽ không dừng lại. Bởi vậy, đối với người ở cấp kim thân mà nói, bị loại mũi tên này răng đón thì chắc chắn bị tuyệt sát. Sở phong và ánh trích tiên nhìn nhau, không còn do dự gì nữa. Trong lúc lao xuống, hai người liền dính sát vào nhau, kề vai sát cánh cùng bay, khởi động thất bảo diệu thuật. Ẩm. Um, chỉ trong nháy mắt, khắp trời đất đều là ánh sáng đủ màu, nhấn chìm không gian phía trước hai người. Tất cả mũi tên bay đến đều bị bao trùm, không một tiếng động mà bị định trụ, sau đó chúng đứt thành từng khúc. Theo một tiếng ầm vang lên, hơn 30 mũi tên đều hóa thành bột mịn. Tiếp theo, ánh sáng sặc sỡ liền phóng xuống, quét chúng ba tên thần xạ thủ khiến bọn họ lập tức hóa thành mưa máu hình thần đều bị hủy diệt ngay tại chỗ hai gã thần xạ thủ khác nhanh chóng né tránh tuy nhiên bốn người bên cạnh bọn hắn thì không thể tránh khỏi lúc này đã bị ánh sáng rực rỡ sắc màu đó hòa tan biến mất không còn tăm hơi loại uy thế này vừa phóng ra lập tức khiến mấy người còn lại bị dọa sợ bốc lên khí lạnh mà âu dương phong cũng nhân cơ hội này mà tách khỏi phổ lâm tấn công những người khác giết chết hai tên kỵ sĩ còn đang ngơ ngẩn phổ lâm vừa kinh hãi vừa hoảng sợ gã vì truy sát mấy người này mà đến kết quả vừa chạm mặt đã tổn thất nặng nề năm vị thần xạ thủ đã chết ba vị kỵ sĩ lần lượt có tám người chết đi mười mấy người gã mang theo đã bị loại bỏ quá nửa mấy con quỷ nô ta giết các ngươi phổ lâm sắc mặt âm trầm ánh mắt lạnh lẽo giống như phát điên mà thúc giục hoàng kim đại kỳ trong tay truy sát âu dương phong cũng đề phòng hai người sở phong sẽ lao xuống từ không trung rầm rầm đại kỳ mấy lần lay động âu dương phong kêu lên mấy tiếng quái dị gã đúng là bị kinh động rồi lúc mặt cờ dưng ra che phủ cả bầu trời thì rất khó có thể tránh né nó lập tức bao trọn ngọn núi phía trước chỉ để lại một đống cho tàn phụt cuối cùng âu dương phong nổ tung máu thịt văng tung tóe nói chính xác là cơ thể bị phá nát quá trình chiến đấu quá kịch liệt thân thể này không còn thích hợp với linh hồn của hắn hắn rút hồn thể chạy ra ngoài dùng thân thể ngăn cản công kích sau đó Phổ Lâm Lạnh giọng nói: "Âm linh, đám quỷ nô các ngươi mau chết hết cho ta." Đại kỳ này do phụ thân gã luyện chế, uy năng có thể so với tiến hóa giả kim thân hậu kỳ toàn lực xuất kích, chỉ thêm một bước nữa đã có thể chạm đến cảnh giới Á Thánh. Gã hung ác nhìn chằm chằm Âu Dương Phong, truy sát hắn một cách giáo giết, đồng thời cũng liếc về phía Sở Phong cùng ánh Trích Tiên đang ở giữa không trung. "Giết!" Sở Phong cùng ánh Trích Tiên trong nháy mắt đã phóng tới. Hai người nhìn thấy thân thể của Âu Dương Phong trong nháy mắt đã nổ tung liền kinh hãi đến mức mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không nghĩ tới tên phổ lâm tiểu hầu ra này, trên người lại có binh khí khủng bố như thế. Bọn họ ý thức được, không thể xem thường bất luận người nào. Quỷ nô, các ngươi đều chết ở đây cho ta. Phổ lâm quát lớn, gã bỏ qua Âu Dương Phong, trực tiếp bay lên không trung đánh sở phong và ánh trích tiên. Có hoàng kim đại kỳ này trong tay, hơn nữa còn có một ít thủ đoạn bỏ mệnh, gã có lòng tin đối mặt với tất cả nhân vật cấp kim thân chỉ cần không phải là tên quái vật đặc biệt nào, gã liền có thể chém giết đối thủ. Vù vù, Hoàng Kim Đại Kỳ bay phấp phới trong gió, trong chớp mắt đã khuấy động ra phong vân, mây mù che kín cả bầu trời, tạo ra năng lượng có tính ăn mòn, có thể làm tan chảy Sở Phong và ánh Trích Tiên. Cô thả tay ra đi. Sở Phong quát lên, cánh của hắn và ánh Trích Tiên kề sát nhau, cùng nhau bay ngang qua bầu trời, lại một lần nữa thôi thúc diệu thuật. Lần này Sở Phong đã có ý đồ với cây Hoàng Kim Đại Kỳ đó, chuẩn bị lấy đi. Đáng tiếc, lần phối hợp này lại không ăn ý cho lắm, hắn thì triển pháp thuật quét sạch vạn vật hòng đoạt đại kỳ, mà ánh trích tiên lại vận dụng thuật công sát, muốn đánh đối phương tan thành cho bụi. Điều này dẫn đến việc diệu thuật thất bại, khiến cho khi đại kỳ quét qua, sấm sét rầm rầm, sương mù màu vàng bốc lên, lực ăn mòn kinh người, suýt chút nữa đã cắn nuốt hai người. Ầm. Ừ. Ngay lúc bọn họ rút lui cực mau, từng người đánh ra âm dương chi quang và ngũ sắc thần quang, đại kỳ kia lại quấn tới, bọn họ gian nan tách ra, còn bị ảnh hưởng đến, hộc ra một ngụm máu lớn, bị đánh bay ra xa. Hai con thiên nga trắng nhuốm máu, suýt chút nữa biến thành thiên nga đỏ. Mấy cọng lông chim nhuốm máu tàn rụi, ngay cả linh hồn cũng bị chấn động. Cũng may là tại thời điểm mấu chốt, mỗi người bọn họ đều tự mình thúc đẩy âm dương nhị khí và ngũ sắc hồn quang, để tự bảo vệ mình, nếu không có lẽ đã bị nổ tung. Dưới chân bọn họ, một ngọn núi vô cùng to lớn đã bị hoàng kim đại kỳ đánh đổ, đất đá đổ sụp xuống, tình cảnh khá là dọa người thời điểm mấu chốt lúc đó ngươi đã nghĩ gì thế ánh trích tiên nhìn về phía sở phong không phải là ta coi trọng binh khí của hắn sao trước đoạt bảo bối rồi giết hắn sau sở phong nói vèo hai người lần thứ hai liên thủ hai đôi cánh thiên nga nhuốm máu lại kể nhau hồn quang cộng hưởng hòa quyện với nhau sau đó bọn họ liền thi triển diệu thuật kinh thế một cái cây nhỏ rực rỡ ngay lập tức xuất hiện bên trong hồn quang của bọn họ sau đó chỉ nghe một tiếng xoẹt thần quang bảy màu bắn ra, lập tức bao trùm kim sắc đại kỳ. Gì thế này? Trả lại nó cho ta. Phổ lâm hét lớn. Gã thật sự bị chấn kinh rồi, bởi vì đại kỳ trong tay không còn nghe gã sai khiến, trực tiếp bị dẫn dắt bay thẳng ra ngoài. Ha ha! Sở phong cười to, thu nó lại. Âm linh dị vực đê tiện cũng dám đoạt bí bảo của ta sao? Nổ tung cho ta. Phổ lâm gầm nhẹ, sắc mặt cực kỳ âm lãnh. Một tia ấn ký trên đại kỳ trong tay sở phong bỗng thức tỉnh, Tỏa ra một tia khí tức vô cùng kinh khủng, rõ ràng là khí tức của một vị cao thủ vô cùng đáng sợ lưu lại. Duệt! Trong nháy mắt, Sở Phong cùng ánh Trích Tiên đều dựng đứng hết lông tóc. Đây tuyệt đối là ấn ký của một cao thủ mà bọn họ không trêu chọc nổi lưu lại, vẫn còn may không phải là chân thân, cũng không phải là tàn hồn, chỉ mới là ấn ký. Ầm. Um. Bọn họ vô cùng quyết đoán, lập tức cùng nhau xuất kích, lại thôi thúc thất bảo diệu thuật. Sau khi bị ánh sáng rực rỡ chiếu qua, tia ấn ký đó nhanh chóng bị bóc ra ném về phía xa ngay lập tức bọn họ nhìn thấy hư không nơi ấn ký bay qua bỗng nổ tung xuất hiện một vết nứt màu đen vô cùng đáng sợ khiến toàn bộ cánh đồng hoang vu đều bị đánh sập trong phạm vi mấy chục dặm đều bụi mù ngập trời bọn họ hít vào hơi lạnh nếu như phản ứng chậm một xíu thôi là nguy rồi phổ lâm và kỵ sĩ đứng phía sau gã đều chấn động đó là ấn ký của linh uy hầu phụ thân của phổ lâm thế mà lại bị bóc ra dễ dàng như thế Diệu thuật của hai người kia còn có thể chấn động đến mức nào? Đám người phổ lâm mãi vẫn không thể tin được chuyện có thể bóc tách ấn ký ra khỏi bí bảo. Phổ lâm, ngươi nói ai là quỷ nô? Hôm nay ta sẽ để ngươi làm quỷ nô. Sở Phong quát lên. Sau đó, hắn cùng Ánh Trích Tiên lại xuất kích, một chùm ánh sáng bảy màu nhanh chóng bắn xuống. Phổ lâm căn bản không thể tránh né, ầm một tiếng, cả người gã nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Á, à, gã kêu gào thảm thiết quang vũ linh hồn lại bắt đầu thu gom lại gã có một cái thần phù cũng là của phụ thân gã ban thưởng dùng để bảo trụ tính mạng tốt lắm vừa lúc bọn ta cũng muốn thông qua ngươi để lý giải một ít chuyện quỷ nô phổ lâm ngươi còn không mau quỷ xuống sở phong quát lớn tiểu hầu gia hai tên thần xạ thủ và kỵ sĩ đứng gần đó đồng thanh hét lớn phổ lâm bị giết ngay trước mắt bọn họ nếu là không có thế tử thần phù thì chắc chắn đã chết rồi bọn họ cùng xông về phía trước định cứu phổ lâm đòn vừa nãy quá kinh người đánh cho phổ lâm nát thành một đống máu thịt bầy nhầy đến cả giáp trụ cũng nổ tung tương đương với bị chém giết một lần máu thịt tản ra ngay chính giữa có một tấm thần phù lóng lánh tràn đầy vết rách lấy nó làm trung tâm hồn quang của phổ lâm đang được thu gom lại đem vòng tay không gian lại đây cho ta phổ lâm gầm nhẹ vừa nãy gã bị đánh nổ tung nhưng tay phải vẫn còn nguyên vẹn đó là do sở phong cố tình khống chế ánh sáng rực rỡ để lưu lại cho gã một cánh tay giữ lại một cái vòng tay óng ánh vàng rực, bởi vì hắn từng tận mắt nhìn thấy bên trong túi của Phổ Lâm có thần thú huyết, không biết gã đã dùng hay chưa. Ngoài ra, thân là một tên tiểu hầu gia, trên người gã chắc hẳn có một vài thứ tốt, đáng giá lưu lại trong bí bảo không gian. Soạt, mấy tên kia còn chưa kịp xông đến, vòng tay không gian rơi trên cỏ đã bị ánh Trích Tiên dùng ngũ sắc thần quang lia qua, trong nháy mắt đã bị lấy mất. Ồ, một bình thần thú huyết. Ánh Trích Tiên ngay lập tức mở ra, lộ ra sắc mặt khác thường. À, phổ lâm gào rú gã không thể nào chấp nhận được kết quả này gã là vì truy sát mấy tên quỷ nô mà tới ở trong mắt gã vài tên âm linh này là cái thá gì chỉ cần đám kỵ binh mà gã mang theo đánh một cái thì hồn quang của bọn họ chỉ còn nước vỡ nát nhưng tại sao kết quả lại thành ra thế này gã không chỉ có không có được thánh dược hằng mong ước cứ nghĩ vẫn may đã nắm trong tay cơ duyên lớn là thần thú huyết không nghĩ đến thần thú huyết mang theo bên người cũng bị đoạt mất chuyện này đúng là làm cho hắn phát rồ giết hết bọn chúng cho ta hồn quang của phổ lâm đang hội tụ quay xung quanh thần phủ óng ánh thân hình của gã đang dần khôi phục lại lúc này hắn đang vô cùng cuồng loạn giống như đã phát điên rồi luôn miệng kêu gào giết bọn họ cho ta giết hết toàn bộ giết hết mấy tên âm linh bị gã truy sát mấy ngày trước lại có thể xoay chuyển tình thế mà nổ nát cơ thể gã áp chế ngược lại tiểu hầu ra một phương như gã điều này làm sao gã chịu đựng nổi lúc này tâm lý của phổ lâm đã mất cân bằng đối phương đã đánh tan xác cơ thể gã, từ đáy lòng gã tất nhiên biết rõ không thể cứu vãn gì nữa, hết thảy đã chấm dứt tại đây. Nếu như gã đang chỉ huy 10.000 kỵ binh ở đây thì còn nói được, hiện tại gã còn lại gì? Chỉ có hai tên thần xạ thủ và bốn tên kỵ sĩ, làm sao có thể chống đỡ được sở phong và ánh trích tiên? Giết, giết bọn chúng cho ta. Gã đỏ hết cả mắt, giống như dân cờ bạc đang đánh cược, gào thét điên cuồng. Bảo vệ tiểu hầu ra, rút lui. Một tên kỵ sĩ nói nhỏ trên người bọn họ còn có thần hành phù, hơn nữa còn quen thuộc mấy trăm dặm xung quanh đây. Ẩm! đáng tiếc, sở phong không cho bọn họ cơ hội, lại liên thủ với ánh trích tiên trên không trung, quét ra một chùm sáng bảy màu, bao trùm cả thảy hai tên thần xạ thủ đang dương cung cài tên và bốn tên kỵ sĩ. Phọt! Bọn họ hóa thành một chùm tia máu, cơ thể còn chưa kịp vỡ nát, hình thần đã diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé sao hung bạo vậy cả đám này đều là con mồi hết cả đấy có thể dùng dị thuật hấp thụ hạt thần tính của bọn họ rồi thông qua đó để tiến hóa mà âu dương phong kêu lên xin lỗi ta sai rồi nhưng mà không phải bọn họ còn rất nhiều kỵ binh sao lần sau lại đi tìm sở phong mở miệng lúc này hồn quang của phổ lâm đã ngưng tụ gần xong gã trừng mắt đầy oán độc đây là lần thiệt thòi lớn nhất trong đời gã nếu như bị bên nữ thần nguyệt lượng luôn đối đầu với mình giết chết gã còn có thể tiếp thu nhưng gã lại bị mấy tên âm linh mà gã khinh thường, chưa từng đặt trong mắt giết ngược lại, thật sự không thể tiếp thu nổi. Gã đã từng cao cao tại thượng, xuất lĩnh 10.000 kỵ binh đuổi giết đám âm linh dị vực này chạy tán loạn, không người nào dám chống lại gã, thế mà hiện tại lại rơi vào bước đường này, tâm tình của gã không thể cân bằng nổi. Ô ô, đây là thần thú huyết thuần chủng chân chính đấy, đa tạ phổ lâm tiểu hầu ra. Giữa không trung, sau khi xem qua bình ngọc kia, sở phong mỉm cười nhìn xuống phổ lâm dưới mặt đất. Phổ lâm hai mắt phun lửa, lập tức phun ra một ngụm hồn huyết gã thật sự bị chọc tức chuyện như vậy đủ để gã nhục nhã cả đời tiền đề là gã có thể sống sót âu dương phong cõng mai rùa màu đen thong thả đi qua đi lại nói nhiệt tình vì lợi ích trung tiểu hầu gia rộng rãi kết thiện duyên phổ lâm huynh cảm ơn nha không quản xa xôi vạn dặm đến đưa thần thú huyết cho chúng ta đồng thời còn chủ động đến tận cửa để chúng ta hành hung ơn này không biết để đâu cho hết nghe thấy câu này lại nhìn đến âu dương phong tao nhã đi từng bước Phổ Lâm lần thứ hai phụt một tiếng ho ra một ngụm lớn hồn huyết, thật sự phát điên luôn rồi. Lời nói kiểu đó quả thực quá trói tai, đâm trúng tâm phế của gã, khó chịu muốn chết. Cẩn thận ngẫm lại mấy ngày trước gã cỡ nào ngạo nghễ, con lười mở mắt nhìn đến con trai quân đà, kết quả giờ lại trở thành tù nhân của hắn. Âm linh, chớ có vội đắc ý. Võ thần đã nghiên cứu rất nhiều năm để phá vỡ bức tường chắn giữa, đánh chiếm dị vực của các ngươi chỉ là chuyện sớm muộn. Đợi chúng ta xuất chiến, dù phụ thân của ngươi có thật sự là đại nhân vật tài giỏi quân đà, so với mãnh tướng dưới trướng Võ Thần cũng chỉ là một tên không đáng chú ý, chỉ có thể bị đánh thành mấy mảnh vụn mà thôi." Phổ Lâm âm trầm nói. "Hừ, ra không đánh chết ngươi, trước đánh ngươi thành mấy mảnh vụn đã." Âu Dương Phong nổi khùng, tức không tả nổi. Hắn điên cuồng đánh loạn xạ, sử dụng đến cả võ công thần thú, hồn quang sáng rực cả lên. Ầm ầm. Phổ Lâm liên tiếp bay ra ngoài, gã không còn đánh trả, bởi vì không có ý nghĩa gì phía trên có sở phong và ánh trích tiên nhìn xuống, hào quang bảy màu kia một khi chiếu đến, thế tử phù của gã lại bị hủy đi một lần, uổng phí vô ích. Tiểu hầu ra, nếu ngươi phối hợp một chút, chúng ta có thể cho ngươi chết có thể diện. Sở phong lên tiếng. Ngươi muốn giết ta. Phổ lâm biến sắc, cơ thể nhịn không được mà run rẩy. Sau đó cao giọng nói, phụ thân ta là Linh Uy Hầu, có lẽ ngươi không biết địa vị và quyền thế của người. Ông là một trong những chiến tướng dưới trướng võ thần, Người giết ta, toàn bộ hoang vực đều không có chỗ cho các ngươi dung thân, chạy trốn tới nơi nào cũng vô dụng. Không phải còn có nữ thần nguyệt lượng sao, chúng ta đi địa bàn của nàng. Ánh trích tiên bình thản lên tiếng. Chỉ một câu mà thôi đã trực tiếp khiến khiến phổ lâm nghẹn họng, há miệng nói không ra lời. Lúc này, ánh hiểu hiểu cũng từ chân trời bay đến, hưng phấn cực kỳ, hô lớn, rốt cuộc cũng bắt được tên đầu heo tiểu hầu ra này rồi. Trước đây hắn truy sát chúng ta thật thê thảm, giờ cứ đánh hắn thành đầu heo đã rồi tính sau, Phổ Lâm trừng mắt, hiện tại ngay cả một tiểu lo ly cũng dám nói với hắn kiểu này, dù con nhóc này đẹp kinh khủng cũng không thể chịu đựng được. Anh rể, hắn uy hiếp ta, trong mắt hắn có sát khí. Anh hiểu hiểu cáo trạng. Được rồi, anh rể giúp ngươi hả giận. Sở Phong cười gật đầu. ầm một tiếng, một cái tát giáng xuống, đánh Phổ Lâm tức không chịu nổi, muốn lao lên đánh trả ngay tức thì. Thành thật một chút. Âu Dương Phong lại tao nhã cất bước lại gần, chuẩn bị động thủ đánh đập Phổ Lâm, trên bầu trời, ánh trích tiên trừng sở phong, gương mặt tuyệt đại vô song hiện lên ý bất mãn, có xấu hổ, cũng có cảnh cáo. Đồng thời, nàng cũng âm thầm cảnh cáo anh hiểu hiểu, nếu không tiểu nha đầu này cứ một câu anh rể hai câu anh rể liên tục thế kia, lời cứ tuôn ra liên miên không dứt. Có cái gì mà phải ngượng, hai người không phải đã xong tu rồi sao? Tiểu lo ly tóc bạc lầm bẩm sau đó lại bày ra dáng vẻ bà cụ non nói, người trẻ tuổi bây giờ đều cởi mở như thế sao, chỉ thích phóng túng, không muốn thiên trường địa cửu thật không hiểu nổi mấy người trẻ tuổi các người. Nghe lời con nhóc này thốt ra, ánh trích tiên không muốn đi đánh phổ lâm nữa, muốn đổi hướng đập muội muội nàng một trận. Tiểu hầu ra, vừa nãy đã có chút đắc tội. Nào, chúng ta đàm đạo một chút, kỳ thật cũng không phải không thể để ngươi sống tiếp. Sở phong cất lời, khiến phổ lâm cảm thấy còn chút hy vọng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Phổ lâm ngược lại vô cùng thống khoái. Ta muốn học dị thuật cao cấp từ ngươi, kính xin chỉ giáo. Sở phong mỉm cười, muốn cướp dị thuật còn nói một cách văn nhã như thế phổ lâm thật muốn một quyền đấm vào khuôn mặt của hắn đúng là một tên quỷ nô đáng hận không có đừng nói là ta ngay cả phụ thân ta linh uy hầu cũng không biết được dị thuật cao cấp một cách hoàn chỉnh phổ lâm lắc đầu phổ lâm chỉ nắm giữ dị thuật trung cấp một ít thần xạ thủ và kỵ sĩ thực lực khá mạnh trong quân đội cũng nắm giữ nó không tính là tuyệt mật trước kia sở phong đã học được từ gã vậy thì thật đáng tiếc ngươi không gì đáng giá để trao đổi sở phong thở dài được rồi vậy đem thằng cháu này giao cho ta đi trước kia bản thần vương bị hắn truy sát phải chạy chối chết mấy ngàn dặm thân thể cũng bị mũi tên thiêu đốt nhiều nơi thế mà thằng cháu trai này còn ở phía sau cười cợt luôn miệng kêu quỷ nô no, quả thực tức chết âu dương thần vương đại gia giờ đến lượt ta ra tay trong lúc nói chuyện âu dương phong lập tức hú lên một tiếng kêu thiên nga một móng vuốt đã đặt trên mặt gã hai người hiện tại đều ở trạng thái hồn thể sát thương rất hữu hiệu ầm um, Phổ Lâm bay ra ngoài, giận tím mặt. Gã không thể nhẫn nhịn thêm được, cảm thấy dù phối hợp đi chăng nữa, đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho gã. Nếu đã như vậy thì cứ liều mạng, không cần thiết phải ăn nói khép nép. Ầm. Um, Phổ Lâm thôi thúc hồn quang đánh về phía Âu Dương Phong. Soạt. Kết quả, gã lại bị Âu Dương Phong đánh cho một chiêu đại bằng triển sĩ thuật, thần tử nổ tan xác, bay tứ tung khắp nơi. Bây giờ Âu Dương Phong đã là thần thú có dương hồn, so với trước đây đã mạnh lên rất nhiều, Vô luận ở thế giới nào, thần thú đều rất đáng sợ. Ở cùng một cảnh giới, rất hiếm người có thể địch nổi. Sư hồn của hắn, tìm hiểu một chút nguồn gốc và mấy điều cơ mật của dị thuật, xem thử có điều gì cần chú ý không. Sở phong ra hiệu cho anh trích tiên liên thủ với hắn, áp chế tuyệt đối phổ lâm, không cho gã tự bạo, cũng không để gã phản kháng, phải phối hợp sư hồn. Soạt, hai người sát cánh cùng bay, hồn quang giao hòa, một lần nữa thi triển thất bảo diệu thuật bao phủ phổ lâm. Đem gã áp chế đến không thể động đậy một chút nào nữa. Cháu trai, ta xem ngươi lại hung hăng thế nào? Âu Dương Phong xông tới, trước đạp một phát, sau đó trực tiếp sưu hồn. Một lát sau, sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi. Cuối cùng, tấm thần phù trong hồn quang của phổ lâm lấp lóe, nhìn như sắp nổ tung. Tiếp đó, một thanh âm uy nghiêm vang lên, nói, kẻ nào dám sưu thần hồn của ta? Ấn ký của Linh Uy hầu trên thần phù thức tỉnh, truyền ra sóng âm vô cùng khủng bố. Xoẹt một tiếng, một đạo hư ảnh trồi ra, lơ lửng giữa trời, tuy năng lượng ít ỏi nhưng lại có được tia dao động vô cùng khác thường. Phụ thân, mau, mau giết chết bọn họ. Phổ lâm giật mình, sau đó vô cùng kích động và vui sướng. Phụ thân gã có lưu lại một tia hồn quang trong cơ thể gã sao? Lùi lại, sở phong quát lớn. Trên thực tế, Âu Dương Phong đã sớm chạy. Vừa thấy tình huống không đúng, chân hắn đã như bôi dầu lùi mất, tiểu lo ly tóc bạc cũng vô cùng cơ linh, veo một tiếng chạy mất tâm. Đạo hư ảnh này nhìn chằm chằm sở phong cùng ánh trích tiên, cảm thấy hai người này mới là mối uy hiếp. Con, một tiếng chuông vang lên, sở phong lấy ra hồn chuông, treo trên hồn quang của hắn và ánh trích tiên. Sau đó bọn họ lại hợp lực, ầm một tiếng xuất ra thất bảo diệu thuật. Có điều lần này thất thải quang hoa xuất ra từ linh hồn còn được hồn chuông hỗ trợ, năng lượng bạo phát càng thêm kinh người. Đoàn, cái gì? Đạo hư ảnh kia cả kinh dù sao nó cũng chỉ là một tia hồn quang không phải linh hồn chân chính ứng biến và phản ứng không thể so được với bản thể ầm um, tia hồn quang này cố gắng chống đỡ bùng nổ uy năng kinh thiên đánh trúng hai người sở phong và ánh trích tiên bị đánh bay ra ngoài ho ra đầy máu hồn chuông cũng bay ra theo kêu vang không dứt có điều tia hư ảnh kia cũng bùng một tiếng nổ tung phụ thân phổ lâm khiếp sợ phải biết hồn quang của phụ thân gã tuyệt đối có uy thế cấp á thánh thế nhưng cuối cùng lại bị tiêu diệt Diệu thuật của hai người kia đáng sợ đến mức nào? Bọn họ mới đến cảnh giới gì, mới có bao nhiêu tuổi chứ? Kết quả thế này đủ để chấn động thế gian. May mà chỉ là một tia hồn quang, không thể duy trì lâu, nếu không chúng ta chắc chắn phải chết. Sở Phong than thở. Ngươi có thể chết được rồi. Âu Dương Phong nói. Ẩm. Ừ. Hắn đứng một bên ra tay, đánh chết Phổ Lâm. Phổ Lâm muốn liều mạng, kết quả Sở Phong và Ánh Trích Tiên cũng ra tay. Bọn họ không muốn lại có thêm biến cố gì, trực tiếp tiêu diệt gã thế tử phù liên tiếp vỡ nát bốn lần phổ lâm sợ hãi kêu to hóa thành một cơn mưa ánh sáng toàn bộ hình thần đều bị hủy diệt cùng lúc đó ở một tòa thành cách đây một trăm dặm linh uy hầu trong lòng chấn động sau đó nhảy dựng lên quát lớn thật can đảm dám giết con nối dòng của ta ta phải diệt sạch các ngươi mặc dù ở thế giới này đã trải qua mấy ngày nhưng ở vũ trụ nguyên bản của sở phong chỉ là một cái nháy mắt cùng lúc đó địa cầu đông hải núi bất diệt đại hắc ngư hô bằng gọi hữu hỏi ai muốn theo nó đi dị vực chinh chiến tuy đi theo thì thực lực có thể tăng nhanh như gió thế nhưng cũng rất nguy hiểm kết quả tất nhiên là không có người nào hưởng ứng dùng lời của lão lư tu vi tuy đáng quý nhưng sinh mệnh còn đáng quý hơn nên đánh chết ông cũng không đi lão hắc con trai của ta ngươi đi đi lữ phi dương ta mỗi ngày sẽ vì ngươi tụng kinh ngươi cứ yên tâm mạnh dạn mà đi dị vực đi đi cái quái gì vậy mỗi ngày niệm kinh cho ta muốn siêu độ cho ta sao? Đại hắc ngưu mặt đã đen lại càng đen hơn. Ngưu ca, lên đường bình an, không tiễn. Đám hổ đông bắc, chu toàn đều lắc đầu, đánh chết cũng không chịu đi. Sau đó, hoàng ngưu trực tiếp đi một chuyến đến côn lôn gặp công chúa yêu yêu. Kết quả, yêu yêu sau khi nghe nó nói xong liền lập tức đi theo nó tới đảo bất diện. Chỉ có linh hồn mới có thể đi. Ai dám cùng ta lên đường, chiến đấu, phản chiếu thiên địa ở dị vực, kiến quốc vẻ vang nào. Yêu yêu muốn đi, nàng chỉ mới hiệu triệu một tiếng, tất cả mọi người đều nhấc tay, tỏ vẻ phải cùng đi cho bằng được. Đại Hắc ngư mắt trợn trắng, nói, các ngươi có ý gì, ta kêu các ngươi không đi, công chúa yêu yêu mới nói một câu muốn đi, các ngươi đều hùng hổ đi theo, cười đầy bị ổi, không thèm suy nghĩ gì thế hả. Đi theo ngươi chỉ có thể là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Công chúa yêu yêu là ai chứ? Số một tinh không, bất khả chiến bại khắp cả vũ trụ thượng cổ, chúng ta đương nhiên phải đi theo. Trinh chiến dị vực, Yêu yêu phất tay, vô cùng hào hoa phong nhã dẫn một đám ngươi lên đường. Còn có ta, thiếu nữ hy cũng hô vang, muốn đi theo. Sở phong liếc nhìn Âu Dương Phong, nói, sao mặt của ngươi tối sầm như vậy, sắp bốc ra khí đen luôn rồi. Không nói tiếng người được à? Âu Dương Phong vỉnh cái cổ thiên nga lên, mặt xám xịt nhìn hắn. Nếu hắn dịu dàng, mềm mại thì mới gọi là lạ đấy. Ánh hiểu hiểu cười hì hì. Lúc này, cả chiến trường đều đã im lặng, phổ lâm và đám thuộc hạ đều đã bị xử lý trận chiến mở đầu tuyệt vời của sở phong và ánh trích tiên mang khí thế người người khiếp sợ giết chết cả thần xạ thủ và kỵ sĩ mặt mũi của âu dương phong thật sự hóa đen vẻ mặt còn hơi khó coi rốt cuộc là tại sao sở phong hỏi vừa rồi là âu dương phong phụ trách sư hồn phổ lâm sau khi xong việc mặt lại tối sầm chắc chắn là tin xấu có liên quan đến chúng ta ánh trích tiên nói nàng đáp xuống mặt đất lướt qua người thiên nga mang theo tiên khí thượt tha mềm mại trong trận chiến vừa nãy, nàng và sở phong suýt nữa bị hồn quang của Linh Uy Hầu giết chết, vô cùng nguy hiểm, thân thể bọn họ đều không thể chịu được, bị xé rách. Ngay cả linh hồn cùng đã mờ dần, hai người đều bị thương không nhẹ. Dù sao, hồn quang kia có hơi thở của Á Thánh, với trình độ này của bọn họ mà không chết đã được xem là kỳ tích. Thông minh, Âu Dương Phong liếc nhìn ánh trích tiên, khẽ thở dài. Chúng ta đến thế giới này, trước mắt chỉ tiếp xúc với quân đội hệ võ thần, có được dị thuật của bọn họ, nếu đoán rằng có liên quan với việc này, vậy có phải là có hậu quả gì nghiêm trọng hay không?" Ánh Trích Tiên hỏi. Vẻ mặt Âu Dương Phong kỳ lạ, nữ tử tiên tộc này thật là thông minh, cái gì cũng có phát hiện trước. Vấn đề khá là nghiêm trọng. Cốc than thở, rất muốn nhổ ra một bãi nước miếng lớn, nhưng khi suy nghĩ lại thì đành nuốt xuống. Bởi vì đây là hồn quang, là năng lượng tinh thần, hắn ta không muốn lãng phí. Mới động một tí đã bị cây nhài leo tóc bạc này nhìn chằm chằm điều này mới gọi là khó chịu còn không bằng nhìn hắn ta nhổ trực tiếp luôn trên đường thằng cháu trai phổ lâm này đuổi giết chúng ta không biết tên khốn nạn nào nói việc này cho cha gã lão già này khá đáng sợ hơn nữa rất che chở cho con lão có sáu đứa con năm đó con thứ ba bị nguyệt lượng nữ thần thuộc hệ xạ thủ giết chết trên chiến trường lão lần mò danh giới suốt đêm diệt cả đội ngũ còn giết sạch toàn tộc thần xạ thủ tắm máu tất cả từ đứa trẻ con mới được mấy tháng đến đứa nhỏ năm sáu tuổi đều bị lão đánh cho từ sống thành chết thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn cực kỳ hung ác sau đó cao thủ nguyệt lượng nữ thần lên đường đi trả thù lão kết quả lão đã chuẩn bị từ sớm báo trước cho chỗ dựa vững chắc giúp lão ngăn chặn tai họa sắp xếp mai phục giết thêm một đám cao thủ sở phong ánh trích tiên nghe vậy đều nhíu mày linh uy hầu này có thủ tất báo lại bao che cho con như vậy sau khi biết phổ lâm bị giết còn không nổi điên sao quan trọng là ít nhất lão cũng là một vị á thánh hồn quang vừa rồi vô cùng đáng sợ thiếu chút nữa giết chết sở phong và ánh trích tiên nếu không có thất bảo diệu thuật hai người bọn họ nhất định sẽ nổ tung thành hai vũng máu âu dương phong thở dài nói còn một chỗ cũng bị ánh tiên tử đoán chúng có liên quan đến dị thuật điều này nói sao đây chính là một cái hố ngoài việc hấp thu thần tính lạp tử quá nhiều mỗi tháng sẽ dẫn xét đến thì ở thế giới này bình thường người tiến hóa sống lâu đều rất ít có một số còn không khác gì người bình thường lúc âu dương phong nói những điều này đã khiến cho sở phong nhíu mày cảm nhận được tình cảnh đang không tốt cụ thể chút dựa vào một vài báo cáo bí mật ở phòng thí nghiệm của số vị thần đi vào cao nguyên hung thú rất nhiều người cho rằng điều này liên quan tới việc dùng dị thuật luyện hóa quá nhiều thần tính lạp tử và vật tổ sở phong hít vào hơi lạnh dị thuật này còn mang mối họa lớn hắn hiểu được rằng thế giới nào cùng chú trọng tính cân bằng không có khả năng vượt trội đến mức tận cùng mà không phải trả giá thế nhưng bây giờ bỗng nhiên biết sẽ giảm tuổi thọ vẫn làm cho hắn cảm thất sự nghiêm trọng của vấn đề cóc âu dương nói võ thần của cao nguyên hung thú nguyệt lượng nữ thần đều đang nghiên cứu dưới góc độ quan niệm về số mệnh và thuyết tiến hóa thì đều rất có lý nếu theo quan niệm về số mệnh mà nói chính là bởi vì loại dị thuật này làm trời nổi giận chết chóc quá nhiều thật sự là đạp lên xương cốt của người khác mà tiến hóa mà mạnh lên cho nên cuối cùng tất cả đều gặp báo ứng Trời đất không tha, ngoài việc thường xuyên gặp sấm sét, tuổi thọ của mọi người cũng không dài, bởi vì sát tính quá nặng mà giảm thọ. Hơn nữa, tất cả người tiến hóa lúc về già rất lạnh lẽo, gần như là không có chết già, ngay cả thần linh cũng không ngoại lệ, cảnh tượng về già sẽ rất thê thảm. Có người không hiểu nổi điên, đi con đường tự vẫn, thậm chí còn tiêu diệt cả tộc của mình. Có cường giả thì sức lực đột nhiên khô héo, nhanh chóng già cả, khắp người khô nứt, sống mà đau đớn đến chết. Còn có nhân bị hủy hoại linh hồn giống như thịt thối chất trên bàn, hồn quang nát vụn, càng già càng thảm hơn, hồn thể tan vỡ, chịu mọi tra tấn. Kể cả thần linh cũng giống nhau, nếu một người xui xẻo hơn, đến khi thực lực suy nhược, sẽ trở thành con mồi cho người đến sau, bị giết chết, hấp thu thần tính lạp tử. Đây là những gì Âu Dương Phong tìm thấy lúc sư hồn phổ lâm, khiến cho người ta hiểu được, cho rằng người tiến hóa của thế giới này cuối cùng đều không có kết cục tốt, cảnh xế chiều thảm thương. Ngay cả thần cũng không thể giải quyết vấn đề này, tinh lực cũng khô héo linh hồn thì tan vỡ chịu đủ tra tấn mà chết ánh hiểu hiểu thốt lên sợ hãi cảm thấy cả người bốc lên khí lạnh nếu nói như vậy còn không bằng nàng trực tiếp từ chối dị thuật quên đi việc quay về vũ trụ của chính mình thế nhưng dị thuật giống như thuốc phiện thần cấp người tiến hóa theo đuổi vì theo đuổi sức mạnh của bản thân có ai chấp nhận từ bỏ âu dương phong thở dài hiếm khi nghiêm túc đứng dậy đây đều là những điều thấy được trong linh hồn phổ lâm năm đó ông nội linh uy hầu rất lợi hại là một chiến binh mạnh mẽ, chỉ huy vô số đại quân. Thế nhưng khi tuổi già đến, lại thành ra bọc xương, ngày đêm gào thét, không dám ở một mình, nhưng cuối cùng vẫn vô cùng chết trong đau đớn. Đầu tiên lão bất ngờ bị một thần thú trưởng thành ăn mất nửa người khi giết hại dân, trong thành, sau đó lại bị một tia sấm sét rơi xuống đầu, diệt sạch chín thành hồn quang, cuối cùng bị giày vò và dãy ruộng hơn 10 ngày sau mới chết đi. Tất cả mọi người đều nói, tất cả đều là bởi vì năm đó lão giết chóc quá nặng. Còn có yêu thần ngày xưa, ở cao nguyên hung thú lúc già, mỗi ngày đều bị xét đánh, mỗi ngày đều tổn thất một bộ phận cơ thể, giống như bị cháy xém, cuối cùng lại bị người ta đánh lén sau lưng, nổ tung ngay khi đang sống, từ từ luyện hóa lão 100 năm, cho lão nhận hết khuất nhục và tra tấn. Sau đó, dẫm lên thi thể lão thượng vị thành thần. Lúc này, yêu thần chấm dứt lúc tuổi già thê lương. Chỉ vì, năm đó yêu thần cũng thượng vị như vậy. Cho nên, người tiến hóa trên thế giới này rất đồng ý với quan niệm về số mệnh, cho rằng là có đạo lý rất nhiều chuyện đều linh nghiệm ở mọi nơi, đó là có báo ứng. Chúng ta luyện hóa dị thuật của bọn họ, cũng sẽ có kết cục thảm như vậy. Sở phong không muốn giảm thọ, cũng không suy yếu một cách khó hiểu. Tình huống này so với sinh lão bệnh tử của phàm nhân còn thảm hơn. Người tiến hóa đều mưu cầu điều gì? Còn không phải là vì siêu thoát, càng thêm ung dung tự tại, không bị trói buộc, không bị quản thúc. Mà kết quả này thật sự giống như một thanh kiếm sắc bén treo trên đầu, khiến cho tuổi già đều bị bao phủ trong bóng ma hoa nhài leo chừng to mắt, vẻ mặt khẩn trương, nói, chị, vẫn nên về nhà thôi, ta muốn đi tìm mẹ. Thế giới này rất không an toàn, ta không muốn lúc già sẽ thành ra bọc xương, ta lại càng không muốn bị dày vào ngoài ý muốn, cuối cùng chết thảm. Ánh trích tiên rất bình tĩnh, hỏi Âu Dương Phong, vừa rồi ngươi nói chính là quan niệm về số mệnh, còn có một loại thuyết tiến hóa nữa. Thuyết tiến hóa càng dọa người, nói rằng sự nhiều ít về thần tính lạp tử, của sinh vật có một vài tính chất biệt lập, đặc biệt là các vật tổ rất cao lại có tính tương phản, tuy rằng nhìn như dung hòa là một, nhưng tới một giai đoạn nhất định, những vật chất bên trong sẽ phát sinh các loại phản ứng, cũng dần gây ra các loại rối loạn. Cho dù là một vị thần lúc về giả cũng hoảng sợ hét lên có quỷ, có ngục tỏa hồn giả đến lấy mạng thì cũng không có gì khác thường. Bởi vì có thể hắn thật sự nhìn thấy thứ khó lường gì đó, có thể chính là từ thần tính lạp tử, từ vật tổ thoát ra bên ngoài, rồi sau đó sinh trưởng và sinh sản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio sở phong nghe xong một hồi cũng không nói gì thần còn sợ quỷ nếu thật sự suy nghĩ một chút thì thần trên thế giới này cuối cùng đều phải chết vậy điều này cũng là bình thường không có cách giải quyết khác sao sở phong hỏi ánh trích tiên cũng nhìn về phía âu dương phong muốn hiểu rõ tất cả nàng và sở phong đều không cam lòng có cao nguyên hung thú có một loại lý luận nói nếu đủ mạnh mẽ có lẽ có thể ngăn chặn tất cả giết chết tất cả không có điều thê thảm này đương nhiên đến nay chưa từng xuất hiện người như vậy người không tin ma quỷ đều đã chết ngoài ra các vị thần còn tìm được một cách muốn đi vào hỗn độn phải vượt qua dòng sông quá khứ đến thế giới khác trời đất khác nhau có lẽ khiến có ý kiến bất đồng bọn họ muốn đi chịu dẫn dắt từ mình giải quyết vấn đề đến thế giới khác sở phong ngạc nhiên âu dương phong lục tìm trong linh hồn của phổ lâm phát hiện cả cao nguyên hung thú hình như chính là trung tâm thế giới ra khỏi nơi này sẽ đi tới hỗn độn chính xác thế giới lấy cao nguyên hung thú làm trung tâm ngoài ra còn có mấy vực sâu nơi trú ngụ của thần thú sau đó chính là hỗn độn giới hạn này không lớn bằng nơi đó dựa theo thần minh thế giới này suy đoán đây là một thế giới bị tàn phá đề tài này đã nói đến bản chất của thế giới thần linh qua nhiều thế hệ ở cao nguyên hung thú đều từng tiếp xúc với âm linh thế giới khác thậm chí là dương hồn thế giới khác bọn họ đoán thế giới này có thể tiếp giáp với một cõi âm lớn cũng có thể cách dương gian không xa đây là một kẽ hở của thế giới những lời Âu Dương Phong nói ra làm ánh trích tiên và sở phong đều sừng sốt, thần linh thế giới này đoán rằng những lý lẽ từ đó sẽ ngày càng nhiều. Qua nhiều thế hệ, một vài thần linh già cả trước lúc chết, muốn đi thay đổi vận mệnh bản thân. Thế nhưng, một số vị thần vừa vào hỗn độn liền chết thảm, những người đưa tiễn có thể tận mắt nhìn thấy, còn có người một đi không trở lại. Chết thảm trong hỗn độn. Sở phong kinh ngạc, vô cùng sợ hãi. Ừm, đúng vậy, bên cạnh hỗn độn có đường, không phải bọn họ đột ngột đi qua sông, mà là tìm ra dấu chân tiền nhân âu dương phong gật đầu tiếp theo trên mặt hắn ta lộ ra vẻ sợ hãi nói vậy cảnh tượng thế thảm giống như đi vào địa ngục không phải cái gọi là toàn bộ vũ trụ sau đó âu dương phong mở ra hình ảnh nhìn thấy trong linh hồn phổ lâm đó là con đường tiếp giáp hỗn độn đó là một cái cối say chậm rãi chuyển động muốn đi qua nhất định phải lao vào trong đó trải qua sự nghiền nát một vài thần in không qua nổi một cửa hồn quang đã sụp đổ có một số người khá may mắn bởi vì các cối say đó tình cờ không chuyển động không nghiền nát người nếu có thể đi một đường thẳng vào bên trong cánh cửa ánh sáng giữa cối say điều này hoàn toàn dựa vào vận khí ngay cả thần linh cũng không ngoại lệ sở phong nhìn hình ảnh được âu dương phong phơi bày có chút chấn động hắn nhìn thấy gì một cái cối say giữa địa ngục giống như ánh sáng của tử thành thế mà không chết trong bức tường thành lớn như vậy chất liệu gỗ ngang bằng tác dụng tương đương hắn tin rằng phía sau cối say thật sự có một lối đi Giữa địa ngục là một con đường luân hồi, nhưng con đường đó ở đâu? Đi về phía nào? Mất một lúc lâu, Sở Phong mới lên tiếng, hỏi ánh Trích Tiên, ngươi thấy thế nào? Lập tức đứng dậy hành động, tranh thủ tìm dị thuật cao nhất thế giới này, mặc dù không thể dùng, cũng nếu thử thu hoạch trước, việc này cứ gác lại tính sau. Trong lúc nghiên cứu thế giới này, tìm kiếm thánh dược và những thứ thích hợp với chúng ta. Đương nhiên, nếu hiểu rõ bản chất, hoàn toàn biết được phía sau thế giới này thật sự không phù hợp với chúng ta vậy thì trong mấy ngày này dùng thời gian ngắn nhất chấm dứt sự tồn tại của thế giới này ánh trích tiên vô cùng quyết đoán nàng cho rằng vấn đề rất nghiêm trọng đúng rồi nhiều thế hệ đạt được cơ duyên ở thần điện đại mộng tịnh thổ cái gói là một giấc mơ đoán đúng trăm năm đời người cuối cùng đều là kết cục gì sở phong hỏi đây đúng là điều khiến ta không rét mà run vẻ mặt ánh trích tiên ngưng tụ nói cẩn thận suy nghĩ những người nổi bật qua nhiều thế hệ cuối cùng đều có một nửa gặp chuyện ngoài ý muốn đột ngột chết trong vũ trụ năm đó tất cả mọi người cho rằng có người ghen tị âm thầm ra hại nhưng bây giờ xem ra cái chết của bọn họ có chút giống với cường giả lúc về già ở thế giới này lời này vừa nói ra khiến cho sở phong suýt nữa toát ra một trận mồ hôi lạnh ánh trích tiên giải thích một số người nổi bật tình cảnh lúc về già không được tốt lắm có tàu hỏa nhập ma mà chết cũng có chết đau đớn khó hiểu đều rất thê thảm cuối cùng người được chết giả cũng có nhưng mà thật sự không nhiều lắm thật sự là cái hồi nha hãm hại người tài âu dương phong hét lên không kéo dài thời gian nữa chúng ta lập tức hành động tình hình mà không đúng như vậy thì lập tức rời khỏi ánh trích tiên nói mấy người gật đầu vẻ mặt đều nghiêm túc bây giờ làm gì đây âu dương phong hỏi đi săn sở phong đáp với giọng điệu vô cùng quả quyết người còn dám dùng dị thuật trong lòng âu dương phong có chút sợ hãi cái tật lườm người bỗng dưng khỏi bây giờ hắn ta khá là nghiêm túc không có chút ngả ngớn nào không thấy ta bị thương thành như vậy rồi à với lại, ta cũng đã luyện loại dị thuật này rồi, dùng thêm vài lần thì có sao, chết sớm cái gì, thôi đi, ta đã uống thuốc thần, tuổi thọ thông thường còn nhiều hơn tuổi thọ cả đời của người, khác, không sợ. Sở phong chẳng hề để ý, thứ ngươi ăn là thuốc thần của âm phủ, có tác dụng không? Âu Dương Phong nói kích hắn. Ở âm phủ, hắn ta cũng được coi là thần thú. Thế nhưng, sau khi tới nơi này rồi, xạ dạ thù gặp phải còn suýt đánh hắn nổ tung, quân lính cùng gào to cũng suýt khiến hồn quang của hắn ta sụp đổ trong nháy mắt. Ở thế giới này, hắn ta là âm linh, dòng máu thần thú thật ra vô dụng. Cho nên, hắn ta hiểu được thuốc thần của âm phủ có lẽ cũng sẽ yếu đi. Tỷ phu, ngươi chán sống rồi, không phải chỉ riêng vấn đề giảm tuổi thọ, còn có chuyện ngoài ý muốn, sẽ chết một cách đột ngột. Hoa nhảy leo tóc trắng nói lớn, chừng đôi to mắt xinh đẹp nhắc nhở hắn. Cốc! Kết quả, nàng bị ánh trích tiên cốc cho một cái, lập tức ôm chán kêu lên đau đớn, bị cảnh báo không được xưng hô lung tung. Ánh Trích Tiên nói, loại dị thuật này rất quái dị, về bản chất mà nói thì có vấn đề lớn, có thể liên quan đến nguồn gốc của nền văn minh tiến hóa, sẽ gây họa lớn. Không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Theo lời Sở Phong nói chính là không tin tà ma, đến cả địa ngục hắn còn có thể còn sống ra ngoài, bị xoay vòng nhiều lần trong quang minh tử thành, đường đến luân hồi cũng từng đi một lần, còn sợ gì một cái dị thuật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.